Đôi khi con người của mình cứ nghĩ rằng á, là mình đem cái thân của mình rồi mình cứ tưởng tượng như là cái thân vô hình bên kia người ta cũng giống như mình. Phải không? Mình cứ nghĩ rằng là hồi xưa ông nhà tôi ông ăn mặn không ha, cho nên bây giờ cúng mặn thôi chứ tôi không có cúng chay. Tức là mình đem cái hữu hình, mình ví dụ cho cái vô hình là sai rồi. Cái hữu hình có nghĩa là mình còn thân thể, mình còn bao tử, còn ruột, còn gan, còn tim, cho nên mình còn ăn. Rồi trong cuộc sống đời thường của mình nè, cái tư tưởng của mình chạy theo tất cả những cái món ăn, mình thích ăn thịt con này, mình thích ăn thịt con kia. Nhưng mà khi đã chết rồi, cái thân trung ấm của mình nó không có bao tử, nó không có xương sóc, nó không có hình hài gì cả, thì ra nó đâu có đòi ăn cái gì đâu quý Phật tử. Phải không? Cho nên mình cứ nghĩ cái của mình rồi mình tưởng tượng qua cái bên kia của cõi vô hình. Ông nhà tôi ăn mặn không, cho nên bây giờ tôi phải cúng mặn. Má tôi ngày xưa đó bà thèm bún riêu cua, bây giờ mỗi lần đám là cúng bún riêu cua cho bà. Sai rồi. Cho nên đó chính là những cái mà mình cái nhỏ thật sự nhưng mà mình không hiểu, mình không giải tỏa được thì quý Phật tử chúng ta lầm lẫn lắm. Rồi mình cứ cúng tất cả những cái gì mà người thân mình thích là sai rồi. Cái thân trung ấm bên kia họ không cần ăn. Họ không cần ăn đâu quý Phật tử. Mà khi mình cúng đồ mặn lên trên đó, mình đọc cái tên, cái tâm tâm tương cảm, cái tâm của mình suy nghĩ đến cái người thân bên kia vô hình người ta mất đó, mình cúng cái gì thì người ta ngửi cái mùi đó gọi là thức thực. Mình ở đây gọi là đoạn thực, tức là ăn từ đoạn sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn gọi là đoạn thực, ăn từng giai đoạn. Còn ở cái thế giới vô hình gọi là thức thực. Có nghĩa là người ta ăn bằng cái ý thức người ta thôi. Cho nên khi mà mình nói mình cúng gà cho cha mẹ tôi thì cái hương linh, cái thân trung ấm đó ngửi cái mùi gà. Tức là ngửi cái mùi tanh của máu, ngửi cái mùi tanh của thịt thì thân trung ấm của mình cái đầu nó trút xuống như thế này, nó nặng nề lắm. Nó tưởng ra cái mùi đó bằng thức thực. Cho nên khi thân trung ấm mà tưởng chừng tưởng ra cái món ăn mặn đó quý Phật tử có mùi máu nè, có mùi xương thịt của chúng sinh nè, là cái thân trung ấm của mình nó nặng nề, nó cắm đầu xuống như vậy. Nó đi lên không được mà cắm đầu xuống. Phải không? Mà ăn đâu có được bằng cái thức thực thôi. Còn mình nói rằng là cúng dường cho hương linh cha mẹ tôi là hoa trái thì thân trung ấm mình nó nhẹ nhàng, cái đầu đi lên như thế này. Cho nên ở bên kia thế giới vô hình người ta chỉ dùng thức thực chứ không phải dùng đoạn thực như mình. Đó, thành ra quý Phật tử thấy rằng nếu mình không hiểu được sự tương quan hay là cái vấn đề mà nó cái nghiệp báo của hai cái thế giới vô hình và hữu hình, mình sẽ làm sai lầm hết, làm tội cho hương linh. Thầy nói ví dụ như bây giờ cha mẹ của mình đã mất đi rồi đi, ngày mà còn sống cha mẹ mình đã làm tất cả những cái điều mà dường như là tội lỗi để mà nuôi lớn mình. Tính sao có lợi thì làm, phải không? Trong kinh Du Lan. Thành ra rồi đã làm hết những cái chuyện tội để nuôi cho mình khôn lớn, tới chừng chết rồi mình tiếp tục mình chồng cho cha mẹ mình tất cả vô số tội nữa. À, tôi mần ba bốn con gà này để làm đám cho má tôi giết một con heo, tôi mần một con heo làm đám cho ba tôi. Cho nên đó khi chết rồi mình lại tiếp tục mình chồng vào đó những cái tội mà hương linh ăn không được. Mà hương linh chỉ hưởng cái lời nói của mình thôi, bằng thức thực của mình. Thì mần con gà này để làm gì? Trong ý thức của mình là cúng cho cha mẹ tôi. Ông bà ăn đâu có được, mà cuối cùng rồi phải mang cái tội là do ý thức của mình gửi về bên đó. Thấy không? Cho nên khi còn sống, nuôi mình, tạo tội, đến chết rồi, mình lại ăn được những cái món đó, mình ăn gà, mình ăn heo, mình nhậu nhẹt, mình say sưa, sướng cái miệng của mình, mà mình trồng cái tội thêm cho hương linh. Thành ra rồi đó, sống mình cũng nuôi mình mà cha mẹ tạo tội, chết mình cũng tạo tội tiếp cho cha mẹ mình nữa. Cho nên ở bên kia thế giới vô hình họ không cần ăn, họ chỉ cần cái công đức thôi. Tại sao mà quý Phật tử thấy rằng đó, thế giới vô hình bên đó người ta chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật. Sau này đó, những đứa con họ không có tập trung cái đầu của họ được. Người ta nói rằng là đó, bổn phận làm con, cha mẹ còn sống không thể báo hiếu được.
nuôi con tới lớn như thế mà lúc mà nó đầy đủ sức khỏe để nó nuôi lại mình đó thì bắt đầu nó nuôi con nó rồi, thì làm sao nó trả hiếu cho cha mẹ được đây, phải không? Hồi nó còn nhỏ nó chưa làm ra tiền thì mình nuôi nó, tới chừng nó lớn mà nó làm ra tiền cái bắt đầu nó nuôi chồng nuôi vợ nuôi con nó rồi, thành ra rồi không có báo hiếu lúc cha mẹ còn sống. Cho nên cái cơ hội lần hai là cơ hội cha mẹ mình qua đời 49 ngày để cho mình hoàn tất cái chữ hiếu. Thì trong 49 ngày đó đòi hỏi người con muốn trả hiếu cho cha mẹ mình đó là niệm Phật 49 ngày, ăn chay 49 ngày để hoàn tất chữ hiếu, xóa đi bớt một phần nào cái tội mà cha mẹ mình nuôi mình đó. Phải không? Vì con nè, cho nên cha mẹ mình làm những cái điều tội. Vì con mà cha mẹ mình đi cắm câu nè, vì con mà cha mẹ mình đi giăng lưới nè, vì con mà cha mẹ mình phải giết con này, giết con kia để cho con mình ăn. Làm con mình ăn không à, mà cha mẹ mình chịu. Cho nên bây giờ khi cha mẹ mình qua đời rồi, 49 ngày này mình góp một phần công đức để giảm nhẹ cái tội của cha mẹ khi còn sống. Đó là báo hiếu đó. Vậy mà có những người con kêu 49 ngày ăn chay đi, cái nó tôi ăn không nổi. Kêu ngồi niệm Phật 49 ngày đi, thôi tôi không có làm được cái chuyện đó đâu. Thành ra rồi quý Phật tử thấy rằng cái cơ hội để cho chúng ta hoàn tất cái chữ hiếu mình làm không xong. Cho nên nó đâu có ai ngồi suốt 49 ngày để niệm Phật, để mà cầu nguyện cho cha mẹ mình đâu. Mà thầy ví dụ cho quý Phật tử hiểu nè. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật nó cũng giống như vàng vậy đó quý Phật tử. Mình có vàng, mình xài ở Việt Nam được, mình xài ở nước ngoài được, mình xài ở bên kia được, nước nào mình xài cái vàng cũng được cả. Cần thiết là mình đem vàng ra mình đổ tiền của nước đó mình xài, phải không? Thì câu A-di-đà nó cũng giống như vàng vậy đó, xài ở cõi này được, xài ở cõi địa ngục được, xài ở cõi Tây Phương được, xài ở cõi trời được. Cho nên mới gọi là vô lượng công đức, hiểu không? Cho nên mình không gửi tiền của cõi này xuống cho cõi kia được, hai cái cõi đó xài tiền khác nhau làm sao mình gửi được, phải không? Rồi cứ tưởng tượng ra cái tiền giảng sanh rồi cái giấy tiền vàng bạc rồi đốt, súng nhau mà đốt, bụi bay mịt trời hết, đâu có hưởng được đâu, phải không? Cho nên chúng ta chỉ gửi được cái A-di-đà vô lượng công đức cũng giống như mình gửi vàng vậy thôi. Rồi tùy thuận theo cái hương linh ở phía vô hình đó, cái vàng đó nó sẽ đổi ra bằng công đức nơi đó. Thành ra rồi các vị mới nói rằng là quý Phật tử nên niệm A-di-đà gửi về cho hương linh là như vậy. Rồi sau này đó, các vị tổ của mình á, thấy những đứa con của mình nó không có thể nào tập trung để niệm Phật được. Cho nên các vị tổ mới dùng phương tiện là in ra cái tiền vãng sanh. Trong cái tờ tiền vãng sanh đó nó có đệ chữ là Nam Mô A Di Đà Phật vào một cái bài chú vãng sanh luôn. Và khuyên mình mỗi lần đốt là niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho mình nhớ thôi. Nhưng mà quý Phật tử ơi, đợi đến cái lúc mà mình đốt mình niệm có 3-4 câu A Di Đà đó thì làm sao đủ cho hương linh ở bên kia để mà xài được quý Phật tử. Giống như bây giờ đó, cha mẹ mình đi học đi, cha mẹ gửi tiền về cho mình ăn học mà gửi không đủ thì làm sao mình học nổi đây, phải không? Như vậy đó, cũng giống cha mẹ qua bên kia rồi, mình gửi cái A-di-đà vô lượng công đức cho cha mẹ mình, phải gửi cho nhiều. Trong vòng 49 ngày cha mẹ mình chưa có đi đâu hết, cho nên chúng ta gửi cho cha mẹ mình để cho cha mẹ mình đầy đủ công đức. Để rồi tùy theo cái công đức mà cha mẹ mình đi vào cái chỗ mà nó sung sướng hay là cái chỗ mà nó đọa lạc. Ở bên cái thế giới vô hình suốt 49 ngày như vậy hoài luôn mà chờ đợi con cái của mình. Nếu mà quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật suốt 49 ngày, ăn chay suốt 49 ngày, hồi hướng công đức cho hương linh cha tôi, mẹ tôi, vợ tôi, chồng tôi, hồi hướng công đức này cho ông bà tôi, cho người thân của tôi, thì 49 ngày đó cha mẹ ông bà hương linh đều nhận hết công đức đó. Nếu quý Phật tử niệm cái câu A-di-đà thiệt là nhiều thì hương linh thế giới vô hình ở cái nhà thiệt là cao. Nếu mà mình niệm A-di-đà thật là nhiều thì hương linh được ấm. Niệm A-di-đà thật là nhiều thì hương linh được no. Còn niệm ít thì nhà nhỏ. Còn không niệm nữa thì lang thang rách rưới rồi đối khác lạnh lùng, không có một cái vốn liếng công đức nào hết. Ở bên kia thế giới vô hình, quý Phật tử thấy rằng có nhiều ông cụ đó, cõng bà cụ đi,
áo quần rách rưới lang thang như vậy đó mà không có một công đức lành nào để mà hưởng hết. Cái thế giới hữu hình của mình, cái người này có cơm mà dư được một chén cho cái người này đói ăn được, còn cái thế giới vô hình không được. Có những ông cụ ngồi ăn cơm, ông cụ bà cụ này đói mà cho hưởng không được. Quý Phật tử, cái chén cơm nằm trong tay người này thì là cơm, mà đưa qua cho cái vợ chồng ông cụ này thì nó không phải là cơm nữa. Cho nên ở thế giới vô hình nó khó như vậy đó. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải cho cha mẹ ông bà mình công đức, nếu không thì cha mẹ mình lang thang rách rưới lắm quý Phật tử ơi. Cõng nhau mà đi thôi, áo quần rách rưới, đói khát, rồi không có nhà cửa che thân, che mưa, che nắng gì ở bên thế giới đó. Thế giới của mình mưa ra mưa, nắng ra nắng, còn thế giới vô hình, mưa và lửa nó cùng một lúc như vậy. Đáng lẽ ra khi mà có lửa, mưa xuống thì tắt lửa, còn đằng này không, mưa lửa nó cùng một lúc luôn. Vừa rớt nước xuống mà vừa rớt lửa xuống luôn, mà không có nhà cửa thì chịu thôi. Phải không? Cho nên quý Phật tử nhớ, cái niệm A-di-đà không phải rằng là nói rằng là tôi niệm A-di-đà để hồi hướng công đức cho cha mẹ của tôi, mà mình hiểu một cách mơ hồ. Người con Phật phải hiểu một cách cụ thể, vì sao câu A-di-đà nó giúp cho hương linh được như vậy? Bởi vì câu A-di-đà là vô lượng công đức, mình niệm nhiều chừng nào thì công đức bên kia nó nhiều chừng nấy. Quý Phật tử muốn cho cha mẹ mình qua bên kia đó được bình yên, được khỏe và được an lạc, thì mình ở bên đây nên niệm A-di-đà cho thật nhiều. Câu A-di-đà nó chính là cái công đức lành cho thế giới vô hình đó. Còn đốt cái tiền giảng sanh chẳng qua là cái phương tiện, vì con cái nó không có bao giờ mà nó niệm suốt 49 ngày được đâu. Cho nên buộc lòng phải in ra cái giấy giảng sanh để rồi mình ngồi mình đốt, mình niệm từ chữ như vậy đó. Chứ thật sự ra cái giảng sanh này đó nó không phải là xấu, vì chúng ta xấu nè. Chúng ta không tập trung cái tinh thần của mình cho cha mẹ ông bà mình đi. Cho nên rồi các vị phải chế ra cái tờ giấy tiền vàng bạc giảng sanh đó để cho mình nhớ. Mỗi lần mình cầm cái tờ đó mình đốt là mình niệm A-di-đà. Đúng lý ra nó không cần cầm, mà lúc nào cũng niệm A-di-đà để gửi hết đó quý Phật tử. Còn đằng này đợi có cái hình ảnh đó, có giấy tiền vàng bạc, cái tiền giảng sanh đó mình mới niệm thôi. Cho nên quý Phật tử đốt cái đó không có lợi ích gì hết. Phải không? Nhưng mà tại mình mà các vị tổ sư tiền bối mới chế ra cái giấy tiền giảng sanh để cho mình niệm Phật. Còn nếu mình là người con Phật mà mình tập trung được, mình niệm Phật A-di-đà được rồi thì đâu có cần đốt giấy tiền làm cái gì đâu. Đâu có cần mà chiếc xe tang chạy ở ngoài đường rồi rải giấy tiền vàng bạc tùm lum tùm lá đâu. Phải không? Cho nên người con Phật chúng ta phải giải tỏa đi cái gút mắc trong đầu của mình. Vì sao phải niệm A-di-đà cho người thân mình quá cố? Mình phải biết cái câu đó, tại vì sao A-di-đà nó mang đến cho cái hương linh đầy đủ công đức lành như vậy. Đó, còn cái thứ hai nữa, khi mà mình niệm Phật, mình niệm Phật mà mình nằm mơ, mình thấy Phật xuống, mình niệm Phật mà mình thấy Phật rước mình nằm mơ mà mình thấy Phật xoa đầu mình nằm mơ mà mình thấy mình ở trên trời không? Quý Phật tử ơi, nếu mà chúng ta niệm Phật mà chúng ta thấy Phật thì nó có ba vấn đề. Một là mình niệm Phật, tất cả những ác nghiệp của mình nó sẽ hóa thân thành A-di-đà. Ác nghiệp nó hóa thân thành thánh chúng, ác nghiệp nó hóa thân thành người thân của mình. Trong kinh Địa Tạng nói đó, khi mà mình mà niệm Phật hoặc là mình tụng kinh đó, thì do cái tâm của mình, cái ác nghiệp trong tâm của mình nó sẽ hóa hiện ra những cái gì mình thích, để rồi nó sẽ dẫn mình đi về thế giới ác. Cho nên đó, nếu mà mình niệm Phật mà mình thấy Phật đến đó thì coi chừng, nó là cái ác nghiệp của mình, nó sẽ hóa thân theo cái sở thích của mình. Nếu mà mình ngồi mình niệm Phật mà mình nhớ cha mẹ mình quá thì ác nghiệp nó sẽ biến hình thành cha mẹ ông bà của mình. Đó, rồi nó dẫn mình đi mà mình không hay. Có nhiều người đó là ông bà mình dẫn đi xa lắm đó, nhưng mà nhờ cái phúc duyên tự nhiên rồi gặp một cái bà cụ nào đó dẫn đi về, còn nếu không là đi luôn rồi. Cho nên đó, khi mà mình niệm Phật, mình thấy Phật dẫn mình đi thì không phải là Phật thật. Bởi vì
Nếu mà chúng ta được Phật tiếp dẫn đó, quý Phật tử nhớ một điều là khi nào mình biết được cái ngày mình đi, đó là Phật thật. Còn ngoài ra trong cái lúc bình thường của mình ngủ mà mình thấy Phật, toàn là ma cảnh, toàn là cái ác nghiệp của mình nó biến hóa ra mà thôi. Điều thứ hai nữa đó là do tất cả những cái mà tư tưởng của mình, hằng ngày mình ngồi mình niệm Phật, mình cứ tưởng tượng hoài, tưởng tượng ông Phật A-di-đà, tưởng tượng cảnh giới Tây Phương trong hình vẽ đó. Rồi tối mình ngủ mình nằm mơ, mình thấy cái cảnh vẽ đó hiện trong tâm của mình. Thì đó là cái do cái tư tưởng của mình, gọi là ảo ảnh, phải không? Cái điều thứ ba nữa đó là do cái bệnh quan tưởng của mình. Có nhiều người đó là cứ bị cái bệnh đó nó đè nặng trong tâm của mình, niệm danh hiệu Quan Âm rồi mà cứ nghĩ rằng đó là Quan Âm luôn luôn lúc nào cũng che chở cho mình, Quan Âm lúc nào cũng là đế kế bên mình. Cái bệnh càng ngày càng lâu rồi cứ tự xưng mình là Quan Âm. Mẹ Quan Âm nhập vô cho tôi, rồi tự xưng là mẹ Quan Âm. Ở Vĩnh Long có một sư cô đó, tu pháp môn là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Một thời gian rồi cứ tưởng tượng là Quan Âm gia hộ, rồi nằm mơ cái tư tưởng đó nó xuất ra, nó tạo nên cái ảo ảnh là thấy Bồ Tát Quan Âm mượn cái thân của sư cô để mà cứu nhân độ thế. Rồi lần lần cái cô bị bệnh quan tưởng, sư cô mai nguyên cái áo màu trắng giống như hình Bồ Tát Quan Âm gì đó rồi mặc vô, đầu đội khăn trắng, rồi kêu Phật tử đi mua cái bình làm sao giống cái tịnh bình trên tay Quan Âm. Rồi cầm cái tịnh bình đó, rồi cầm cái nhành dương đứng trên cái bông sen, bông sen mà Phật tử kết thành giải đó, cái bông sen như vậy. Rồi cứ đứng và ngồi trên bông sen đó thôi, ăn cũng ngồi ở đó, đứng cũng ngồi ở đó, rồi ngủ cũng ở tại chỗ đó. Rồi tự xưng mình là mẹ Quan Âm, bị bệnh luôn, bị bệnh quan tưởng như vậy. Thì quý Phật tử thấy rằng nếu mà tư tưởng của chúng ta không cởi mở, mình là người con Phật mà mình cứ suy nghĩ hoặc là mình bị cái tư tưởng của mình nó làm cho mình hoang mang sợ hãi, rồi mình bị cái tư tưởng nó khống chế mình hoài đó, lâu ngày mình bị bệnh, phải không? Mình niệm Phật mà mình cứ thấy ma hoài, cứ sợ ma, niệm Phật mà cứ sợ ma thì lúc bấy giờ mình sẽ thấy ma nó ở bên mình hoài. Tối mình ngủ mình cũng thấy ma nó đè mình, thấy ma nó đứng ngay cửa sổ, thấy ma nó đi qua đi lại. Lúc mà mình ngồi ngay đạo tràng mình niệm Phật thì bàn chân của ma nó nhịp bịch sau lưng mình. Đó là mình bị bệnh quan tưởng, chứ thật sự không có con ma nào cả, phải không? Cho nên tất cả những cái đó chúng ta cần phải giải tỏa trong tư tưởng của mình. Nếu không mà quý Phật tử niệm Phật hoài đó thì công đức lành của mình không có tích tụ được bao nhiêu hết, mà tất cả những cái bóng dáng của ảo giác nè, bóng dáng của ác nghiệp nè, bóng dáng của bệnh tật nè, nó sẽ khống chế cái tư tưởng của mình, nó làm cho bước đường và cái con đường đi về Phật của mình đó, nó giống như rằng là người ta cản lối hết, không có thấy đường đi mà cũng không có cái chỗ nào cho mình bước qua hết. Cỏ nó mọc đầy hết, con đường ngày xưa sao mà nó thông thoáng, con đường bây giờ mà sao nó gai gai góc không à, không biết đường đi luôn, rồi lạc bước, phải không? Cho nên đó, cái người con Phật của chúng ta khi mà niệm Phật rồi, mình phải hiểu thế nào là câu A-di-đà, thế nào là niệm Phật cho một cách chân chính. Mình niệm Phật A-di-đà là mình niệm làm sao? Không phải là mình niệm để cho mình. Quý Phật tử cứ niệm cho mình không à. Nam mô A-di-đà Phật, con cầu nguyện này đem hết công đức này, con được giảng sanh Tây Phương là một. Con niệm Phật như thế này đó là để cho gia đình con được bình yên. Con niệm Phật cho con cái của con, nó nghe lời con, nó đừng có bao giờ quậy quạng nữa. Con niệm Phật như thế này cho công ăn việc làm của con, nó thuận buồm xuôi gió. Con niệm Phật làm sao mà người ta thiếu nợ con, người ta trả cho con. Con niệm Phật làm sao mà cho con bán được cái nhà này cho sớm sớm. Mình niệm Phật như thế thì tất cả những câu niệm Phật của mình làm sao về Tây Phương được đây? Phải không quý Phật tử? Cho nên niệm Phật làm sao để cho chúng ta được về Phật kìa. Đó, còn mình niệm Phật mà mình cầu những cái đó, tức là rõ ràng trong tâm của mình bị bế tắc, trong tâm của mình làm sao thông thoáng, cái cửa tâm hồn của mình không mở rộng thì làm sao mình đi về thế giới Phật được. Trong đạo tràng của chúng ta có ai niệm Phật để bán nhà không? Có không? Không có, phải không? Đừng có bán nhà nghe. Tại vì sao vậy? Tại vì thiếu nợ nhiều quá, bây giờ bán nhà để giải quyết nợ nần.
Thành ra rồi cái câu niệm Phật của mình không có bao giờ bán nhà được đâu. Tại vì Phật A-di-đà đâu có làm cho chúng sinh phải bán nhà, bán cửa. Phật A-di-đà cũng không có cái quyền năng gì đó để mà xóa đi tất cả những cái món nợ của mình. Mình bệnh vì sao? Mình thiếu nợ chúng sinh. Cho nên bây giờ mình bệnh, tay chân mình nhức quá, nhất là mấy cái cổ tay, cườm tay, cổ chân, ngón tay của mình nó nhức hoài à, là mình đã dây nợ chúng sinh, bây giờ mình phải trả. Ngày xưa quá khứ của mình, hay là nói cái kiếp vừa rồi thôi, không có cần nói kiếp này nha, mình đã từng cột chân của chúng sinh, mình treo toàn ten, mình đem bán mà. Phải không? Quý Phật tử thấy biết bao nhiêu người ta ở ngoài đời đó, người ta cột một chùm 5-6 con gà gì đó, cột mà cõng đầu xuống dưới gì nè, máng cái chân nó lên. Mình tưởng tượng cái tay cái chân của mình mà cột rồi máng mình lên toàn ten xuống vậy, mình đau không? Đau lắm. Cổ tay cổ chân của con vật nó đau lắm luôn đó. Con heo nó bốn cái chân nó chụm lại rồi thọ cái cây ngang qua ghinh đi, đau lắm quý Phật tử à. Nó đau nó mới la, nó la để nó gian sinh, nhưng mà mình đâu có chịu đâu. Thì bây giờ chúng ta dây mượn nó, mình dây mượn sự đau đớn của những cái chúng sinh đó, thì bây giờ nè, mình phải trả lại sự đau đớn đó thôi. Mượn cái gì thì phải trả cái đó chứ, phải không quý Phật tử? Cho nên bây giờ chúng ta mà có đau nhất cái khớp tay, đau nhất cái khớp chân đó, thì quý Phật tử ơi, chúng ta đang trả đó. Vậy đó mà cứ niệm Phật A-di-đà cho con đừng có nhức, niệm Phật A-di-đà cho con đừng có bệnh. Không lẽ Phật A-di-đà xúi mình giật nợ, phải không? Phật A-di-đà chỉ giúp cho mình bình yên trong tâm của mình, sẵn sàng đối đầu với con nợ để trả nợ một cách sòng phẳng thôi, chứ không phải để cho mình giật đâu. Quý Phật tử có bệnh, mình cứ niệm A-di-đà đi. Phải không? Bạch Đức Thế Tôn A-di-đà, từ phụ từ quá khứ, con đã dây mượn sự đau đớn của vô lượng chúng sinh vô tội. Cho nên hôm nay con đã biết đạo, con quy y Phật, con làm con của Phật. Bây giờ Bạch Đức A-di-đà vô lượng thọ, con xin được trả tất cả những món nợ ngày xưa. Thì như vậy đó, mình niệm Phật mới đi đúng đường được. Thiếu nợ là dám trả thôi, phải không? Ở đây quý Phật tử thiếu nợ mà được trả nợ có ai buồn không? Mình thiếu bà kia 50.000 mà bữa nay có tiền 50.000 trả cho người ta là buồn hay là vui? Vui, phải không? Vậy thì mình bệnh là mình đã trả được nợ rồi đó quý Phật tử. Mà ngày xưa đó, mình bệnh, mình đau mà mình chưa có vô lượng công đức. Mình bệnh đâu có ai dạy mình niệm Phật. Mình bệnh mà tâm của mình nó rối rắm, bệnh tâm của mình nó phập phồng, bệnh tâm của mình nó hoang mang, bệnh tâm của mình nó lo sợ. Cho nên mình trả nợ mà trả nợ không có vốn, không có công đức. Còn bây giờ mình quy y rồi, mình có A-di-đà vô lượng công đức rồi, thì mình trả nợ một cách bình yên quý Phật tử à. Có A-di-đà rồi mình đâu có sợ gì nữa. Cho nên tâm của mình bình yên, tâm của mình an lạc để mà mình trả nợ đi. Có đôi khi mình vừa trả nợ mà mình vừa mang nợ, nhức cái tai quá trời nhức luôn. Không biết ai kêu đó, về đó kiếm mấy con vịt ta đó, rửa chân cho nó xịt là sạch, bỏ 4-5 con vịt lên trên một cái chuồng ấy đó, lót dĩ hi nóc sạch sẽ đàng hoàng, đốt lửa ở dưới, rồi cho mấy con vịt nó chạy qua chạy lại, chạy tới chừng nào mà nó chạy hết nổi, cắt mấy cái chân đó vô ăn hết nhức tai. Đã mang nợ ngày xưa rồi, treo người ta toàn ten lên tay chân nó nhức hết rồi. Bây giờ không thèm trả nợ người ta mà còn vay thêm những cái món nợ đó nữa, thì làm sao mà nó hết nhức nổi quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta, khi mà mình đi trên con đường của Phật rồi, mình phải sáng suốt một chút. Bệnh là gì? Là đang trả nợ. Bệnh là đang trả nợ đó. Ở trong đạo tràng chùa Giác Huệ, có ai mà từ hồi nhỏ tới lớn không bị nhức đầu không? Có không? Không, phải không? Tất cả chúng ta đều bị nhức đầu hết. Bởi vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta đều gieo cái nghiệp nhức đầu, đều mượn người ta hết. Một câu nói mà làm cho người ta nhức đầu cũng phải trả cái nghiệp nhức đầu. Một câu nói mà làm cho con người ta bối rối khó chịu cũng phải trả cái nghiệp nhức đầu. Một câu nói mà làm cho con người ta có thể tự giận đi nữa cũng phải trả cái nghiệp nhức đầu. Ở đây thầy chưa nói đến đập đầu, phải không? Đạo tràng của chúng ta có từng đập đầu không? Mô Phật, hồi đó thì con có đập đầu, bây giờ con sợ quá, ai đập sẵn con mua về không à? Phải không? Tất cả chúng ta đều mang cái nghiệp đó hết, dù cho mình trực
tiếp đập đầu hay gián tiếp đều bị bệnh nhức đầu cả. Không có một người nào mà không bị nghe quý Phật tử. Tại vì trước khi mình ăn một con vật gì đó, một con heo cũng bị đập đầu, một con bò nó cũng đập đầu, một con trâu nó cũng đập đầu, một con cá lóc nó cũng đập đầu, con cá rô nhỏ xíu nó cũng đập đầu nữa. Vậy thì tất cả chúng ta, nếu mà người nào từ hồi nhỏ cho tới lớn mình chưa từng ăn thịt động vật thì mình mới không bị nhức đầu thôi. Ngày xưa đó, Đức Thế Tôn tự nhiên bị đau đầu 3 ngày. Tôn giả A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà ngài bị nhức đầu 3 ngày như vậy? Đức Phật nói: cái quá khứ đó, ngày xưa có một cái làng chài đó, chài lên một con cá to lắm luôn, to mà có thể cân nặng gần cả 100 kg. Cả dân làng mới xẻ thịt cá đó ra ăn. Mà trong dân làng đó có một cái chú đó không ăn thịt con cá đó, mà chú đó là thấy người ta ăn xong rồi, cái chú lấy cái xương đầu của con cá nó đẹp quá đi, tại vì cái xương đầu con cá nó to lắm. Chú lấy cái xương đầu đó, chú làm đồ chơi, tức là chú cầm chú gõ lên cái xương sọ của con cá đó chú chơi thôi. Cho nên này A Nan, cái chú nhỏ ngày xưa không ăn thịt con cá đó mà gõ lên cái xương sọ của con cá thôi, chính là tiền thân của Như Lai đó. Không ăn mà chỉ gõ chơi thôi mà hôm nay Như Lai phải nhức đầu 3 ngày. Còn á, cái con cá bự đó đó là Thái tử Lưu Ly. Không biết là cái thời của Đức Phật, Thái tử Lưu Ly đó là đem quân qua giết hết trơn những người nào mà mang họ Thích Ca, giết hết. Trừ ra Đức Phật thì nó không giết thôi. Giết toàn bộ trong hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, giết sạch hết luôn. Mà khi kéo quân đến giết rồi đó là trong hoàng cung không còn ai đó. Thái tử Lưu Ly ngày xưa đó, vua Ba Tư Nạc đi qua bên dòng Thích Ca đi cưới công chúa, nhưng mà công chúa của Thích Ca không chịu, cho nên vua của dòng Thích Ca mình mới đem tỳ nữ của công chúa gả cho vua Ba Tư Nạc tráo hôn. Quý Phật tử hiểu không? Khi mà đem về bên nước của vua Ba Tư Nạc rồi thì Ba Tư Nạc mới ở với cô tỳ nữ này, mà vua Ba Tư Nạc tưởng là công chúa của dòng Thích Ca, sanh ra Thái tử Lưu Ly. Thái tử Lưu Ly mới đi về thăm ông ngoại của mình là dòng Thích Ca, thì mấy tỳ nữ mới nói: trời, mày tưởng mày là con của công chúa hả? Mày là con của tỳ nữ, phải không? Cho nên Thái tử Lưu Ly đi vào trong hoàng cung, đi tới đâu là tất cả cung phi mỹ nữ lấy sữa dê rửa sạch dấu chân của Thái tử Lưu Ly. Thái tử Lưu Ly buồn lắm, rồi căm giận cái dòng Thích Ca nói câu đó. Cho nên Thái tử nói: sau này mà ta mà lên ngai vàng rồi, ta sẽ dùng máu của ta rửa lại cái vết nhục này, dùng máu của dân Thích Ca đó rửa sạch cái vết nhục này. Thái tử Lưu Ly đi về. Sau khi vua Ba Tư Nạc qua đời, Thái tử lên làm vua, kéo quân qua liền. Qua lần thứ nhất, Thái tử vừa tới cái ranh giới giữa nước của vua Ba Tư Nạc và nước của Ca Tỳ La Vệ đó, thì Đức Phật ngồi ngay đó. Đức Phật mới dùng tất cả những lời lẽ để mà trần tình với Thái tử Lưu Ly. Thái tử rút quân về. Lần thứ hai đem quân qua nữa thì Đức Phật cũng nói, rồi Thái tử cũng rút quân về. Nhưng mà tới lần thứ ba Thái tử vẫn đem quân qua. Lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca nói: đây là lần thứ ba Như Lai không cản được cái nghiệp lực. Tôn giả Mục Kiền Liên mới nói rằng là: thôi bây giờ con sẽ đem tất cả dân của Thích Ca bỏ vào trong cái bát, phải không? Tất cả công chúa, hoàng thân, quốc thích, cung tần, phi nữ, quan quân gì đó bỏ vô trong cái bát hết. Rồi Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông đưa cái bát đó lên trên trời á. Thái tử Lưu Ly đem quân qua, hoàng cung Ca Tỳ La Vệ trống không, không có một người nào hết. Thái tử Lưu Ly cầm cái kiếm mà chém bừa ở trong hoàng cung hết, màn chiếu, gương, ghế gì ổng chém sạch sẽ hết, cho hả cái cơn giận, rồi rút binh về. Khi mà Thái tử Lưu Ly rút binh về vừa xong á, thì Tôn giả Mục Kiền Liên nói: như vậy thì con đã cứu được dòng Thích Ca rồi. Thì dùng thần thông đem cái bát xuống, thì trong bát toàn là máu. Tất cả những người ở trong cái bát đó chết hết, còn một người hấp hối. Tôn giả Mục Kiền Liên mới hỏi cái người hấp hối đó: tại sao mà chết như vậy? Thì cái người đó nói là: Thái tử Lưu Ly vô trong cái bát này giết chết tôi hết rồi. Thì quý Phật tử thấy cái nghiệp trốn nổi không? Đó là cái nghiệp thôi.
nó rút lên tới ở trên cái bát giữa hư không mà giết sạch luôn dòng Thích Ca đó. Thì lúc bấy giờ một kiền liên mới thắc mắc hỏi Phật tại sao như thế. Thì Đức Phật mới nói ngày xưa cái dân làng chài mà chài được con cá đó rồi xúm nhau ăn đó, thì con cá đó sau khi chết lòng sân của nó biến thành kiếp sau là Thái tử Lưu Ly. Còn nguyên một cái nhóm dân chài lưới là dòng họ Thích Ca. Cho nên ngày xưa xúm nhau mần thịt nó quất, thì bây giờ chính nó sẽ giết hết toàn bộ dân của Thích Ca. Còn chú bé đó chính là Thái tử Sĩ Đạt Đa, là Thích Ca Mâu Ni. Ngày xưa không ăn nó cho nên nó không có nhân quả, nó không giết. Nhưng mà gõ trên cái đầu của nó bị nhức đầu 3 ngày. Cho nên quý Phật tử thấy rằng chúng ta bị bệnh là chúng ta đã gieo không biết bao nhiêu nghiệp từ kiếp này vô lượng kiếp gì trước, chúng ta đã dây mượn rồi quý Phật tử. Thì bây giờ nè, quý Phật tử thấy nhan nhản trong cuộc sống hàng ngày của mình nè, mình á muốn ăn một con gà là mình trói chân nó lại, trói tối ngày luôn. Đó, đi mua gà có ai mà để con gà nó được thong thả cái chân không, trói quặp 2 cái chân lại. Mua chim cũng vậy, chim nó chéo cánh lại rồi đó, nó gắn nguyên cây tre ngang cái cánh chim mà cột trồng cái cánh lên vậy nè cho đừng có bay đó. Tất cả những cái hành động đó chỉ vì sao? Vì cái sự sống của mình. Cho nên mình đã dây mượn sự đau đớn, dây mượn xương thịt, dây mượn nước mắt máu của chúng sanh vô tội. Cho nên bây giờ chúng ta phải trả từ từ quý Phật tử à. Phải không? Mình cố gắng mình trả với cái tâm an lạc đi. Đừng có trả được phân nữa rồi dây lại nữa. Bị đau tim là vì sao vậy? Hồi xưa mình đã từng làm cho chúng sinh hồi hộp. Mỗi lần mình muốn giết một con gì đó, con ta sợ hãi vô cùng, thà là giết nó liền, phải không? Còn đằng này đó, bỏ nó vô trong cái chuồng, rồi đó là cái sự mà sự sợ hãi của nó hằng ngày, rồi đem từ con ra giết như vậy. Tức là chúng ta làm cho chúng sanh sợ hãi, hồi hộp, bất an, thì bây giờ cái nghiệp của mình là gì? Bị đau tim. Mình trả lại cái nghiệp bất an ngày xưa cho vô lượng chúng sinh, vậy mà bị đau tim không chịu niệm Phật để mà mình hóa giải. Câu A-di-đà là vô lượng công đức không chịu, mà đi kiếm con rùa mai vàng chân với dây tơ hồng nữa. Đã cái nghiệp của mình chưa trả xong, mình lại dây thêm cái nghiệp mới nữa. Nợ chưa trả, mượn thêm xài. Tất cả chúng ta đều như thế thì làm sao mình giảng sanh đây quý Phật tử? Giảng sanh cũng giống như mình đi nước ngoài vậy đó. Đi tới sân bay rồi nó hỏi mình còn thiếu nợ gì ở Việt Nam không? Còn là ở lại, vậy thôi. Chừng nào giải quyết xong nợ nần thì nó cho đi. Mà còn thiếu nợ ở Việt Nam làm sao nó dám cho đi? Còn thiếu nợ ngân hàng không cho đi được. Vãng sanh cũng thế. Nếu mà mình còn cái món nợ của cuộc đời, món nợ của vô lượng chúng sinh, thì quý Phật tử không bao giờ vãng sinh được hết. Ở lại đây để trả. Còn nếu không nữa, phải đầy đủ sức mạnh của nội tâm để mà chúng ta dồn nghiệp. Quý Phật tử biết dồn nghiệp không? Phải trả một cách kêu bằng là dồn lại hết. Ví dụ như bây giờ mình thiếu cái món nợ đó thì mỗi một kiếp mình trả một chút. Kiếp này trả giống như mà trả kêu bằng trả góp đó. Thì kiếp này trả nghít, kiếp sau trả nghít nữa, kiếp sau trả nghít nữa, thì mình sẽ sanh tử luân hồi vô lượng kiếp để trả cái món nợ đó. Còn muốn trả liền để đi đó, thì dồn nghiệp trả liền tức khắc. Cho nên quý Phật tử thấy có nhiều vị hòa thượng đó, tại sao mà khi mà niệm Phật tu chơn chín lắm mà đến lúc chết rồi đó, té một cái bể cái đầu, gãy luôn cái tai, máu ra rồi khô cái mặt luôn như thế này. Rồi mới chết. Nhiều khi chúng ta không hiểu, chúng ta nói rằng là ông hòa thượng đó ông tu mà ông chết cái kiểu này, vậy là ông này không có tu hành gì hết. Sai lầm rồi đó quý Phật tử. Những cái bực đó người ta đầy đủ nghị lực và sức mạnh để người ta trả một lần người ta về Phật. Thay vì người ta thiếu 100.000, mỗi một kiếp trả 1.000, thì 100.000 kiếp như vậy thì chúng ta mới trả hết. Còn đằng này hòa thượng sẵn sàng trả luôn 100.000 cho một kiếp. Tức là dồn nghiệp đó quý Phật tử, phải không? Cho nên các vị đó đầy đủ cái nghị lực và bản lĩnh để mà trả. Còn nếu không đó thì quý Phật tử cứ luân hồi sanh tử để trả hoài như vậy đó. Phải không? Có nhiều người đó, tôi giết con gà,
sau này tôi thành con gà nó thành tôi giết. Thì bây giờ đó, tôi ăn con gà, sau này tôi thành con gà nó ăn tôi sẽ trở lại thành người. Rồi con gà thành con gà thành người, tôi thành gà, rồi tôi thành người. Cứ như vậy hoài thì không còn lo gì hết. Phải không? Nhân quả mà. Mình là người ăn con gà, thì sau này con gà thành người, mình thành con gà. Rồi cái con người đó ăn con gà mình, thì mình sẽ trở thành con người và nó thành con gà. Như thế thì không có sao hết. Bất quá mất hết kiếp làm người thôi, rồi kiếp sau cũng trở thành người nữa. Chúng ta nghĩ như vậy cũng là sai luôn. Bây giờ mình mang thân người nó là thân con gà, bởi vì ngày xưa nó ăn thịt mình. Nhưng mà nhờ cái công đức lành nào đó mình tu, cho nên bây giờ mình được mang thân người, nó mang thân gà. Sau này mình ăn nó, mình mất thân người đó quý Phật tử, mình thành con gà, nhưng mà nó đâu có thành người lại được đâu. Mình thành con gà để mà mình trả, mà chưa chắc gì mình thành được con gà nữa, mình thành con dế, nó mang thân gà yên nguyên luôn. Thì con gà đó sẽ mổ con dế để ăn. Thấy không? Rồi kiếp sau không có tu nữa, cái bắt đầu mình thành con trùng, nó thành con trùng, mình thành con kiến, cái con kiến ăn con trùng. Nó đi xuống từ từ như thế. Mất thân người rồi nó đi xuống đó quý Phật tử. Cho nên bây giờ quý Phật tử thấy tại sao đó con cọp, con báo, con beo nó săn những cái con vật, con nai, con hươu, mình thấy tội nghiệp quá. Sao mà con cọp này nó ác quá, con sư tử này nó ác quá, cái mặt của con hươu, con nai nó hiền, con thỏ nó hiền quá, mà tại sao nó phải bị cái con này ăn như vậy? Ngày xưa cái con nai này nè, nó cũng đã từng ăn con cọp rồi. Nhưng mà khi nó chết đó, cái lòng sân của nó ghê gớm lắm. Cục sân của nó to mà để đi về thế giới sân hận là nó thành con cọp, con sư tử đó. Mình cũng vậy, cái lúc mình chết mà lòng sân của mình mà bao nhiêu đó thì mình biến thành những cái con vật mang cái tâm, mang cái sự sân hận như vậy. Phải không? Vua A Xà Thế, vua A Dục Dương đó, làm công đức lành không biết bao nhiêu nữa. Xây 1000 cái tháp, cúng dường không biết bao nhiêu là buổi lễ trai tăng, xuất của kho ra để mà xây dựng chùa chiền. Nhưng mà đến lúc bệnh đó, thằng lính hầu đứng nó quạt, nó lỡ nó buồn ngủ làm gớt cây quạt xuống mặt thôi. Lòng sân lúc đó khởi lên mà chết đi, biến thành con rắn, 500 kiếp mới hết được. Cho nên cái lòng sân của mình lớn cỡ nào thì mình đi về cái thế giới đó liền đó quý Phật tử. Cái đó gọi là cận tử nghiệp, hiểu không? Cái dồn nghiệp là khác, là đầy đủ bản lĩnh nghị lực của người con Phật để mà chấp nhận trả hết tất cả những nghiệp của quá khứ dồn về kiếp này một lần thôi. Phải không? Còn cái cận tử nghiệp là cái lúc đó đó, niệm Phật giữ luôn mà lúc đó bắt đầu giận lên một cái là công đức lành của mình bị cái cận tử nghiệp này nó làm mờ đi hết. Phải không? Rồi bắt đầu đi theo cái nghiệp cuối cùng là cái nghiệp gần chết. Cận tử nghiệp là cái nghiệp gần lúc chết đó. Thành ra rồi lúc chết mà mình sân lên là thành cọp nè, thành sư tử nè, thành rắn nè, thành bò cạp nè, thành tất cả những cái con vật mà nó mang tất cả những sự nguy hiểm. Ở đây quý Phật tử tu vậy đó mà thích thành bò cạp không? Thích không? Cố gắng đừng bao giờ thích. Tại vì con bò cạp có nghĩa là cái tâm của mình đó, mình giận người ta mà mình để trong bụng hoài luôn. Mình hận, mình thù người ta ở trong bụng hoài đó quý Phật tử. Rồi đến khi mà mình tắt thở, mình chết, tất cả những cái mình chất chứa trong lòng này nè, nó khởi lên trong cái lúc mà mình rút hơi thở sau cùng. Mà mình không dám nói ra bằng miệng, mình không dám nói ra hành động bằng cái tay chân của mình. Mà mình cứ để trong bụng của mình để trong sâu thẳm của mình hận cái bà đó dữ lắm. Hận cái ông đó dữ lắm. Cuối cùng rồi, thân trung ấm của mình, tức là linh hồn của mình, nó đi theo cái hận sâu thẳm đó, đi về thế giới của ông nè, của bò cạp nè. Đi về cái thế giới đó, nó mang tất cả những cái hận nó nằm ở ngoài sau đích của nó hết. Còn con rắn đó, tức là cái miệng của nó, thì cái nọc độc nó sẽ nằm trên đầu, đầu môi của nó. Cho nên người nào mà hận người ta cái lúc chết mà chửi bới tùm lum đó ha, là coi chừng đi về thế giới của loài rắn. Giận thì giải tỏa liền, đừng có bao giờ để trong bụng của mình, để trong bụng cũng chết luôn. Đi về thế giới của ông nè, của bò cạp nè. Còn nếu không đó, đi về thế giới của rắn, rồi đi về thế giới của hùm, sói, sư tử, cá sấu.
tất cả những cái đó là những cái mà người con Phật cần phải tránh. Thấy không? Cho nên nó mình gieo cái nghiệp của chúng sinh, mình dây mượn nợ của chúng sinh thì trả đi quý Phật tử. Thân thể của chúng ta bệnh tật là do ngày xưa mình hành hạ, mình đánh đập chúng sinh. Mình hành hạ, mình đánh đập chúng sinh đó quý Phật tử à. Bây giờ mình bị bệnh nhiều thì mình trả được cái nợ đó. Ở Cần Thơ đó, có cái ông này giải phóng vô rồi, ông bị bệnh tâm thần. Ông đi ngoài đường mà ông gặp cái mấy cái cây, cây to ở ngoài đường, hoặc là mấy cái trụ đèn đó quý Phật tử. Ông mà đi ngang đó là ông cung tay đến gì nè, ông lợi ngay gốc cái cây đó, ông giọng vô hoài luôn. Ông vừa giọng vô mà ông nói khai không, ông giọng gì nè. Cuối cùng rồi con trai cũng phải đi theo ổng. Mỗi lần mà ổng giọng vô như vậy thì nó nói khai khai thì ổng ngưng lại. Đó mà ổng đi hoài mà đem về nhà không được quý Phật tử. Ổng bị suốt như vậy tới ngày chết luôn. Thì cuối cùng mới hỏi ra hồi chế độ cũ đó thì ổng làm cảnh sát. Ổng đánh người ta quá nhiều. Ổng đánh người ta dữ lắm luôn. Ổng hỏi khai không vậy đó. Rồi bây giờ đó cái nghiệp của nó phải trả, cho nên bây giờ ổng phải đi ổng giọng vô cái cột hoài như vậy. Tay chân gì đó nó gãy rồi nó sưng tấy lên hết máu rồi tùm lum hết. Mà cứ hãy khai không, chừng nào nói khai thì ổng ngưng lại. Chừng 5-7 phút sau vậy đó ổng giọng tiếp, rồi con ổng nó khai thì ổng ngưng lại. Mà cứ như vậy hoài cho tới ngày ổng chết luôn thôi. Chết rồi chưa chắc gì đã hết, mang cái thân sau tiếp tục phải trả những cái nghiệp ngày xưa nữa. Đó quý Phật tử thấy rằng chúng ta là người con của Phật rồi. Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh mới sợ quả. Mình là con của Phật, mình đi theo dấu chân của Bồ Tát thì sợ cái nhân. Đừng bao giờ tạo nên một cái nhân nào hết. Chúng sanh sợ quả, làm cái nhân cho đã rồi cái bắt đầu sợ cái hậu quả. Phải không? Đánh người ta đã rồi sợ người ta trả thù. Chúng sinh là như vậy, sợ cái quả không à. Còn người con của Phật là sợ nhân. Đừng gieo nhân ác, đừng suy nghĩ ác và đừng nói lời ác. Thì lúc bấy giờ mình mới đủ cái tư lương của mình đi về Phật. Còn ở đây đó, mình cứ làm tất cả những cái điều ác, mình nói làm sao cho nó hả cơn giận của mình thôi. Quý Phật tử, mình ăn chay rồi, cái tay của mình chưa đánh người ta được, tại vì mình ăn chay trường. Cái miệng của mình có thể rằng là mình không nói lời ác vì mình ăn chay trường, nhưng mà quý Phật tử ơi, suy nghĩ của mình vẫn còn ác đó. Cái suy nghĩ của mình vẫn còn ác. Khi mình ăn chay trường rồi, cái miệng của mình đó thì ăn toàn là tàu hũ, là rau, không còn ăn những vị mặn, máu và nước mắt của chúng sinh. Cái miệng của mình không có lời ác, phải không? Nhưng mà quý Phật tử nhớ coi chừng lời nói của mình đó, nó có vị mặn của nước mắt đó quý Phật tử. Mình nói một câu mà người ta khóc, tức là cái miệng của mình nói chưa có chay rồi. Ăn thì chay mà nói chưa có chay trường, phải không? Còn suy nghĩ của mình cũng vậy. Có thể mình nói một câu mà người ta không khóc, nhưng mà cái suy nghĩ của mình ác độc lắm đó quý Phật tử. Phải không? Ở đây đó có một cô vậy nè, ngồi niệm Phật ở trên đạo tràng, nửa đêm nửa hôm ngồi tu cho thanh tịnh, trong hẻm như vậy nè. Đang ngồi niệm Phật, không biết thằng nhỏ con nhà ai gì đó, nó chạy xe ngang qua, nó hú ra một cái giật mình. Bà nín thinh thôi, bà niệm Phật tiếp. Chừng mới có 10 phút à, nó chạy qua nó hú thêm lần nữa, bà giật mình. Thì cái thằng đó khôn hồn thôi nghe, hú 2 lần thôi. Hú lần thứ 3 là thằng đó tiêu đó. Xui làm sao không biết nữa, lần thứ 3 chạy ngang, nó hú thêm một lần nữa, bà bỏ sâu chuỗi xuống liền, bà nói: "Mày chạy xe kiểu này, mày đâm đầu vô con lươn thế nào mày cũng chết hả?" Ngồi niệm Phật rồi tự nhiên cái miệng ăn chay, lời nói của mình vững vàng lắm. 2 lần rồi đè nén xuống được, 2 lần rồi đã nhẫn được rồi đó. Lần thứ 3 thốt lên một câu tiêu vô lượng công đức hết. Thấy không? Cái miệng của mình có đôi khi đó mình ăn chay mà cái miệng của mình chưa ăn chay, lời nói của mình chưa ăn chay đó quý Phật tử. Ở đây nói cái miệng thôi, còn cái tâm của mình nữa. Cái tâm của mình nhiều khi đó mình không nói ra, mình giận người ta, giận no luôn đó, mà cái miệng của mình nói không có giận chị ơi, nhưng mà trong đầu vẫn giận. Như vậy là cái đầu của mình chưa có chay. Mình ăn chay, thân phải ăn chay, khẩu phải ăn chay, và ý của mình phải ăn chay luôn nữa. Thân khẩu ý phải trường chay.
chứ ăn chay cái miệng không hỏng được, phải không? Ăn chay bằng cái miệng, ăn trường trai dữ lắm, ngồi niệm Phật cái bắt đầu giật mình vỗ vô bắp dế một cái chát, dở ra con mũi nó nằm trong tay nè. Rồi làm sao cái tay của mình trường chay được với Phật tử? Mình ăn chay cái miệng mà cái tay của mình không có trường chay miếng nào hết. Ở đây có không? Đạo tràng của mình có không vậy? Mô Phật có. Con tỉnh thì con nhớ, mà con nhiều khi con giật mình, con quên, con vỗ một cái chát thôi là không còn hình thù con mũi nữa thầy ơi. Phải không? Đâu còn đâu, giật mình là vỗ mạnh lắm đó, con mũi nó tan xương nát thịt liền chứ không phải chơi đâu. Vậy thì cái tay của mình, hành động của mình nó thiếu đi chữ trường trai rồi. Thành ra tất cả những cái đó nó là sự bế tắc ở trong con đường về Phật của mình. Mà người con Phật cần phải cởi mở hết. Quý Phật tử nhớ một điều như thế này. Tất cả những cái gì mà mình có hiện tại bây giờ, cái quả của mình đang nhận là do cái nhân quá khứ của mình nó đã từng gieo. Cho nên đó, bây giờ mình gặp tất cả những cái điều chướng duyên là ngày xưa mình gieo chướng duyên cho bạn đạo. Bây giờ mình tu thì mình gặp chướng duyên hoài thôi. Hễ mà gặp chướng duyên thì mình cứ nói A Di Đà Phật, Bạch Đức Thế Tôn, bữa nay con trả được mớ nợ nữa rồi. Bình yên và nở một nụ cười hoan hỷ, hiểu không? Mình đang tu vậy đó, cái bà đó bả lợi bả nói: "Trời ơi, cái thằng này mà nó tu hành cái gì, nhìn cái mặt của nó giống như là con nhà lành, chứ thằng này nó vô trong chùa coi chừng nó đợi người ta vắng vắng rồi nó ginh chuông chùa nó bán đó." Mình nghe mình tự ái, chứ mình đi vô trong đây mình tu thiệt mà người ta súng nhau người ta nói mình như vậy. Thì quý Phật tử ơi, A Di Đà Phật, Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con trả được một món nợ ngày xưa. Mình trả được rồi đó quý Phật tử, đừng có giận. Mình giận là mình mượn nữa đó, vừa trả xong là mượn liền, vừa trả xong cứ mượn hoài luôn. Thấy không, người ta chửi mình tức là mình đã trả món nợ ngày xưa. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình chửi lại người ta là mình mượn nữa. Thành ra rồi cái món nợ này nó cứ liên tục hoài. Nó làm cho mình luân hồi sanh tử hoài mà mình không bao giờ giải thoát được. Cho nên người con Phật, Đức Phật dạy đó, nhẫn nhục ba la mật để làm chi vậy? Để cho mình đừng mượn nữa, phải không? Trả được bao nhiêu thì mừng rồi, cứ mượn chi hoài vậy? Dây ngân hàng xong rồi, bây giờ có vốn rồi, làm ăn. Làm ăn là gì? Là niệm Phật. Làm ăn có nghĩa là gì? Là đi vô đạo tràng, là mình đã làm ăn rồi đó. Mình niệm Phật bao nhiêu tức là vốn liếng của mình có bấy nhiêu. Mình niệm Phật bao nhiêu là công đức của mình có. Mà công đức của mình có là mình mới có thể trả được cái món nợ ngày xưa. Mà khi trả rồi thì nên nhẫn ba la mật, trả xong rồi đừng mượn nữa quý Phật tử à. Mượn hoài chịu sao nổi, trả hoài sao? Bây giờ kiếp này đầu thai lên, mang cái thân người đẹp như thế này, kiếp sau chắc chắn rằng mình còn mang thân người như thế này nữa hay không? Phải không? Mà nó mất thân người rồi thì làm sao niệm Phật đây? Bây giờ thầy nói ví dụ như là bây giờ mình đi vô trong một cơ sở mình làm, mình đang làm vậy đó, công việc của mình đang suôn sẻ, mình làm ăn lương tháng của mình đầy đủ, tự nhiên nghe lời người ta, rồi bắt đầu mình dây nợ ngân hàng, mình phung phí tiền bạc tới nỗi mà cơ sở nó đuổi mình luôn. Thì quý Phật tử ơi, thất nghiệp mà còn thiếu nợ nữa, phải không? Cũng như vậy đó, mình tu trong đạo tràng này là mình đang làm việc đó quý Phật tử. Mình đang làm trong một cái cơ sở của Tây Phương Cực Lạc, mà người giám đốc cơ sở Tây Phương Cực Lạc là A Di Đà, phải không? Và chúng ta là những người công nhân niệm Phật. Quý Phật tử cứ làm tốt thì lương tốt, làm nhiều thì lương nhiều, niệm Phật nhiều thì công đức nhiều. Nhưng mà nên nhớ, khi mình đã công đức nhiều, đừng dây mượn ở ngoài đời nữa. Ở ngoài đời là cái ngân hàng của cuộc đời, mình mượn người ta làm chi vậy? Phải không? Cái miệng của mình để mình niệm Phật, đó là công việc của mình. Còn mình lấy cái miệng của mình mà mình nói những lời lẽ ở ngoài đời, lời lẽ ác khẩu, lời lẽ mà làm người ta khóc, lời lẽ làm cho người ta mất lòng tin, mình nói những lời mà người ta bỏ đạo tràng, người ta không tu nữa, là quý Phật tử đang dây mượn. Mình dây mượn nhiều quá, cuối cùng rồi cái cơ sở mà niệm Phật của mình sẽ đuổi mình đi ra khỏi luôn. Phải không quý Phật tử? Mà đuổi mình đi ra khỏi là mất thân người. Không còn là công nhân trong cơ sở niệm Phật là mất thân người. Đã mất thân người rồi mà còn thiếu nợ cuộc đời nữa. Vậy thì mất thân người làm thành con gì đây? Con thằng lằn. Nó nằm ở trong chùa giác huệ, nó tiếc dữ lắm luôn. Nó nhớ đạo tràng, nó nhớ bạn đạo, nó nhớ sư cô nhiều lắm. Cho nên nó đầu thai làm con thằng lằn gì mất thân người. Cho nên nó không ở ai, không ở đâu hết đó. Nó bò vô chùa giác huệ, nó ngồi ở đây nè.
Nó đeo lên trên vách để mà nó nhìn thấy bạn đạo của nó ngồi tu, mà bây giờ chàng ơi đánh mất thân người chỉ có một lần dụng dại, mà bây giờ mang thân con thằn lằn nằm trên vách vậy thôi. Quý Phật tử thích làm con thằn lằn trên vách không? Phải không? Vậy thì đừng có mượn nợ nữa. Phải không? Niệm Phật thôi, đừng có nói tất cả những lời gì gọi là của trần gian nữa hết. Miệng này là phải nói những lời của hoa sen, đừng nói tất cả những lời gì của trần gian tục lụy nữa. Tục lụy là gì? Tức là làm cho người ta khóc nhiều. Tục là liên tục, lụy là nước mắt rơi. Lụy là lệ đó, lệ là nước mắt thôi, mà nước mắt nó rơi xuống người ta gọi là lụy. Nước mắt nó vừa chảy đó người ta gọi là lụy. Tục lụy có nghĩa là nước mắt chảy liên tục. Tức là mình nói một câu mà làm người ta đau khổ hoài, mình nói một câu mà làm cho người ta khóc nhiều đêm, nhiều tháng, nhiều năm. Vậy thì chúng ta, cái miệng của mình dây nợ. Mình mượn người ta nỗi đau khổ nè, mình mượn người ta sự bất an, mình mượn người ta tất cả những cái mà giọt nước mắt. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ trả từ từ đó. Có nhiều khi đó quý Phật tử nói rằng là con niệm Phật nhiều lắm mà tại sao con cứ thiếu đủ điều hết. Hồi nhỏ con nghe má con nói con sinh ra con bị thiếu tháng. Rồi lớn lên đó cái con thiếu tình thương của gia đình, sống trong gia đình anh em không có thương con mà cha mẹ cũng chẳng có thương con. Rồi con đi ra ngoài đời con lại thiếu may mắn, con gặp toàn là những chuyện đau đau không à. Phải không? Và suốt cuộc đời của con chỉ biết thiếu nợ thôi. Từ đầu cho tới cuối là thiếu hết. Phải không? Vì sao vậy quý Phật tử? Mình mượn của cuộc đời cái chữ thiếu đó đó. Mình dây mượn cuộc đời cái chữ thiếu đó. Người nào ở kiếp này nè, trong buôn bán, trong làm ăn thôi. Quý Phật tử chỉ cần con cái là mình cân thiếu thôi. Mình cân thiếu, hoặc là mình thiếu nợ người ta mình giật nè, hoặc là cân thiếu nè, rồi mình đông thiếu nè, rồi mình đó là làm cái gì cũng thiếu hết. Quý Phật tử ơi, mình đang mượn cái chữ thiếu đó, thì kiếp sau mình sẽ trả cái chữ thiếu đó hoài luôn đó quý Phật tử. Mình trả cái chữ thiếu đó hoài. Phải không? Thí dụ như 1 ký mà mình còn có 800 cà ram thì thiếu tháng thôi. Làm sao đủ được? Phải không? Còn mình chỉ đường cho người ta mà mình chỉ không cụ thể. Mình làm cái gì cũng vậy hết. Người ta nói chị ơi làm bánh sao chị? Chỉ người ta cũng chỉ thiếu nữa. Thì kiếp sau mình thiếu tình thương trong gia đình. Mình thiếu may mắn trong cuộc sống. Phải không? Cho nên tất cả chúng ta là người con Phật. Cái chữ đủ là quan trọng nhất. Đừng dây mượn cái chữ thiếu nữa quý Phật tử à. Phải không? Là người con Phật rồi nhớ một điều, tại sao bây giờ mình thiếu? Bởi vì ngày xưa mình mượn cái chữ thiếu đó nhiều quá. Mình vay cái chữ thiếu đó nhiều quá, bây giờ mình phải chịu thiếu thôi. Bây giờ tại sao mình cơ bơ vơ, mình lạnh lùng, mình lạnh lẽo, mình cô quạnh, không có đứa con nào nó dòm ngó mình. Mình thiếu sự sưởi ấm của những đứa con. Vì sao vậy? Quý Phật tử đã dây mượn của hiện tại này hoặc của quá khứ về trước. Phải không? Tại sao bây giờ mình ngồi ở đây, con của mình sanh ra đông lắm, 5-7 đứa, gái có, trai có, cháu nội có, cháu ngoại có, mà bệnh trong bệnh viện đó, phải mướn người ta nuôi, đau khổ không? Sanh nó quá nhiều mà tại sao bây giờ bệnh mà phải mướn người nuôi nữa chứ? Đâu phải không con đâu. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình phải xét lại, vì sao vậy? Mình đã mượn cuộc đời cái chỗ này nè. Mình mượn, vay mượn cuộc đời cái chỗ là hiu quạnh đó quý Phật tử. Cho nên đó, khi mà mình sống mà con của mình nó không quan tâm tới mình phải nhớ mình đã vay mượn cha mẹ của mình sự không quan tâm. Ngày xưa đó mình mượn cha mẹ của mình là mình không quan tâm tới cha mẹ mình, để cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình cô đơn. Thì bây giờ mình phải trả lại tất cả những sự cô đơn đó. Rồi con cái nó cũng chẳng thèm quan tâm tới mình luôn. Cho nên mình muốn trồng một cái cây xoài để ăn trái xoài. Mình muốn có một trái xoài thiệt là ngon mà mình đốn cây xoài, quý Phật tử à. Mình muốn con của mình nó gọi mình bằng một tiếng mẹ thân thương mà mình chưa từng gọi mẹ mình một tiếng thân thương thì làm sao con của mình nó gọi được đây. Mình muốn con của mình nó nhớ mình muốn con của mình nó quan tâm mình, mà bản thân mình lại quên cha mẹ của mình. Muốn ăn trái xài mà đốn cây xài rồi.
muốn con của mình nó nhớ mình mà mình đi đốn đi tất cả những sự hiếu hạnh của mình đối với cha mẹ, thì như vậy mình đã vay mượn quá nhiều, phải không? Cho nên bây giờ mình phải trả thôi, đừng có buồn nữa. Ở đây mà Phật tử lớn tuổi nào mà con cái nó không quan tâm đó, thì nói A-di-đà Phật, bạch Đức Thế Tôn, con xin sám hối. Từ ngày xưa con đã từng không quan tâm tới cha mẹ của con, kiếp này con không quan tâm, những kiếp trước con cũng đã từng quên lãng, con không quan tâm. Cho nên bây giờ con cái của con nó không quan tâm tới con, đây là cái món nợ ngày xưa mà con đang trả. Bạch Đức Thế Tôn, con đã trả được một món nợ của ngày xưa. Vui vẻ đi, đừng có buồn nữa, phải không? Mình buồn có nghĩa là mình chưa có trả xong mình mượn nữa rồi. Mỗi lần mà mình buồn là quý Phật tử làm sao? Chửi nó chứ sao giờ, phải không? Con của mình nó không thăm mình, nó không quan tâm tới mình, nằm buồn một hồi là bắt đầu lôi từ đứa ra chửi liền, phải không? Còn không thôi đó, thằng Út nó lợi thăm là bắt đầu chửi từ cái thằng thứ hai cho tới thằng thứ chín luôn. Có một mình thằng Út lợi thăm cho nên chửi tám thằng kia luôn, thằng hai, thằng ba, con tư, con năm, thằng sáu, thằng bảy, thằng tám, vậy đó, chửi sạch sẽ hết luôn. Vậy thì chưa trả xong cái nghiệp ngày xưa là mình đã dây cái món nợ bây giờ nữa rồi. Cho nên cái miệng của mình đừng quá ác khẩu. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen phải thơm lừng nghe quý Phật tử. Niệm Phật làm cho cái chữ A-di-đà của mình nó thơm. Niệm Phật làm sao cho câu A-di-đà của mình nó sạch. Niệm Phật làm sao cho câu A-di-đà của mình nó tròn trịa. Ở đây quý Phật tử niệm Phật mà có đôi khi mình làm cho cái câu niệm Phật của mình nó loang lổ. Đang niệm Phật vậy đó, muốn cháy chừng nào cháy hả? Quý Phật tử ngồi niệm Phật như thế này nè, vô lượng chúng sinh ở cõi vô hình, người ta đang ngồi niệm Phật chung với mình đó, phải không? Người ta nương cái câu niệm Phật với mình, người ta có những cái nhân duyên với mình. Ngày xưa người ta, quá khứ nào đó người ta cũng đang tu với mình đó. Nhưng mà bây giờ người ta chết, người ta mất cái thân này đi, người ta không còn có cái thân để ngồi niệm Phật nữa. Thì bây giờ người ta có cái thân vô hình, người ta mới nương gá với mình để cho mình, cho người ta câu A-di-đà vô lượng công đức. Mình đang ngồi mình niệm, tức là mình đang gót cái chữ A-di-đà, giống như cái tâm này gót vào trong cái tâm kia vậy đó, phải không? Để người ta nương câu A-di-đà mà người ta tu. Mình đang cho người ta Nam Mô A-di-đà Phật mát mẻ dịu hiền lắm, Nam Mô A-di-đà Phật mát mẻ dịu im lắm, Nam Mô A-di-đà Phật tự nhiên dẫn cái thằng nào hú ra, dịch vật con nhà ai giờ này mà hú ra, mày đâm đầu vô con lương thế nào mày chạy kiểu này cũng chết. Tức là trong câu A-di-đà chúng ta đang gót như thế này, Phật lửa lên trong đó. Chúng sinh ở cõi vô hình họ bất ngờ quá đi, họ đâu có ngờ mình Phật lửa trong lúc nào đâu. Thành ra khi mình gót câu A-di-đà vô trong tâm người ta, cõi vô hình tự nhiên lửa trong câu A-di-đà của mình tải vào trong tâm của chúng sinh vô hình, cháy người ta tan xác hết đó quý Phật tử. Mình có hình, cái ngọn lửa này nó làm cho mình phỏng thôi. Còn chúng sinh ở cõi vô hình mà lửa sân của mình mà nó nằm trong câu A-di-đà là chúng sinh nó cháy tan xác luôn đó quý Phật tử. Cho nên mình niệm Phật, có đôi khi đó, mình phạm cái giới sát ở cõi vô hình mà một chúng ta chẳng bao giờ chúng ta biết hết. Không, mình niệm Phật mà mình sân bất tử, chúng sinh ở cõi vô hình người ta nghiêng ngã. Mình niệm Phật mà lòng sân của mình như vậy đó, chúng sinh ở cõi vô hình người ta không thể nào sống nổi đâu. Mình tải lửa vào trong câu A-di-đà đó, phải không? Mình niệm Phật mà tự nhiên mình sân bất tử lên, làm sao cõi vô hình người ta trở tay cho kịp, biết không? Cho nên niệm Phật như thế, tức là chúng ta đã vô tình làm cho chúng sinh ở cõi vô hình nó chết nhiều lắm. Cũng giống như bây giờ quý Phật tử nè, mình là người con của Phật, lòng từ bi của mình phải có. Nhưng mà buổi tối mình ăn cơm, mình đi xuống nhà bếp, mình ngồi mình rửa chén. Cái giờ buổi tối là giờ của ngạ quỷ, sáng là giờ của chư thiên ăn, trưa là giờ của Phật ngồi thọ trai, trưa chiều là giờ của súc sinh, tối là giờ của ngạ quỷ. Cho nên buổi chiều tối ăn cơm xong mà xuống mình rửa chén là giờ của ngạ quỷ đó, phải không? Thì vô lượng chúng sinh ở cõi ngạ quỷ họ ngóc đầu lên để họ nghe cái tiếng mà rửa chén của mình, họ đói quá đi quý Phật tử à. Cái cổ như ống, cái ngón tay, cái bụng như là cái trống vậy đó. Cho nên họ đói quá, họ nghe mình rửa chén, họ thèm quá đi. Họ ngóng đầu lên như thế là vô tình mình làm cho họ chết. Mỗi lần họ gướng cổ là đứt cổ, gướng cổ là đứt cổ chết à.
mà mình rửa chén tức là vô tình mình kêu người ta đến để cho người ta ăn. Cái nghiệp của ngạ quỷ là nghiệp tham lam bỏng sẻn, cho nên chỉ ăn được những hạt cơm đủ mà thôi. Cho nên buổi tối đó, Đức Phật dạy chúng ta không nên rửa chén, tức là không nên khua chén bát. Ngạ quỷ nó ngước, nó ngước đầu lên là nó đứt cổ nó chết hà, phải không? Cho nên đó, mình vô tình mình ngồi mình rửa chén là mình lại giết chúng sinh ở cõi ngạ quỷ nữa rồi, thấy không? Cho nên đó, người con Phật chúng ta làm tất cả mọi việc mà mình không hiểu đó thì chúng ta sẽ mất đi công đức của mình. Mình phải làm sao cho tâm của mình nó cặn kẽ, nó cởi mở, nó thông thoáng. Chứ còn nếu không đó, mình không hiểu tất cả những cái mà công đức lành của câu A-di-đà thì mình làm cho câu A-di-đà của mình đó nó bế tắc chính bản thân mình luôn, cứ bế tắc hoài luôn. Cho nên mình niệm Phật mà mình không chịu trả tiền, niệm Phật mà không chịu trả nợ thì làm sao niệm Phật được đây, phải không? A-di-đà vô lượng công đức là để cho mình tâm được bình yên, để mà mình trả những cái món nợ ngày xưa của cuộc đời. A-di-đà vô lượng thọ để cho tâm của mình kiên định, không chao đảo, không nghiêng ngã, để tâm của mình mãi mãi kiên định ở một chỗ, không sợ hãi, không lui sụp, không buồn chán, không bao giờ mà bỏ đạo tràng. Mình tu mà mình còn bỏ đạo tràng vui mình mới tu, đạo tràng buồn mình không thèm tu nữa, tức là không có A-di-đà vô lượng thọ rồi. Chữ thọ ở đây là cái tâm kiên định của mình mãi mãi không lui sụp, phải không? Đạo tràng ở chùa Giác Huệ nè, có khi nào bỏ đạo tràng không tu không? Có không? Có, phải không? Trời mưa lớn quá cho nên không có thể đi đến chùa được. Nội con cái đó không là mình không có A-di-đà vô lượng thọ rồi, phải không? Bữa nay con của tôi ở nước ngoài về cho nên phải ra sân bay đón nó, cho nên không có đi đến đạo tràng chùa Giác Huệ được, phải không? Vậy thì là không có A-di-đà vô lượng thọ rồi, phải không? Hoặc là khi mà mình ngủ thức dậy, sáng hôm nay là cái ngày tu ở trong chùa Giác Huệ, nhưng mà vừa mới mở mền ra thì mình cảm thấy mình bị nhức đầu, mình chóng mặt quá, thôi bữa nay bệnh trong người quá, thôi không đi. Chuyến sau hả, đi chuyến này bệnh quá. Là mình không có A-di-đà vô lượng thọ đó quý Phật tử, phải không? Mình tu mà mình còn giận người ta, tức là không có A-di-đà vô lượng công đức. Mình tu mà mình không có kiên định, tâm của mình chao đảo, tâm của mình nghiêng ngã, tâm của mình chưa có bao giờ vững mạnh đó, là không có A-di-đà vô lượng thọ. Còn mình tu mà mình không hiểu gì cả, mình tu mình không biết lý do gì đốt giấy tiền vàng bạc, mình niệm Phật mà tại sao mà mình niệm Phật không có công đức, tức là trong tâm của mình thiếu A-di-đà vô lượng quang, không có ánh sáng thì làm sao đi đấy, phải không? Cho nên đó quý Phật tử phải nhớ như thế này, khi ông bà người thân của mình chết rồi, quý Phật tử phải làm sao niệm danh hiệu của Phật A-di-đà. Mình niệm Nam Mô A-di-đà Phật buổi tối đó, buổi tối mình niệm đó, tức là A-di-đà vô lượng công đức. Buổi tối mình niệm là mình hồi hướng vô lượng công đức cho hương linh của mình. Còn mình niệm buổi trưa là A-di-đà vô lượng thọ, giúp cho hương linh của mình không bị gió nghiệp thổi đi. Chứ cái thân trung ấm, cái linh hồn của mình nó phất phơ vậy nè, gió nghiệp cứ thổi bạc đi hoài. Cho nên buổi trưa mình niệm để cho cái hương linh nhận được A-di-đà vô lượng thọ, tâm của họ không có chao đảo. Còn niệm Phật buổi sáng là A-di-đà vô lượng quang. Mình niệm Phật buổi sáng tức là mình mang ánh sáng đến cho hương linh. Hương linh ở cõi vô hình không bị mù mờ, không bị tối tăm, mà nhờ ánh sáng đó mà thấy con đường về Phật. Cái con đường về Phật nó chỉ có một con đường thôi, phải không? Cái con đường đó là một cái con đường mà có dấu chân của Phật. Còn ngoài ra nó là một cái bùng binh mà có muôn ngàn lối rẽ trong đó. Mình muốn rẽ lối nào cũng được hết đó, phải không? Cho nên nếu không có vô lượng quang đó thì quý Phật tử ơi, người thân của mình sẽ lạc vào trong những cái lối rẽ của bùng binh ở trong thế giới vô hình đó, phải không? Cho nên niệm Phật buổi sáng tức là cúng dường A-di-đà vô lượng quang cho người thân của mình có được cái sáng suốt mà đi, có được cái ánh sáng ở cõi vô hình. Niệm Phật buổi trưa là A-di-đà vô lượng thọ, giúp cho hương linh của mình bình yên, không lay động, không có bị gió nghiệp nó thổi đi. Còn niệm Phật buổi tối tức là cúng dường A-di-đà vô lượng công đức để cho hương linh của mình có đủ đầy đủ phước báo, đầy đủ tất cả những cái mà cái tâm kiên định
không có A-di-đà vô lượng công đức đó, lòng kiên định không có, và không có tiếp nhận được ánh sáng của A-di-đà. Cho nên đó, mình là người con của Phật, quý Phật tử phải hiểu mình niệm Phật như thế nào để cho hương linh của mình được đầy đủ phước báo. Không phải đương không mà tất cả các vị tổ sư bảo rằng là quý Phật tử ơi, chúng ta phải niệm Phật để hồi hướng cho hương linh. Ở đây mình hiểu một cách mơ hồ, mình hiểu là niệm Phật để hồi hướng hương linh mà mình không biết hiểu như thế nào, hồi hướng như thế nào, hương linh nhận như thế nào, là mình tu như thế, tức là mình không biết cái con đường đi về Phật rồi. Phải không? Còn mù mờ lắm, trong tâm của mình chưa có thông suốt được. Sở dĩ niệm A-di-đà cho hương linh là mình cúng dường công đức đó để cho hương linh của mình có nhà ở, có áo ấm, có cơm được no bụng. Xong rồi đó mình niệm A-di-đà để cho hương linh được bình tĩnh, hương linh được an lạc, hương linh không chao đảo. Tiếp tục nữa mình cúng dường A-di-đà vô lượng quang để cho hương linh có cây đèn, để cây đèn đó soi đường cho hương linh đi theo dấu chân Phật. Nếu không đó, không có A-di-đà vô lượng quang là hương linh lạc qua tất cả những lối rẽ của cõi vô hình. Lối rẽ của cõi vô hình là gì? Là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sinh đó quý Phật tử. Cõi ngạ quỷ có 5-6 cõi lần. Phải không? 5-6 cõi ngạ quỷ lần đó. Cõi ngạ quỷ thứ nhất là nằm ở trong hầm xí, tức là nhà cầu. Cõi ngạ quỷ thứ hai là ngồi ngay ngạch cửa để đội giày dép của người ta. Cõi ngạ quỷ thứ ba là ăn cơm đồ cúng ở ngoài đường. Ví dụ như mà mình cúng ở ngoài góc đường, góc phố, góc hè của mình đó, là cái cõi ngạ quỷ thứ ba. Cõi ngạ quỷ thứ tư là lụm cơm đổ. Cõi ngạ quỷ thứ năm là chỉ liếm máu mủ trong cục bú của mình mà ăn thôi. Cho nên chỉ có cõi ngạ quỷ thôi, nó có 5 con đường đi đó quý Phật tử. Cho nên đó mình thấy rằng là cuộc sống của mình cũng giống như cuộc sống ở cõi vô hình. Nếu mà chúng ta không có con đường để mà mình đi, không có địa chỉ để mà mình nắm trong tay, không có cái dấu chân của Phật, không có người hướng dẫn mình đó, quý Phật tử sẽ đi lạc thôi. Thế giới vô hình cũng vậy. Không có cái dấu chân của Phật, không có câu A-di-đà của mình gửi qua, không có tất cả công đức lành của mình gửi qua, thì hương linh sẽ lạc lối đó quý Phật tử à. Cái điều mà đáng sợ nhất là từ cái thế giới sống và cái thế giới chết. Cái điều đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta sợ hãi. Mình đang sống ở cõi này, tự nhiên chết qua cái cõi kia, mình sợ dữ lắm luôn. Hai cái thế giới nó hoàn toàn khác nhau, mình sợ hãi, và cái tâm ban đầu đó là cái tâm quyết định cho mình đó. Cho nên có nhiều người chết, tại sao tay chân người ta cứ quinh lên, người ta hả miệng ra, người ta trợn con mắt, người ta sợ lắm quý Phật tử à. Đối đầu với cái thế giới bên kia của cửa tử, thế giới vô hình nó khác thế giới mình. Người ta sợ lắm, người ta run mình mẩy lắm, người ta muốn thét thật to, nhưng mà tại vì sao vậy? Chết rồi, hét đâu có được, hả miệng ra là nó chết rồi. Mắt vừa trợn lên là đã chết rồi, tay chân quinh lên đã chết rồi, sợ lắm. Cho nên mình phải hiểu, trong lòng của mình phải làm sao tập trung, mình niệm Phật, để rồi bước qua cái thế giới vô hình, mình bình yên trong câu niệm Phật. Qua thế giới đó cứ A-di-đà, A-di-đà đi, còn xung quanh nó có nổ, nó có lửa cháy, nó có gió thổi, nó có mà kêu bằng là mưa lửa xuống, hay là tiếng của những con thú dữ nó ở ngoài sau, nó gầm gừ đó, quý Phật tử cứ đi niệm trong câu A-di-đà là được. Nếu còn sợ hãi là thất bại đó. Cho nên đó, mình đi trợ niệm là như vậy đó. Có đôi khi người thân của mình đang nằm như vậy đó, đối đầu với cái cảnh giới phía bên kia. Cho nên mình ở bên đây mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để nhắc cho cái hương linh, cho cái thân trung ấm của mình nhớ câu A Di Đà, để người ta đừng có sợ, phải không? Chứ nếu không là sợ dữ lắm đó. Cho nên mình là người con Phật nè quý Phật tử đó, nếu mình ráng mình không đến mình tu mà không có tới cái chỗ là mình biết trước được ngày giờ đó, quý Phật tử, mình chưa chắc ăn đâu. Con đường về Phật của mình cũng chưa chắc chắn lắm đâu. Phải không? Trong đạo tràng của chúng ta nè, chừng nào mà quý Phật tử thấy rằng là khi mà mình niệm Phật rồi, cái tâm của mình bình yên, tâm của mình không còn hơn thua nữa, là quý Phật tử đã bớt được 30% của cõi vô, của cái nỗi đau khổ của cõi vô hình rồi đó. Không còn hơn thua nữa. Phải không? Mình niệm Phật, tâm của mình không hơn thua với ai hết. Ai nói sao thôi kệ đi, không có quan tâm nữa. Là mình bớt được 30% nỗi khổ. Mình niệm Phật mà tâm của mình không còn nóng lên nữa, là mình bớt được 50% của nỗi khổ.
Còn mình niệm Phật mà mình còn thấy, còn thương bản thân mình, mà còn nghĩ tới gia đình mình, tức là mình còn chất chứa nỗi khổ. Cái mà đáng sợ nhất là khi mình trút hơi thở sau cùng đó, người nào mà mang bệnh đó quý Phật tử, mình còn khỏe như thế này nè, mình đau bụng, đau 10 thôi, mà mình có thể gượng được, chịu đựng được, cho nên cái đau 10 còn có 1 thôi. Còn ở cõi vô hình, hoặc là cái lúc mà chúng ta sắp mất đó, mình đau bụng đó, đau 10, đau 1 mà nó như là đau 10 vậy đó. Cho nên khi mà cái lúc mình sắp lâm chung rồi đó, cơ thể mình đau đớn đó, cái tâm của mình chịu không nổi đâu quý Phật tử. Không nhớ được câu A-di-đà mà nhớ nổi, nhớ cái đau không à. Phải không? Rồi nhớ cái đau rồi bắt đầu trách móc, rồi kêu trời, kêu bọng tùm lum hết. Tức là cái khẩu của mình không còn niệm Phật được nữa. Rồi khi mình đau như vậy rồi, cái bắt đầu mình nhìn thấy vợ, thấy chồng, thấy con của mình. Quý Phật tử, cái nỗi đau này biến thành cái nỗi tham ái, luyến ái của mình. Mình bệnh như vậy rồi mình sẽ chết, sợ chết bắt đầu. Cái niệm đau rồi, rồi cái niệm sợ chết nè, rồi bắt đầu tới cái niệm luyến ái. Mình chết như thế này con mình ai nuôi, chết như thế này chồng của mình, vợ của mình ở đây nè, họ có chung thủy, chung tình với mình nữa hay không? Đó là tất cả những cái niệm mà nó dẫn chúng ta đi về cái thế giới khổ đau đó quý Phật tử. Cho nên mình niệm Phật mà không khéo, thì lúc mình chết, mình sẽ bị bế tắc trong cái con đường đi về Phật của mình. Phải không? Cho nên nó đạo tràng chùa Giác Huệ, thầy đã từng nhắc rồi, hai cái chữ giác huệ của chúng ta đó, luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ trong đầu. Giác là gì? Là vô lượng giác, là phải biết hiểu rõ. Huệ là vô lượng quang, mình phải làm sao sáng suốt trong cuộc sống của mình, hiểu rõ và sáng suốt, đó chính là hành trang của mình đi về Phật. Là đệ tử, là đạo tràng chùa Giác Huệ rồi, quý Phật tử phải nhớ Nam Mô A Di Đà vô lượng giác, tức là chữ giác là hiểu biết một cách thông suốt, hiểu biết mà trong tâm của mình không còn hút mắc, không còn bế tắc nữa. Đó là chính là chữ giác của A-di-đà vô lượng giác đó. Còn chữ huệ là A-di-đà vô lượng quang, mọi việc hiểu biết của mình, mọi hành động của mình, lời nói của mình phải có thanh tra của trí tuệ. Hành động của mình phải có sự thanh tra của trí tuệ, suy nghĩ của mình cũng phải có sự thanh tra của trí tuệ. Tức là trước khi nói, suy nghĩ coi, lời nói này có hại gì cho mình hay không, có hại gì cho bạn đạo của mình hay không. Hành động này có làm lợi ích cho mình hay không, có làm lợi ích cho mọi người hay không, đều phải có sự thanh tra của trí tuệ, phải không? Cho nên đó, thầy cầu nguyện cho đạo tràng chùa Giác Huệ luôn luôn lúc nào cũng sống trong hào quang oai hùng của Đức Phật A Di Đà vô lượng giác, Vi Di Đà vô lượng quang. Cầu nguyện cho đạo tràng chùa Giác Huệ của chúng ta mãi mãi tinh tấn trên con đường đạo, tâm hồn phải cởi mở, trái tim phải mở cửa thật rộng lớn để đón nhận tất cả những tấm tình của chư Phật, để rồi chúng ta luôn tắm mình trong ánh sáng của Phật A Di Đà. Một lần nữa thì cầu nguyện cho đạo tràng chùa Giác Huệ sau này và sau nữa và cuối cuộc đời của mình mãi mãi được hào quang của Phật A Di Đà che chở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đôi khi con người của mình cứ nghĩ rằng á, là mình đem cái thân của mình rồi mình cứ tưởng tượng như là cái thân vô hình bên kia người ta cũng giống như mình. Phải không? Mình cứ nghĩ rằng là hồi xưa ông nhà tôi ông ăn mặn không ha, cho nên bây giờ cúng mặn thôi chứ tôi không có cúng chay. Tức là mình đem cái hữu hình, mình ví dụ cho cái vô hình là sai rồi. Cái hữu hình có nghĩa là mình còn thân thể, mình còn bao tử, còn ruột, còn gan, còn tim, cho nên mình còn ăn. Rồi trong cuộc sống đời thường của mình nè, cái tư tưởng của mình chạy theo tất cả những cái món ăn, mình thích ăn thịt con này, mình thích ăn thịt con kia. Nhưng mà khi đã chết rồi, cái thân trung ấm của mình nó không có bao tử, nó không có xương sóc, nó không có hình hài gì cả, thì ra nó đâu có đòi ăn cái gì đâu quý Phật tử. Phải không? Cho nên mình cứ nghĩ cái của mình, rồi mình tưởng tượng qua cái bên kia của cõi vô hình. Ông nhà tôi ăn mặn không, cho nên bây giờ tôi phải cúng mặn. Má tôi ngày xưa đó bả thèm bún riêu cua, bây giờ mỗi lần đám là cúng bún riêu cua cho bả. Sai rồi. Cho nên đó chính là những cái mà mình, cái nhỏ thật sự nhưng mà mình không hiểu, mình không giải tỏa được, thì quý Phật tử chúng ta lầm lẫn lắm. Rồi mình cứ cúng tất cả những cái gì mà người thân mình thích là sai rồi. Cái thân trung ấm bên kia họ không cần ăn. Họ không cần ăn đâu quý Phật tử. Mà
khi mình cúng đồ mạng lên trên đó, mình đọc cái tên, cái tâm tâm tương cảm, cái tâm của mình suy nghĩ đến cái người thân bên kia vô hình người ta mất đó, mình cúng cái gì thì người ta ngửi cái mùi đó, gọi là thức thực. Mình ở đây gọi là đoạn thực, tức là ăn từ đoạn, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, gọi là đoạn thực, ăn từng giai đoạn. Còn ở cái thế giới vô hình gọi là thức thực, có nghĩa là người ta ăn bằng cái ý thức người ta thôi. Cho nên khi mà mình nói mình cúng gà cho cha mẹ tôi, thì cái hương linh, cái thân trung ấm đó ngửi cái mùi gà, tức là ngửi cái mùi tanh của máu, ngửi cái mùi tanh của thịt, thì thân trung ấm của mình, cái đầu nó trút xuống như thế này, nó nặng nề lắm. Nó tưởng ra cái mùi đó bằng thức thực. Cho nên khi thân trung ấm mà tưởng ra cái món ăn mặn đó quý Phật tử, có mùi máu nè, có mùi xương thịt của chúng sinh nè, là cái thân trung ấm của mình nó nặng nề, nó cắm đầu xuống như vậy. Nó đi lên không được mà cắm đầu xuống, phải không? Mà ăn đâu có được bằng cái thức thực thôi. Còn mình nói rằng là cúng dường cho hương linh cha mẹ tôi là hoa trái, thì thân trung ấm mình nó nhẹ nhàng, cái đầu đi lên như thế này. Cho nên ở bên kia thế giới vô hình người ta chỉ dùng thức thực chứ không phải dùng đoạn thực như mình đó. Thành ra quý Phật tử thấy rằng nếu mình không hiểu được sự tương quan hay là cái vấn đề mà nó cái nghiệp báo của hai cái thế giới vô hình và hữu hình, mình sẽ làm sai lầm hết, làm tội cho hương linh. Thầy nói ví dụ như bây giờ cha mẹ của mình đã mất đi rồi đi, ngày mà còn sống cha mẹ mình đã làm tất cả những cái điều mà dường như là tội lỗi để mà nuôi lớn mình, tính sao có lợi thì làm, phải không? Trong kinh Du Lan, thành ra rồi đã làm hết những cái chuyện tội để nuôi cho mình khôn lớn, tới chừng chết rồi mình tiếp tục mình chồng cho cha mẹ mình tất cả vô số tội nữa. Tôi mần 3-4 con gà này để làm đám cho má tôi, tôi giết một con heo, tôi mần một con heo làm đám cho ba tôi. Cho nên đó, khi chết rồi mình lại tiếp tục mình chồng vào đó những cái tội mà hương linh ăn không được. Mà hương linh chỉ hưởng cái lời nói của mình thôi, bằng thức thực của mình. Thì mần con gà này để làm gì? Trong ý thức của mình, cúng cho cha mẹ tôi. Ông bà ăn đâu có được, mà cuối cùng rồi phải mang cái tội là do ý thức của mình gửi về bên đó. Thấy không? Cho nên khi còn sống, nuôi mình tạo tội, đến chết rồi mình lại ăn được những cái món đó, mình ăn gà, mình ăn heo, mình nhậu nhẹt, mình say sưa, sướng cái miệng của mình, mà mình trồng cái tội thêm cho hương linh. Thành ra rồi đó, sống mình cũng nuôi mình mà cha mẹ tạo tội, chết mình cũng tạo tội tiếp cho cha mẹ mình nữa. Cho nên ở bên kia thế giới vô hình, họ không cần ăn, họ chỉ cần cái công đức thôi. Tại sao mà quý Phật tử thấy rằng đó, thế giới vô hình bên đó người ta chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật. Sau này đó, những đứa con họ không có tập trung cái đầu của họ được. Người ta nói rằng là đó, bổn phận làm con, cha mẹ còn sống không thể báo hiếu được. Nuôi con tới lớn như thế mà lúc mà nó đầy đủ sức khỏe để nó nuôi lại mình đó, thì bắt đầu nó nuôi con nó rồi. Thì làm sao nó trả hiếu cho cha mẹ được đây? Phải không? Hồi nó còn nhỏ, nó chưa làm ra tiền, thì mình nuôi nó. Tới chừng nó lớn mà nó làm ra tiền, cái bắt đầu nó nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con nó rồi. Thành ra rồi không có báo hiếu lúc cha mẹ còn sống. Cho nên, cái cơ hội lần hai là cơ hội cha mẹ mình qua đời 49 ngày để cho mình hoàn tất cái chữ hiếu. Thì trong 49 ngày đó đòi hỏi, người con muốn trả hiếu cho cha mẹ mình đó là niệm Phật 49 ngày, ăn chay 49 ngày để hoàn tất chữ hiếu, xóa đi bớt một phần nào cái tội mà cha mẹ mình nuôi mình đó. Phải không? Vì con nè, cho nên cha mẹ mình làm những cái điều tội. Vì con mà cha mẹ mình đi cắm câu nè, vì con mà cha mẹ mình đi giăng lưới nè, vì con mà cha mẹ mình phải giết con này, giết con kia để cho con mình ăn. Làm con mình ăn không à, mà cha mẹ mình chịu. Cho nên bây giờ khi cha mẹ mình qua đời rồi, 49 ngày này mình góp một phần công đức để giảm nhẹ cái tội của cha mẹ khi còn sống. Đó là báo hiếu đó. Vậy mà có những người con kêu 49 ngày ăn chay đi, cái nó tôi ăn không nổi. Kêu ngồi niệm Phật 49 ngày đi, thôi tôi không có làm được cái chuyện đó đâu.
Thành ra rồi quý Phật tử thấy rằng cái cơ hội để cho chúng ta hoàn tất cái chữ hiếu mình làm hỏng xong. Cho nên đó đâu có ai ngồi suốt 49 ngày để niệm Phật, để mà cầu nguyện cho cha mẹ mình đâu. Mà thầy ví dụ cho quý Phật tử hiểu nè. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật nó cũng giống như vàng vậy đó quý Phật tử. Mình có vàng, mình xài ở Việt Nam được, mình xài ở nước ngoài được, mình xài ở bên kia được. Nước nào mình xài cái vàng cũng được cả. Cần thiết là mình đem vàng ra mình đổ tiền của nước đó mình xài. Phải không? Thì câu A Di Đà nó cũng giống như vàng vậy đó. Xài ở cõi này được, xài ở cõi địa ngục được, xài ở cõi Tây Phương được, xài ở cõi trời được. Cho nên mới gọi là vô lượng công đức. Hiểu không? Cho nên mình không gửi tiền của cõi này xuống cho cõi kia được. Hai cái cõi đó xài tiền khác nhau, làm sao mình gửi được? Phải không? Rồi cứ tưởng tượng ra cái tiền giảng sanh, rồi cái giấy tiền vàng bạc, rồi đốt. Súm nhau mà đốt. Bụi bay mịt trời hết. Đâu có hưởng được đâu. Phải không? Cho nên chúng ta chỉ gửi được cái A-di-đà vô lượng công đức cũng giống như mình gửi vàng vậy thôi. Rồi tùy thuận theo cái hương linh ở phía vô hình đó, cái vàng đó nó sẽ đổi ra bằng công đức nơi đó. Thành ra rồi các vị mới nói rằng là quý Phật tử nên niệm A-di-đà gửi về cho hương linh là như vậy. Rồi sau này đó, các vị tổ của mình á, thấy những đứa con của mình nó không có thể nào tập trung để niệm Phật được. Cho nên các vị tổ mới dùng phương tiện là in ra cái tiền vãng sanh. Trong cái tờ tiền vãng sanh đó nó có đệ chữ là Nam Mô A Di Đà Phật và một cái bài chú vãng sanh luôn. Và khuyên mình mỗi lần đốt là niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho mình nhớ thôi. Nhưng mà quý Phật tử ơi, đợi đến cái lúc mà mình đốt mình niệm có 3-4 câu A Di Đà đó thì làm sao đủ cho hương linh ở bên kia để mà xài được quý Phật tử. Giống như bây giờ đó, cha mẹ mình đi học đi, cha mẹ gửi tiền về cho mình ăn học mà gửi không đủ thì làm sao mình học nổi đây? Phải không? Như vậy đó cũng giống cha mẹ qua bên kia rồi, mình gửi cái A-di-đà vô lượng công đức cho cha mẹ mình phải gửi cho nhiều. Trong vòng 49 ngày cha mẹ mình chưa có đi đâu hết, cho nên chúng ta gửi cho cha mẹ mình để cho cha mẹ mình đầy đủ công đức. Để rồi tùy theo cái công đức mà cha mẹ mình đi vào cái chỗ mà nó sung sướng hay là cái chỗ mà nó đọa lạc. Ở bên cái thế giới vô hình suốt 49 ngày như vậy hoài luôn mà chờ đợi con cái của mình. Nếu mà quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật suốt 49 ngày, ăn chay suốt 49 ngày, hồi hướng công đức cho hương linh cha tôi, mẹ tôi, vợ tôi, chồng tôi, hồi hướng công đức này cho ông bà tôi, cho người thân của tôi. Thì 49 ngày đó cha mẹ ông bà hương linh đều nhận hết công đức đó. Nếu quý Phật tử niệm cái câu A-di-đà thiệt là nhiều, thì hương linh thế giới vô hình ở cái nhà thiệt là cao. Nếu mà mình niệm A-di-đà thật là nhiều thì hương linh được ấm. Niệm A-di-đà thật là nhiều thì hương linh được no. Còn niệm ít thì nhà nhỏ. Còn không niệm nữa thì lang thang rách rưới rồi đối khác lạnh lùng. Không có một cái vốn liếng công đức nào hết. Ở bên kia thế giới vô hình, quý Phật tử thấy rằng có nhiều ông cụ đó, cõng bà cụ đi, áo quần rách rưới lang thang như vậy đó, mà không có một công đức lành nào để mà hưởng hết. Cái thế giới hữu hình của mình, cái người này có cơm mà dư được một chén, cho cái người này đói ăn được. Còn cái thế giới vô hình không được. Có những ông cụ ngồi ăn cơm, ông cụ bà cụ này đói mà cho hưởng không được quý Phật tử. Cái chén cơm nằm trong tay người này thì là cơm, mà đưa qua cho cái vợ chồng ông cụ này thì nó không phải là cơm nữa. Cho nên ở thế giới vô hình nó khó như vậy đó. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải cho cha mẹ ông bà mình công đức, nếu không thì cha mẹ mình lang thang rách rưới lắm quý Phật tử ơi. Cõng nhau mà đi thôi. Áo quần rách rưới, đói khát, rồi không có nhà cửa che thân, che mưa, che nắng gì ở bên thế giới đó. Thế giới của mình mưa ra mưa, nắng ra nắng, còn thế giới vô hình, mưa và lửa nó cùng một lúc như vậy. Đáng lẽ ra khi mà có lửa mưa xuống thì tắt lửa, còn đằng này không, mưa lửa nó cùng một lúc luôn. Vừa rớt nước xuống mà vừa rớt lửa xuống luôn, mà không có nhà cửa thì chịu thôi. Phải không? Cho nên quý Phật tử nhớ, cái niệm A-di-đà
không phải rằng là nói rằng là tôi niệm A Di Đà để hồi hướng công đức cho cha mẹ của tôi, mà mình hiểu một cách mơ hồ. Người con Phật phải hiểu một cách cụ thể vì sao câu A Di Đà nó giúp cho hương linh được như vậy. Bởi vì câu A Di Đà là vô lượng công đức, mình niệm nhiều chừng nào thì công đức bên kia nó nhiều chừng nấy. Quý Phật tử muốn cho cha mẹ mình qua bên kia đó được bình yên, được khỏe và được an lạc thì mình ở bên đây nên niệm A Di Đà cho thật nhiều. Câu A Di Đà nó chính là cái công đức lành cho thế giới vô hình đó. Còn đốt cái tiền giảng sanh chẳng qua là cái phương tiện, vì con cái nó không có bao giờ mà nó niệm suốt 49 ngày được đâu. Cho nên buộc lòng phải in ra cái giấy giảng sanh để rồi mình ngồi mình đốt, mình niệm từ chữ như vậy đó. Chứ thật sự ra cái giảng sanh này đó nó không phải là xấu. Vì chúng ta xấu nè, chúng ta không tập trung cái tinh thần của mình cho cha mẹ ông bà mình đi. Cho nên rồi các vị phải chế ra cái tờ giấy tiền vàng bạc giảng sanh đó để cho mình nhớ. Mỗi lần mình cầm cái tờ đó mình đốt là mình niệm A-di-đà. Đúng lý ra nó không cần cầm, mà lúc nào cũng niệm A-di-đà để gửi hết đó quý Phật tử. Còn đằng này đợi có cái hình ảnh đó, có giấy tiền vàng bạc, cái tiền giảng sanh đó mình mới niệm thôi. Cho nên quý Phật tử đốt cái đó không có lợi ích gì hết. Phải không? Nhưng mà tại mình mà các vị tổ sư tiền bối mới chế ra cái giấy tiền giảng sanh để cho mình niệm Phật. Còn nếu mình là người con Phật mà mình tập trung được, mình niệm Phật A-di-đà được rồi thì đâu có cần đốt giấy tiền làm cái gì đâu. Đâu có cần mà chiếc xe tang chạy ở ngoài đường rồi rải giấy tiền vàng bạc tùm lum tùm la đâu. Phải không? Cho nên người con Phật chúng ta phải giải tỏa đi cái gút mắt trong đầu của mình. Vì sao phải niệm A-di-đà cho người thân mình quá cố? Mình phải biết cái câu đó. Tại vì sao A-di-đà nó mang đến cho cái hương linh đầy đủ công đức lành như vậy đó. Còn cái thứ hai nữa, khi mà mình niệm Phật, mình niệm Phật mà mình nằm mơ mình thấy Phật xuống, mình niệm Phật mà mình thấy Phật rước mình nằm mơ mà mình thấy Phật xoa đầu mình nằm mơ mà mình thấy mình ở trên trời không. Quý Phật tử ơi, nếu mà chúng ta niệm Phật mà chúng ta thấy Phật thì nó có 3 vấn đề. Một là mình niệm Phật, tất cả những ác nghiệp của mình nó sẽ hóa thân thành A-di-đà. Ác nghiệp nó hóa thân thành thánh chúng, ác nghiệp nó hóa thân thành người thân của mình. Trong kinh Địa Tạng nói đó, khi mà mình mà niệm Phật hoặc là mình tụng kinh đó, thì do cái tâm của mình, cái ác nghiệp trong tâm của mình nó sẽ hóa hiện ra những cái gì mình thích, để rồi nó sẽ dẫn mình đi về thế giới ác. Cho nên đó, nếu mà mình niệm Phật mà mình thấy Phật đến đó thì coi chừng, nó là cái ác nghiệp của mình, nó sẽ hóa thân theo cái sở thích của mình. Nếu mà mình ngồi mình niệm Phật mà mình nhớ cha mẹ mình quá thì ác nghiệp nó sẽ biến hình thành cha mẹ ông bà của mình. Đó, rồi nó dẫn mình đi mà mình không hay. Có nhiều người đó là ông bà mình dẫn đi, đi xa lắm đó. Nhưng mà nhờ cái phúc duyên tự nhiên rồi gặp một cái bà cụ nào đó dẫn đi về. Còn nếu không là đi luôn rồi. Cho nên đó, khi mà mình niệm Phật, mình thấy Phật dẫn mình đi thì không phải là Phật thật. Bởi vì nếu mà chúng ta được Phật tiếp dẫn đó, quý Phật tử nhớ một điều là khi nào mình biết được cái ngày mình đi, đó là Phật thật. Còn ngoài ra trong cái lúc bình thường của mình ngủ mà mình thấy Phật, toàn là ma cảnh, toàn là cái ác nghiệp của mình nó biến hóa ra mà thôi. Điều thứ hai nữa đó là do tất cả những cái mà tư tưởng của mình. Hằng ngày mình ngồi mình niệm Phật, mình cứ tưởng tượng hoài, tưởng tượng ông Phật A-di-đà, tưởng tượng cảnh giới Tây Phương trong hình vẽ đó. Rồi tối mình ngủ mình nằm mơ, mình thấy cái cảnh vẽ đó hiện trong tâm của mình. Thì đó là cái do cái tư tưởng của mình, gọi là ảo ảnh. Phải không? Cái điều thứ ba nữa đó là do cái bệnh quan tưởng của mình. Có nhiều người đó là cứ bị cái bệnh đó nó đè nặng trong tâm của mình. Niệm danh hiệu Quan Âm rồi mà cứ nghĩ rằng đó là Quan Âm luôn luôn lúc nào cũng che chở cho mình. Quan Âm lúc nào cũng là đế kế bên mình. Cái bệnh càng ngày càng lâu rồi cứ tự xưng mình là Quan Âm. Mẹ Quan Âm nhập vô cho tôi, rồi tự xưng là mẹ Quan Âm. Ở Vĩnh Long có một sư cô đó, tu pháp môn là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm một thời gian rồi cứ tưởng tượng là Quan Âm gia hộ, rồi nằm mơ cái tư tưởng đó nó xuất ra
nó tạo nên cái ảo ảnh là thấy Bồ Tát Quan Âm mượn cái thân của sư cô để mà cứu nhân độ thế. Rồi lần lần cái cô bị bệnh quan tưởng, sư cô mai nguyên cái áo màu trắng giống như hình Bồ Tát Quan Âm gì đó rồi mặc vô, đầu đội khăn trắng, rồi kêu Phật tử đi mua cái bình làm sao giống cái tịnh bình trên tay Quan Âm, rồi cầm cái tịnh bình đó, rồi cầm cái nhành dương đứng trên cái bông sen, bông sen mà Phật tử kết thành giải đó, cái bông sen như vậy, rồi cứ đứng và ngồi trên bông sen đó thôi, ăn cũng ngồi ở đó, đứng cũng ngồi ở đó, rồi ngủ cũng ở tại chỗ đó, rồi tự xưng mình là mẹ Quan Âm, bị bệnh luôn, bị bệnh quan tưởng như vậy. Thì quý Phật tử thấy rằng nếu mà tư tưởng của chúng ta không cởi mở, mình là người con Phật mà mình cứ suy nghĩ hoặc là mình bị cái tư tưởng của mình nó làm cho mình hoang mang sợ hãi, rồi mình bị cái tư tưởng nó khống chế mình hoài đó, lâu ngày mình bị bệnh. Phải không? Mình niệm Phật mà mình cứ thấy ma hoài, cứ sợ ma, niệm Phật mà cứ sợ ma, thì lúc bấy giờ mình sẽ thấy ma nó ở bên mình hoài. Tối mình ngủ mình cũng thấy ma. Thấy ma nó đè mình, thấy ma nó đứng ngay cửa sổ, thấy ma nó đi qua đi lại. Lúc mà mình ngồi ngay đạo tràng mình niệm Phật thì bàn chân của ma nó nhịp bịch 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 sau lưng mình. Đó là mình bị bệnh quan tưởng, chứ thật sự không có con ma nào cả. Phải không? Cho nên tất cả những cái đó chúng ta cần phải giải tỏa trong tư tưởng của mình. Nếu không mà quý Phật tử niệm Phật hoài đó, thì công đức lành của mình không có tích tụ được bao nhiêu hết. Mà tất cả những cái bóng dáng của ảo giác nè, bóng dáng của ác nghiệp nè, bóng dáng của bệnh tật nè, nó sẽ khống chế cái tư tưởng của mình. Nó làm cho bước đường và cái con đường đi về Phật của mình đó, nó giống như rằng là người ta cản lối hết. Không có thấy đường đi mà cũng không có cái chỗ nào cho mình bước qua hết. Cỏ nó mọc đầy hết, con đường ngày xưa sao mà nó thông thoáng, con đường bây giờ mà sao nó gai gai góc không à, không biết đường đi luôn, rồi lạc bước. Phải không? Cho nên đó, cái người con Phật của chúng ta, khi mà niệm Phật rồi, mình phải hiểu thế nào là câu A-di-đà, thế nào là niệm Phật cho một cách chân chính. Mình niệm Phật A-di-đà là mình niệm làm sao? Không phải là mình niệm để cho mình. Quý Phật tử cứ niệm cho mình không à. Nam Mô A-di-đà Phật, con cầu nguyện này đem hết công đức này, con được giảng sanh Tây Phương là một. Con niệm Phật như thế này đó là để cho gia đình con được bình yên. Con niệm Phật cho con cái của con, nó nghe lời con, nó đừng có bao giờ quậy quạng nữa. Rồi con niệm Phật như thế này cho công ăn việc làm của con nó thuận buồm xuôi gió. Con niệm Phật làm sao mà người ta thiếu nợ con, người ta trả cho con. Con niệm Phật làm sao mà cho con bán được cái nhà này cho sớm sớm. Mình niệm Phật như thế thì tất cả những câu niệm Phật của mình làm sao về Tây Phương được đây? Phải không quý Phật tử? Cho nên niệm Phật làm sao để cho chúng ta được về Phật kìa. Đó, còn mình niệm Phật mà mình cầu những cái đó, tức là rõ ràng trong tâm của mình bị bế tắc, trong tâm của mình làm sao thông thoáng. Cái cửa tâm hồn của mình không mở rộng thì làm sao mình đi về thế giới Phật được. Trong đạo tràng của chúng ta có ai niệm Phật để bán nhà không? Có không? Không có, phải không? Đừng có bán nhà nghe. Tại vì sao vậy? Tại vì thiếu nợ nhiều quá, bây giờ bán nhà để giải quyết nợ nần. Thành ra rồi cái câu niệm Phật của mình không có bao giờ bán nhà được đâu. Tại vì Phật A-di-đà đâu có làm cho chúng sinh phải bán nhà, bán cửa. Phật A-di-đà cũng không có cái quyền năng gì đó để mà xóa đi tất cả những cái món nợ của mình. Mình bệnh vì sao? Mình thiếu nợ chúng sinh. Cho nên bây giờ mình bệnh, tay chân mình nhức quá, nhất là mấy cái cổ tay, cườm tay, cổ chân, ngón tay của mình nó nhức hoài à, là mình đã dây nợ chúng sinh, bây giờ mình phải trả. Ngày xưa, quá khứ của mình, hay là nói cái kiếp vừa rồi thôi, không có cần nói kiếp này nha. Mình đã từng cột chân của chúng sinh, mình treo toàn ten, mình đem bán mà. Phải không? Quý Phật tử thấy biết bao nhiêu người ta ở ngoài đời đó, người ta cột một chùm 5-6 con gà gì đó, cột mà cõng đầu xuống dưới gì nè, máng cái chân nó lên. Mình tưởng tượng cái tay cái chân của mình mà cột rồi máng mình lên toàn ten xuống vậy, mình đau không? Đau lắm, cổ tay cổ chân của con vật nó đau lắm luôn đó. Con heo đó bốn cái chân nó chụm lại rồi thọ cái cây ngang qua ghinh đi, đau lắm quý Phật tử à. Nó đau nó mới la, nó la để nó gian sinh, nhưng mà mình đâu có chịu đâu. Thì bây giờ chúng ta dây mượn nó, mình dây mượn sự đau đớn của những cái chúng sinh đó, thì bây giờ nè, mình phải trả lại sự đau đớn đó thôi. Mượn cái gì thì phải trả cái đó chứ,
phải không quý Phật tử? Cho nên bây giờ chúng ta mà có đau nhất cái khớp tay, đau nhất cái khớp chân đó, thì quý Phật tử ơi, chúng ta đang trả đó. Vậy đó mà cứ niệm Phật A-di-đà cho con đừng có nhức, niệm Phật A-di-đà cho con đừng có bệnh. Không lẽ Phật A-di-đà xúi mình giật nợ, phải không? Phật A-di-đà chỉ giúp cho mình bình yên trong tâm của mình, sẵn sàng đối đầu với con nợ để trả nợ một cách sòng phẳng thôi, chứ không phải để cho mình giật đâu. Quý Phật tử có bệnh, mình cứ niệm A-di-đà đi, phải không? Bạch Đức Thế Tôn A-di-đà, từ phụ, từ quá khứ, con đã dây mượn sự đau đớn của vô lượng chúng sinh vô tội, cho nên hôm nay con đã biết đạo, con quy y Phật, con làm con của Phật. Bây giờ Bạch Đức A-di-đà vô lượng thọ, con xin được trả tất cả những món nợ ngày xưa. Thì như vậy đó, mình niệm Phật mới đi đúng đường được. Thiếu nợ là dám trả thôi, phải không? Ở đây quý Phật tử thiếu nợ mà được trả nợ, có ai buồn không? Mình thiếu bà kia 50 ngàn mà bữa nay có tiền 50 ngàn trả cho người ta, là buồn hay là vui? Vui, phải không? Vậy thì mình bệnh là mình đã trả được nợ rồi đó quý Phật tử. Mà ngày xưa đó, mình bệnh, mình đau mà mình chưa có vô lượng công đức. Mình bệnh đâu có ai dạy mình niệm Phật. Mình bệnh mà tâm của mình nó rối rắm, bệnh tâm của mình nó phập phồng, bệnh tâm của mình nó hoang mang, bệnh tâm của mình nó lo sợ. Cho nên mình trả nợ mà trả nợ không có vốn, không có công đức. Còn bây giờ mình quy y rồi, mình có A-di-đà vô lượng công đức rồi, thì mình trả nợ một cách bình yên quý Phật tử à. Có A-di-đà rồi mình đâu có sợ gì nữa. Cho nên tâm của mình bình yên, tâm của mình an lạc để mà mình trả nợ đi. Có đôi khi mình vừa trả nợ mà mình vừa mang nợ, nhức cái tai quá trời nhức luôn. Không biết ai kêu đó, về đó kiếm mấy con vịt ta đó, rửa chân cho nó xịt là sạch, bỏ 4-5 con vịt lên trên một cái chuồng ấy đó, lót dĩ hi nóc sạch sẽ đàng hoàng, đốt lửa ở dưới. Rồi cho mấy con vịt nó chạy qua chạy lại, chạy tới chừng nào mà nó chạy hết nổi, cắt mấy cái chân đó vô ăn hết nhức tai. Đã mang nợ ngày xưa rồi, treo người ta toàn ten lên tay chân nó nhức hết rồi. Bây giờ không thèm trả nợ người ta mà còn vay thêm những cái món nợ đó nữa, thì làm sao mà nó hết nhức nổi quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta, khi mà mình đi trên con đường của Phật rồi, mình phải sáng suốt một chút. Bệnh là gì? Là đang trả nợ. Bệnh là đang trả nợ đó. Ở trong đạo tràng chùa Giác Huệ, có ai mà từ hồi nhỏ tới lớn không bị nhức đầu không? Có không? Không, phải không? Tất cả chúng ta đều bị nhức đầu hết. Bởi vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta đều gieo cái nghiệp nhức đầu, đều mượn người ta hết. Một câu nói mà làm cho người ta nhức đầu cũng phải trả cái nghiệp nhức đầu. Một câu nói mà làm cho con người ta bối rối khó chịu cũng phải trả cái nghiệp nhức đầu. Một câu nói mà làm cho con người ta có thể tự giận đi nữa cũng phải trả cái nghiệp nhức đầu. Ở đây thầy chưa nói đến đập đầu, phải không? Đạo tràng của chúng ta có từng đập đầu không? Mô Phật, hồi đó thì con có đập đầu, bây giờ con sợ quá, ai đập sẵn con mua về không à? Phải không? Tất cả chúng ta đều mang cái nghiệp đó hết, dù cho mình trực tiếp đập đầu hay gián tiếp đều bị bệnh nhức đầu cả. Không có một người nào mà không bị nghe quý Phật tử. Tại vì trước khi mình ăn một con vật gì đó, một con heo cũng bị đập đầu, một con bò nó cũng đập đầu, một con trâu nó cũng đập đầu, một con cá lóc nó cũng đập đầu, con cá rô nhỏ xíu nó cũng đập đầu nữa. Vậy thì tất cả chúng ta, nếu mà người nào từ hồi nhỏ cho tới lớn mình chưa từng ăn thịt động vật thì mình mới không bị nhức đầu thôi. Ngày xưa đó, Đức Thế Tôn tự nhiên bị đau đầu 3 ngày. Tôn giả A Nan nói: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà ngài bị nhức đầu 3 ngày như vậy? Đức Phật nói: cái quá khứ đó, ngày xưa có một cái làng chài đó, chài rinh một con cá to lắm luôn, to mà có thể cân nặng gần cả 100 kg. Cả dân làng mới xẻ thịt cá đó ra ăn. Mà trong dân làng đó có một cái chú đó không ăn thịt con cá đó, mà chú đó là thấy người ta ăn xong rồi cái chú lấy cái xương đầu của con cá nó đẹp quá đi, tại vì cái xương đầu con cá nó to lắm. Chú lấy cái xương đầu đó, chú làm đồ chơi, tức là chú cầm chú gõ lên cái xương sọ của con cá đó chú chơi thôi.
Cho nên này A Nan, cái chú nhỏ ngày xưa không ăn thịt con cá đó mà gõ lên cái xương sọ của con cá thôi, chính là tiền thân của Như Lai đó. Không ăn mà chỉ gõ chơi thôi mà hôm nay Như Lai phải nhức đầu 3 ngày. Còn á, cái con cá bự đó đó là Thái tử Lưu Ly. Không biết là cái thời của Đức Phật, Thái tử Lưu Ly đó là đem quân qua giết hết trơn những người nào mà mang họ Thích Ca, giết hết. Trừ ra Đức Phật thì nó không giết thôi. Giết toàn bộ trong hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, giết sạch hết luôn. Mà khi kéo quân đến giết rồi đó là trong hoàng cung không còn ai đó. Thái tử Lưu Ly ngày xưa đó, vua Ba Tư Nạc đi qua bên dòng Thích Ca đi cưới công chúa, nhưng mà công chúa của Thích Ca không chịu, cho nên vua của dòng Thích Ca mình nè mới đem tỳ nữ của công chúa gả cho vua Ba Tư Nạc tráo hôn. Quý Phật tử hiểu không? Khi mà đem về bên nước của vua Ba Tư Nạc rồi thì Ba Tư Nạc mới ở với cô tỳ nữ này, mà vua Ba Tư Nạc tưởng là công chúa của dòng Thích Ca, sanh ra Thái tử Lưu Ly. Thái tử Lưu Ly mới đi về thăm ông ngoại của mình là dòng Thích Ca, thì mấy tỳ nữ mới nói: trời, mày tưởng mày là con của công chúa hả? Mày là con của tỳ nữ, phải không? Cho nên Thái tử Lưu Ly đi vào trong hoàng cung, đi tới đâu là tất cả cung phi mỹ nữ lấy sữa dê rửa sạch dấu chân của Thái tử Lưu Ly. Thái tử Lưu Ly buồn lắm, rồi căm giận cái dòng Thích Ca nói cái câu đó. Cho nên Thái tử nói: sau này mà ta mà lên ngai vàng rồi, ta sẽ dùng máu của ta rửa lại cái vết nhục này, dùng máu của dân Thích Ca đó rửa sạch cái vết nhục này. Thái tử Lưu Ly đi về. Sau khi vua Ba Tư Nạc qua đời, Thái tử lên làm vua kéo quân qua liền. Qua lần thứ nhất, Thái tử vừa tới cái ranh giới giữa nước của vua Ba Tư Nạc và nước của Ca Tỳ La Vệ đó, thì Đức Phật ngồi ngay đó. Đức Phật mới dùng tất cả những lời lẽ để mà trần tình với Thái tử Lưu Ly. Thái tử rút quân về. Lần thứ hai đem quân qua nữa thì Đức Phật cũng nói, rồi Thái tử cũng rút quân về. Nhưng mà tới lần thứ ba, Thái tử vẫn đem quân qua. Lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca nói đây là lần thứ ba Như Lai không cản được cái nghiệp lực. Tôn giả Mục Kiền Liên mới nói rằng là: thôi bây giờ con sẽ đem tất cả dân của Thích Ca bỏ vào trong cái bát, phải không? Tất cả công chúa, hoàng thân, quốc thích, cung tần, phi nữ, quan quân gì đó bỏ vô trong cái bát hết. Rồi Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông đưa cái bát đó lên trên trời á. Thái tử Lưu Ly đem quân qua, hoàng cung Ca Tỳ La Vệ trống không, không có một người nào hết. Thái tử Lưu Ly cầm cái kiếm mà chém bừa ở trong hoàng cung hết, màn chiếu, gương, ghế gì ổng chém sạch sẽ hết, cho hả cái cơn giận rồi rút binh về. Khi mà Thái tử Lưu Ly rút binh về vừa xong á, thì Tôn giả Mục Kiền Liên nói: như vậy thì con đã cứu được dòng Thích Ca rồi. Thì dùng thần thông đem cái bát xuống, thì trong bát toàn là máu. Tất cả những người ở trong cái bát đó chết hết, còn một người hấp hối. Tôn giả Mục Kiền Liên mới hỏi cái người hấp hối đó: tại sao mà chết như vậy? Thì cái người đó nói là: Thái tử Lưu Ly vô trong cái bát này giết chết tôi hết rồi. Thì quý Phật tử thấy cái nghiệp trốn nổi không? Đó là cái nghiệp thôi, nó rút lên tới ở trên cái bát giữa hư không mà giết sạch luôn dòng Thích Ca đó. Thì lúc bấy giờ Mục Kiền Liên mới thắc mắc hỏi Phật: tại sao như thế? Thì Đức Phật mới nói: ngày xưa cái dân làng chài mà chài được con cá đó rồi xúm nhau ăn đó, thì con cá đó sau khi chết, lòng sân của nó biến thành kiếp sau là Thái tử Lưu Ly. Còn nguyên một cái nhóm dân chài lưới là dòng họ Thích Ca. Cho nên ngày xưa xúm nhau mần thịt nó quất, thì bây giờ chính nó sẽ giết hết toàn bộ dân của Thích Ca. Còn chú bé đó chính là Thái tử Sĩ Đạt Đa, là Thích Ca Mâu Ni. Ngày xưa không ăn nó cho nên nó không có nhân quả, nó không giết. Nhưng mà gõ trên cái đầu của nó bị nhức đầu 3 ngày. Cho nên nó quý Phật tử thấy rằng chúng ta bị bệnh là chúng ta đã gieo không biết bao nhiêu nghiệp từ kiếp này, vô lượng kiếp gì trước chúng ta đã dây mượn rồi quý Phật tử. Thì bây giờ nè, quý Phật tử thấy nhan nhản trong cuộc sống hằng ngày của mình nè. Mình á, muốn ăn một con gà là mình trói chân nó lại, trói tối ngày luôn. Đó, đi mua gà, có ai mà để con gà nó được thong thả cái chân không? Trói quặp hai cái chân lại. Mua chim cũng vậy, chim nó chéo cánh lại. Rồi đó, nó gắn nguyên cây tre ngang cái cánh chim mà cột.
trồng cái cánh lên vậy nè cho đừng có bay đó. Tất cả những cái hành động đó chỉ vì sao? Vì cái sự sống của mình. Cho nên mình đã dây mượn sự đau đớn, dây mượn xương thịt, dây mượn nước mắt máu của chúng sanh vô tội. Cho nên bây giờ chúng ta phải trả từ từ, quý Phật tử à, phải không? Mình cố gắng mình trả với cái tâm an lạc đi, đừng có trả được phân nửa rồi dây lại nữa. Bị đau tim là vì sao vậy? Hồi xưa mình đã từng làm cho chúng sinh hồi hộp. Mỗi lần mình muốn giết một con gì đó, con ta sợ hãi vô cùng, thà là giết nó liền, phải không? Còn đằng này đó, bỏ nó vô trong cái chuồng, rồi đó là cái sự mà sự sợ hãi của nó hằng ngày, hằng ngày, hằng ngày, rồi đem từ con ra giết, đem từ con ra giết như vậy. Tức là chúng ta làm cho chúng sanh sợ hãi, hồi hộp, bất an, thì bây giờ cái nghiệp của mình là gì? Bị đau tim. Mình trả lại cái nghiệp bất an ngày xưa cho vô lượng chúng sinh, vậy mà bị đau tim không chịu niệm Phật để mà mình hóa giải. Câu A-di-đà là vô lượng công đức không chịu, mà đi kiếm con rùa mai vàng chưng với dây tơ hồng. Đã cái nghiệp của mình chưa trả xong, mình lại dây thêm cái nghiệp mới nữa. Nợ chưa trả, mượn thêm xài. Tất cả chúng ta đều như thế thì làm sao mình giảng sanh đây quý Phật tử? Giảng sanh cũng giống như mình đi nước ngoài vậy đó. Đi tới sân bay rồi nó hỏi mình còn thiếu nợ gì ở Việt Nam không? Còn là ở lại, vậy thôi. Chừng nào giải quyết xong nợ nần thì nó cho đi. Mà còn thiếu nợ ở Việt Nam làm sao nó dám cho đi? Còn thiếu nợ ngân hàng không cho đi được. Vãng sanh cũng thế. Nếu mà mình còn cái món nợ của cuộc đời, món nợ của vô lượng chúng sinh, thì quý Phật tử không bao giờ vãng sinh được hết. Ở lại đây để trả. Còn nếu không nữa, phải đầy đủ sức mạnh của nội tâm để mà chúng ta dồn nghiệp. Quý Phật tử biết dồn nghiệp không? Phải trả một cách kêu bằng là dồn lại hết. Ví dụ như bây giờ mình thiếu cái món nợ đó thì mỗi một kiếp mình trả một chút. Kiếp này trả giống như mà trả kêu bằng trả góp đó. Thì kiếp này trả nghít, kiếp sau trả nghít nữa, kiếp sau trả nghít nữa, thì mình sẽ sanh tử luân hồi vô lượng kiếp để trả cái món nợ đó. Còn muốn trả liền để đi đó thì dồn nghiệp trả liền tức khắc. Cho nên quý Phật tử thấy có nhiều vị hòa thượng đó, tại sao mà khi mà niệm Phật tu chân chính lắm mà đến lúc chết rồi đó, té một cái bể cái đầu, gãy luôn cái tai, máu ra rồi khô cái mặt luôn như thế này rồi mới chết. Nhiều khi chúng ta không hiểu, chúng ta nói rằng là ông hòa thượng đó ông tu mà ông chết cái kiểu này, vậy là ông này không có tu hành gì hết. Sai lầm rồi đó quý Phật tử. Những cái bực đó người ta đầy đủ nghị lực và sức mạnh để người ta trả một lần người ta về Phật. Thay vì người ta thiếu 100.000, mỗi một kiếp trả 1.000, thì 100.000 kiếp như vậy thì chúng ta mới trả hết. Còn đằng này, hòa thượng sẵn sàng trả luôn 100.000 cho một kiếp. Tức là dồn nghiệp đó quý Phật tử, phải không? Cho nên các vị đó đầy đủ cái nghị lực và bản lĩnh để mà trả. Còn nếu không đó thì quý Phật tử cứ luân hồi sanh tử để trả hoài như vậy đó. Phải không? Có nhiều người đó, tôi giết con gà, sau này tôi thành con gà nó thành tôi giết. Thì bây giờ đó, tôi ăn con gà, sau này tôi thành con gà nó ăn tôi sẽ trở lại thành người. Rồi con gà thành con gà thành người, tôi thành gà, rồi tôi thành người. Cứ như vậy hoài thì không còn lo gì hết. Phải không? Nhân quả mà. Mình là người ăn con gà, thì sau này con gà thành người, mình thành con gà. Rồi cái con người đó ăn con gà mình, thì mình sẽ trở thành con người và nó thành con gà. Như thế thì không có sao hết. Bất quá mất hết kiếp làm người thôi, rồi kiếp sau cũng trở thành người nữa. Chúng ta nghĩ như vậy cũng là sai luôn. Bây giờ mình mang thân người nó là thân con gà, bởi vì ngày xưa nó ăn thịt mình. Nhưng mà nhờ cái công đức lành nào đó mình tu, cho nên bây giờ mình được mang thân người, nó mang thân gà. Sau này mình ăn nó, mình mất thân người đó quý Phật tử, mình thành con gà, nhưng mà nó đâu có thành người lại được đâu. Mình thành con gà để mà mình trả, mà chưa chắc gì mình thành được con gà nữa. Mình thành con dế, nó mang thân gà yên nguyên luôn. Thì con gà đó sẽ mổ con dế để ăn. Thấy không? Rồi kiếp sau không có tu nữa, cái bắt đầu mình thành con trùng, nó thành con trùng, mình thành con kiến, cái con kiến ăn con trùng. Nó đi xuống từ từ như thế.
mất thân người rồi nó đi xuống đó quý Phật tử. Cho nên bây giờ quý Phật tử thấy tại sao đó con cọp, con báo, con beo nó săn những cái con vật, con nai, con hươu mình thấy tội nghiệp quá. Sao mà con cọp này nó ác quá, con sư tử này nó ác quá, cái mặt của con hươu, con nai nó hiền, con thỏ nó hiền quá, mà tại sao nó phải bị cái con này ăn như vậy? Ngày xưa cái con nai này nè, nó cũng đã từng ăn con cọp rồi. Nhưng mà khi nó chết đó, cái lòng sân của nó ghê gớm lắm, cục sân của nó to, mà để đi về thế giới sân hận là nó thành con cọp, con sư tử đó. Mình cũng vậy, cái lúc mình chết mà lòng sân của mình mà bao nhiêu đó thì mình biến thành những cái con vật mang cái tâm, mang cái sự sân hận như vậy. Phải không? Vua A Xà Thế, vua A Dục Dương đó, làm công đức lành không biết bao nhiêu nữa, xây 1000 cái tháp, cúng dường không biết bao nhiêu là buổi lễ trai tăng, xuất của kho ra để mà xây dựng chùa chiền. Nhưng mà đến lúc bệnh đó, thằng lính hầu đứng nó quạt, nó lỡ nó buồn ngủ làm gớt cây quạt xuống mặt thôi. Lòng sân lúc đó khởi lên mà chết đi, biến thành con rắn, 500 kiếp mới hết được. Cho nên cái lòng sân của mình lớn cỡ nào thì mình đi về cái thế giới đó liền đó quý Phật tử. Cái đó gọi là cận tử nghiệp, hiểu không? Cái dồn nghiệp là khác, là đầy đủ bản lĩnh nghị lực của người con Phật để mà chấp nhận trả hết tất cả những nghiệp của quá khứ, dồn về kiếp này một lần thôi, phải không? Còn cái cận tử nghiệp là cái lúc đó đó niệm Phật giữ luôn, mà lúc đó bắt đầu giận lên một cái là công đức lành của mình bị cái cận tử nghiệp này nó làm mờ đi hết, phải không? Rồi bắt đầu đi theo cái nghiệp cuối cùng là cái nghiệp gần chết. Cận tử nghiệp là cái nghiệp gần lúc chết đó. Thành ra rồi lúc chết mà mình sân lên là thành cọp nè, thành sư tử nè, thành rắn nè, thành bò cạp nè, thành tất cả những cái con vật mà nó mang tất cả những sự nguy hiểm. Ở đây quý Phật tử tu vậy đó mà thích thành bò cạp không? Thích không? Cố gắng đừng bao giờ thích. Tại vì con bò cạp có nghĩa là cái tâm của mình đó, mình giận người ta mà mình để trong bụng hoài luôn. Mình hận, mình thù người ta ở trong bụng hoài đó quý Phật tử. Rồi đến khi mà mình tắt thở, mình chết, tất cả những cái mình chất chứa trong lòng này nè, nó khởi lên trong cái lúc mà mình rút hơi thở sau cùng, mà mình không dám nói ra bằng miệng, mình không dám nói ra hành động bằng cái tay chân của mình, mà mình cứ để trong bụng của mình để trong sâu thẳm của mình, hận cái bà đó dữ lắm, hận cái ông đó dữ lắm. Cuối cùng rồi, thân trung ấm của mình, tức là linh hồn của mình, nó đi theo cái hận sâu thẳm đó, đi về thế giới của ông nè, của bò cạp nè. Đi về cái thế giới đó, nó mang tất cả những cái hận nó nằm ở ngoài sao đích của nó hết. Còn con rắn đó, tức là cái miệng của nó, thì cái nọc độc nó sẽ nằm trên đầu môi của nó. Cho nên người nào mà hận người ta cái lúc chết mà chửi bới tùm lum đó ha, là coi chừng đi về thế giới của loài rắn. Giận thì giải tỏa liền, đừng có bao giờ để trong bụng của mình, để trong bụng cũng chết luôn. Đi về thế giới của ông nè, của bò cạp nè. Còn nếu không đó, đi về thế giới của rắn, còn đi về thế giới của hùm, sói, sư tử, cá sấu. Tất cả những cái đó là những cái mà người con Phật cần phải tránh. Thấy không? Cho nên nó mình gieo cái nghiệp của chúng sinh, mình dây mượn nợ của chúng sinh thì trả đi quý Phật tử. Thân thể của chúng ta bệnh tật là do ngày xưa mình hành hạ, mình đánh đập chúng sinh. Mình hành hạ, mình đánh đập chúng sinh đó quý Phật tử à. Bây giờ mình bị bệnh nhiều thì mình trả được cái nợ đó. Ở Cần Thơ đó, có cái ông này giải phóng vô rồi. Ông bị bệnh tâm thần. Ông đi ngoài đường mà ông gặp mấy cái cây to ở ngoài đường, hoặc là mấy cái trụ đèn đó quý Phật tử. Ổng mà đi ngang đó là ổng cung tay đến gì nè. Ổng lợi ngay gốc cái cây đó, ổng giọng vô hoài luôn. Ổng vừa giọng vô mà ổng nói khai không, ổng giọng vậy nè. Cuối cùng rồi con trai cũng phải đi theo ổng. Mỗi lần mà ổng giọng vô như vậy thì nó nói khai, thì ổng ngưng lại. Ở mà ổng đi hoài mà đem về nhà không được quý Phật tử. Ổng bị suốt như vậy tới ngày chết luôn. Thì cuối cùng mới hỏi ra, hồi chế độ cũ đó thì ổng làm cảnh sát, ổng đánh người ta quá nhiều.
ông đánh người ta dữ lắm luôn, ông hỏi khai không vậy đó. Rồi bây giờ đó, cái nghiệp của nó phải trả, cho nên bây giờ ông phải đi ông vọng vô cây cột hoài như vậy. Tay chân gì đó nó gãy rồi, nó sưng tấy lên hết máu rồi, tùm lum hết. Mà cứ hãy khai không, chừng nào nói khai thì ông ngưng lại. Chừng 5-7 phút sau vậy đó, ông vọng tiếp, rồi con ông nó khai thì ông ngưng lại. Mà cứ như vậy hoài cho tới ngày ông chết luôn thôi. Chết rồi chưa chắc gì đã hết, mang cái thân sau tiếp tục phải trả những cái nghiệp ngày xưa nữa. Đó, quý Phật tử thấy rằng chúng ta là người con của Phật rồi, Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh mới sợ quả. Mình là con của Phật, mình đi theo dấu chân của Bồ Tát thì sợ cái nhân. Đừng bao giờ tạo nên một cái nhân nào hết. Chúng sanh sợ quả, làm cái nhân cho đã rồi cái bắt đầu sợ cái hậu quả, phải không? Đánh người ta đã rồi sợ người ta trả thù. Chúng sinh là như vậy, sợ cái quả không à. Còn người con của Phật là sợ nhân. Đừng gieo nhân ác, đừng suy nghĩ ác và đừng nói lời ác. Thì lúc bấy giờ mình mới đủ cái tư lương của mình đi về Phật. Còn ở đây đó, mình cứ làm tất cả những cái điều ác, mình nói làm sao cho nó hả cơn giận của mình thôi. Quý Phật tử, mình ăn chay rồi, cái tay của mình chưa đánh người ta được, tại vì mình ăn chay trường. Cái miệng của mình có thể rằng là mình không nói lời ác vì mình ăn chay trường, nhưng mà quý Phật tử ơi, suy nghĩ của mình vẫn còn ác đó. Cái suy nghĩ của mình vẫn còn ác. Khi mình ăn chay trường rồi, cái miệng của mình thì ăn toàn là tàu hũ, là rau, không còn ăn những vị mặn, máu và nước mắt của chúng sinh. Cái miệng của mình không có lời ác, phải không? Nhưng mà quý Phật tử nhớ coi chừng lời nói của mình đó, nó có vị mặn của nước mắt đó quý Phật tử. Mình nói một câu mà người ta khóc, tức là cái miệng của mình nói chưa có chay rồi. Ăn thì chay mà nói chưa có chay trường, phải không? Còn suy nghĩ của mình cũng vậy. Có thể mình nói một câu mà người ta không khóc, nhưng mà cái suy nghĩ của mình ác độc lắm đó quý Phật tử, phải không? Ở đây đó có một cô vậy nè, ngồi niệm Phật ở trên đạo tràng, nửa đêm nửa hôm ngồi tu cho thanh tịnh, trong hẻm như vậy nè, đang ngồi niệm Phật, không biết thằng nhỏ con nhà ai vậy đó, nó chạy xe ngang qua, nó hú ra một cái giật mình. Bà nín thinh thôi, bà niệm Phật tiếp. Chừng mới có 10 phút à, nó chạy qua nó hú thêm lần nữa, bà giật mình. Thì cái thằng đó khôn hồn thôi nghe, hú 2 lần thôi. Hú lần thứ 3 là thằng đó tiêu đó. Xui làm sao không biết nữa, lần thứ 3 chạy ngang, nó hú thêm một lần nữa, bà bỏ sâu chuỗi xuống liền, bà nói: mày chạy xe kiểu này, mày đâm đầu vô con lươn thế nào mày cũng chết hả? Ngồi niệm Phật rồi tự nhiên cái miệng ăn chay, lời nói của mình vững vàng lắm, 2 lần rồi đè nén xuống được, 2 lần rồi đã nhẫn được rồi đó, lần thứ 3 thốt lên một câu tiêu vô lượng công đức hết. Thấy không, cái miệng của mình có đôi khi đó mình ăn chay mà cái miệng của mình chưa ăn chay, lời nói của mình chưa ăn chay đó quý Phật tử. Ở đây nói cái miệng thôi, còn cái tâm của mình nữa. Cái tâm của mình nhiều khi đó mình không nói ra, mình giận người ta, giận no luôn đó, mà cái miệng của mình nói không có giận chị ơi, nhưng mà trong đầu vẫn giận. Như vậy là cái đầu của mình chưa có chay. Mình ăn chay, thân phải ăn chay, khẩu phải ăn chay, và ý của mình phải ăn chay luôn nữa. Thân khẩu ý phải trường chay, chứ ăn chay cái miệng không được, phải không? Ăn chay bằng cái miệng ăn trường trai dữ lắm, ngồi niệm Phật cái bắt đầu giật mình vỗ vô bắp dế một cái chát, dở ra con mũi nó nằm trong tay nè. Rồi làm sao cái tay của mình trường chay được với Phật tử? Mình ăn chay cái miệng mà cái tay của mình không có trường chay miếng nào hết. Ở đây có không? Đạo tràng của mình có không vậy? Mô Phật có. Con tỉnh thì con nhớ, mà con nhiều khi con giật mình, con quên, con vỗ một cái chát thôi là không còn hình thù con mũi nữa thầy ơi. Phải không? Đâu còn đâu, giật mình là vỗ mạnh lắm đó, con mũi nó tan xương nát thịt liền chứ không phải chơi đâu. Vậy thì cái tay của mình, hành động của mình nó thiếu đi chữ trường trai rồi. Thành ra tất cả những cái đó nó là sự bế tắc ở trong con đường về Phật của mình. Mà người con Phật cần phải cởi mở hết. Quý Phật tử nhớ một điều như thế này, tất cả những cái gì mà mình có hiện tại bây giờ, cái quả của mình đang nhận là do cái nhân quá khứ của mình nó đã từng gieo. Cho nên đó, bây giờ mình gặp tất cả những cái điều chướng duyên là ngày xưa mình gieo chướng duyên cho bạn đạo, bây giờ mình tu thì mình gặp chướng duyên hoài thôi.
Hễ mà gặp chướng duyên thì mình cứ nói A Di Đà Phật, bạch Đức Thế Tôn, bữa nay con trả rồi, được mớ nợ nữa rồi, bình yên và nở một nụ cười hoan hỷ, hiểu không? Mình đang tu vậy đó, cái bà đó bà lợi bà nói, trời ơi cái thằng này mà nó tu hành cái gì, nhìn cái mặt của nó giống như là con nhà lành, chứ thằng này nó vô trong chùa coi chừng nó đợi người ta vắng vắng rồi nó ginh chuông chùa nó bán đó. Mình nghe mình tự ái, chứ mình đi vô trong đây mình tu thiệt mà người ta súng nhau người ta nói mình như vậy. Thì quý Phật tử ơi, A Di Đà Phật, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con trả được một món nợ ngày xưa. Mình trả được rồi đó quý Phật tử, đừng có giận. Mình giận là mình mượn nữa đó, vừa trả xong là mượn liền, vừa trả xong cứ mượn hoài luôn. Thấy không, người ta chửi mình tức là mình đã trả món nợ ngày xưa, nhưng mà quý Phật tử ơi, mình chửi lại người ta là mình mượn nữa. Thành ra rồi cái món nợ này nó cứ liên tục hoài, nó làm cho mình luân hồi sanh tử hoài mà mình không bao giờ giải thoát được. Cho nên người con Phật, Đức Phật dạy đó, nhẫn nhục ba la mật để chi vậy? Để cho mình đừng mượn nữa, phải không? Trả được bao nhiêu thì mừng rồi, cứ mượn chi hoài vậy? Dây ngân hàng xong rồi, bây giờ có vốn rồi, làm ăn. Làm ăn là gì? Là niệm Phật. Làm ăn có nghĩa là gì? Là đi vô đạo tràng, là mình đã làm ăn rồi đó. Mình niệm Phật bao nhiêu tức là vốn liếng của mình có bấy nhiêu. Mình niệm Phật bao nhiêu là công đức của mình có. Mà công đức của mình có là mình mới có thể trả được cái món nợ ngày xưa. Mà khi trả rồi thì nên nhẫn ba la mật, trả xong rồi đừng mượn nữa quý Phật tử à. Mượn hoài chịu sao nổi, trả hoài sao? Bây giờ kiếp này đầu thai lên, mang cái thân người đẹp như thế này, kiếp sau chắc chắn rằng mình còn mang thân người như thế này nữa hay không? Phải không? Mà nó mất thân người rồi thì làm sao niệm Phật đây? Bây giờ thầy nói ví dụ như là bây giờ mình đi vô trong một cơ sở mình làm, mình đang làm vậy đó. Công việc của mình đang suôn sẻ, mình làm ăn lương tháng của mình đầy đủ, tự nhiên nghe lời người ta. Rồi bắt đầu mình dây nợ ngân hàng, mình phung phí tiền bạc tới nỗi mà cơ sở nó đuổi mình luôn. Thì quý Phật tử ơi, thất nghiệp mà còn thiếu nợ nữa, phải không? Cũng như vậy đó, mình tu trong đạo tràng này là mình đang làm việc đó quý Phật tử. Mình đang làm trong một cái cơ sở của Tây Phương Cực Lạc, mà người giám đốc cơ sở Tây Phương Cực Lạc là A Di Đà. Phải không? Và chúng ta là những người công nhân niệm Phật. Quý Phật tử cứ làm tốt thì lương tốt, làm nhiều thì lương nhiều, niệm Phật nhiều thì công đức nhiều. Nhưng mà nên nhớ, khi mình đã công đức nhiều, đừng dây mượn ở ngoài đời nữa. Ở ngoài đời là cái ngân hàng của cuộc đời, mình mượn người ta làm chi vậy? Phải không? Cái miệng của mình để mình niệm Phật, đó là công việc của mình. Còn mình lấy cái miệng của mình mà mình nói những lời lẽ ở ngoài đời, lời lẽ ác khẩu, lời lẽ mà làm người ta khóc, lời lẽ làm cho người ta mất lòng tin, mình nói những lời mà người ta bỏ đạo tràng, người ta không tu nữa, là quý Phật tử đang dây mượn. Mình dây mượn nhiều quá, cuối cùng rồi cái cơ sở mà niệm Phật của mình sẽ đuổi mình đi ra khỏi luôn. Phải không quý Phật tử? Mà đuổi mình đi ra khỏi là mất thân người. Không còn là công nhân trong cơ sở niệm Phật là mất thân người. Đã mất thân người rồi mà còn thiếu nợ cuộc đời nữa. Vậy thì mất thân người làm thành con gì đây? Con thằng lằn. Nó nằm ở trong chùa Giác Huệ, nó tiếc dữ lắm luôn. Nó nhớ đạo tràng, nó nhớ bạn đạo, nó nhớ sư cô nhiều lắm. Cho nên nó đầu thai làm con thằng lằn vì mất thân người. Cho nên nó không ở ai, không ở đâu hết đó. Nó bò vô chùa Giác Huệ, nó ngồi ở đây nè. Nó đeo lên trên vách để mà nó nhìn thấy bạn đạo của nó ngồi tu, mà bây giờ chàng ơi đánh mất thân người chỉ có một lần dụng dại, mà bây giờ mang thân con thằng lằn nằm trên vách vậy thôi. Quý Phật tử thích làm con thằng lằn trên vách không? Phải không? Vậy thì đừng có mượn nợ nữa. Phải không? Niệm Phật thôi, đừng có nói tất cả những lời gì gọi là của trần gian nữa hết. Miệng này là phải nói những lời của hoa sen, đừng nói tất cả những lời gì của trần gian tục lụy nữa. Tục lụy là gì? Tức là làm cho người ta khóc nhiều. Tục là liên tục, lụy là nước mắt rơi. Lụy là lệ đó. Lệ là nước mắt thôi. Mà nước mắt nó rơi xuống người ta gọi là lụy. Nước mắt nó vừa chảy đó người ta gọi là lụy. Tục lụy có nghĩa là nước mắt chảy liên tục. Tức là mình nói một câu mà làm người ta đau khổ hoài. Mình nói một câu mà làm cho người ta khóc nhiều đêm, nhiều tháng, nhiều năm. Vậy thì chúng ta, cái miệng của mình dây nợ. Mình mượn người ta nỗi đau khổ nè, mình mượn người ta sự bất an, mình mượn người ta tất cả những cái mà giọt nước mắt. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ trả từ từ đó.
Có nhiều khi đó quý Phật tử nói rằng là con niệm Phật nhiều lắm mà tại sao con cứ thiếu đủ điều hết. Hồi nhỏ con nghe má con nói con sinh ra con bị thiếu tháng. Rồi lớn lên đó cái con thiếu tình thương của gia đình, sống trong gia đình anh em không có thương con mà cha mẹ cũng chẳng có thương con. Rồi con đi ra ngoài đời con lại thiếu may mắn, con gặp toàn là những chuyện đau đau không à. Phải không? Và suốt cuộc đời của con chỉ biết thiếu nợ thôi. Từ đầu cho tới cuối là thiếu hết. Phải không? Vì sao vậy quý Phật tử? Mình mượn của cuộc đời cái chữ thiếu đó đó. Mình dây mượn cuộc đời cái chữ thiếu đó. Người nào ở kiếp này nè, trong buôn bán, trong làm ăn thôi. Quý Phật tử chỉ cần con cái là mình cân thiếu thôi. Mình cân thiếu, hoặc là mình thiếu nợ người ta mình giật nè, hoặc là cân thiếu nè, rồi mình đông thiếu nè, rồi mình đó là làm cái gì cũng thiếu hết. Quý Phật tử ơi, mình đang mượn cái chữ thiếu đó, thì kiếp sau mình sẽ trả cái chữ thiếu đó hoài luôn đó quý Phật tử. Mình trả cái chữ thiếu đó hoài. Phải không? Thí dụ như 1 kg mà mình còn có 800 gram thì thiếu tháng thôi. Làm sao đủ được? Phải không? Còn mình chỉ đường cho người ta mà mình chỉ không cụ thể. Mình làm cái gì cũng vậy hết. Người ta nói chị ơi làm bánh sao chị? Chỉ người ta cũng chỉ thiếu nữa. Thì kiếp sau mình thiếu tình thương trong gia đình. Mình thiếu may mắn trong cuộc sống. Phải không? Cho nên tất cả chúng ta là người con Phật. Cái chữ đủ là quan trọng nhất. Đừng dây mượn cái chữ thiếu nữa quý Phật tử à. Phải không? Là người con Phật rồi nhớ một điều, tại sao bây giờ mình thiếu? Bởi vì ngày xưa mình mượn cái chữ thiếu đó nhiều quá. Mình vay cái chữ thiếu đó nhiều quá, bây giờ mình phải chịu thiếu thôi. Bây giờ tại sao mình cơ bơ vơ, mình lạnh lùng, mình lạnh lẽo, mình cô quạnh, không có đứa con nào nó dòm ngó mình. Mình thiếu sự sưởi ấm của những đứa con. Vì sao vậy? Quý Phật tử đã dây mượn của hiện tại này hoặc của quá khứ về trước. Phải không? Tại sao bây giờ mình ngồi ở đây, con của mình sanh ra đông lắm. 5-7 đứa, gái có, trai có, cháu nội có, cháu ngoại có, mà bệnh trong bệnh viện đó, phải mướn người ta nuôi, đau khổ không? Sanh nó quá nhiều mà tại sao bây giờ bệnh mà phải mướn người nuôi nữa chứ? Đâu phải không con đâu, nhưng mà quý Phật tử ơi, mình phải xét lại. Vì sao vậy? Mình đã mượn cuộc đời cái chỗ này nè. Mình mượn, vay mượn cuộc đời cái chỗ là hiu quạnh đó quý Phật tử. Cho nên đó, khi mà mình sống mà con của mình nó không quan tâm tới mình, mình phải nhớ mình đã vay mượn cha mẹ của mình sự không quan tâm. Ngày xưa đó mình mượn cha mẹ của mình là mình không quan tâm tới cha mẹ mình, để cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình cô đơn. Thì bây giờ mình phải trả lại tất cả những sự cô đơn đó. Rồi con cái nó cũng chẳng thèm quan tâm tới mình luôn. Cho nên mình muốn trồng một cái cây xoài để ăn trái xoài. Mình muốn có một trái xoài thiệt là ngon mà mình đốn cây xoài, quý Phật tử à. Mình muốn con của mình nó gọi mình bằng một tiếng mẹ thân thương, mà mình chưa từng gọi mẹ mình một tiếng thân thương thì làm sao con của mình nó gọi được đây. Mình muốn con của mình nó nhớ mình muốn con của mình nó quan tâm mình, mà bản thân mình lại quên cha mẹ của mình. Muốn ăn trái xài mà đốn cây xài rồi. Muốn con của mình nó nhớ mình mà mình đi đốn đi tất cả những sự hiếu hạnh của mình đối với cha mẹ. Thì như vậy mình đã dây mượn quá nhiều. Phải không? Cho nên bây giờ mình phải trả thôi. Đừng có buồn nữa. Ở đây mà Phật tử lớn tuổi nào mà con cái nó không quan tâm đó thì nói A Di Đà Phật, bạch Đức Thế Tôn, con xin sám hối. Từ ngày xưa con đã từng không quan tâm tới cha mẹ của con. Kiếp này con không quan tâm, những kiếp trước con cũng đã từng quên lãng, con không quan tâm. Cho nên bây giờ con cái của con nó không quan tâm tới con. Đây là cái món nợ ngày xưa mà con đang trả, bạch Đức Thế Tôn. Con đã trả được một món nợ của ngày xưa. Vui vẻ đi, đừng có buồn nữa, phải không? Mình buồn có nghĩa là mình chưa có trả xong mình mượn nữa rồi. Mỗi lần mà mình buồn là quý Phật tử làm sao? Chửi nó chứ sao giờ, phải không? Con của mình nó không thăm mình, nó không quan tâm tới mình, nằm buồn một hồi là bắt đầu lôi từ đứa ra chửi liền, phải không? Còn không thôi đó, thằng Út nó lợi thăm là bắt đầu chửi từ cái thằng thứ 2 cho tới thằng thứ 9 luôn.
có một mình thằng Út lại thăm, cho nên chửi 8 thằng kia luôn, thằng 2, thằng 3, con 4, con 5, thằng 6, thằng 7, thằng 8, vậy đó, chửi sạch sẽ hết luôn. Vậy thì chưa trả xong cái nghiệp ngày xưa là mình đã dây cái món nợ bây giờ nữa rồi. Cho nên cái miệng của mình đừng có ác khẩu, miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen phải thơm lừng nghe quý Phật tử. Niệm Phật làm cho cái chữ A-di-đà của mình nó thơm, niệm Phật làm sao cho câu A-di-đà của mình nó sạch, niệm Phật làm sao cho câu A-di-đà của mình nó tròn trịa. Ở đây quý Phật tử niệm Phật mà có đôi khi mình làm cho cái câu niệm Phật của mình nó loang lổ, đang niệm Phật vậy đó, muốn cháy chừng nào cháy hả? Quý Phật tử ngồi niệm Phật như thế này nè, vô lượng chúng sinh ở cõi vô hình người ta đang ngồi niệm Phật chung với mình đó, phải không? Người ta nương cái câu niệm Phật với mình, người ta có những cái nhân duyên với mình. Ngày xưa người ta, quá khứ nào đó người ta cũng đang tu với mình đó. Nhưng mà bây giờ người ta chết, người ta mất cái thân này đi, người ta không còn có cái thân để ngồi niệm Phật nữa. Thì bây giờ người ta có cái thân vô hình, người ta mới nương gái với mình để cho mình, cho người ta câu A-di-đà vô lượng công đức. Mình đang ngồi mình niệm, tức là mình đang gót cái chữ A-di-đà giống như cái tâm này gót vào trong cái tâm kia vậy đó. Phải không? Để người ta nương câu A-di-đà mà người ta tu. Mình đang cho người ta Nam-mô A-di-đà Phật mát mẻ dịu hiền lắm. Nam-mô A-di-đà Phật mát mẻ dịu im lắm. Nam-mô A-di-đà Phật tự nhiên dẫn cái thằng nào hú ra. Dịch vật con nhà ai giờ này mà hú ra. Mày đâm đầu vô con lương thế nào mày chạy kiểu này cũng chết. Tức là trong câu A-di-đà chúng ta đang gót như thế này. Phật lửa lên trong đó. Chúng sinh ở cõi vô hình họ bất ngờ quá đi. Họ đâu có ngờ mình phật lửa trong lúc nào đâu. Thành ra khi mình gót câu A-di-đà vô trong tâm người ta, cõi vô hình tự nhiên lửa trong câu A-di-đà của mình tải vào trong tâm của chúng sinh vô hình, cháy người ta tan xác hết đó quý Phật tử. Mình có hình, cái ngọn lửa này nó làm cho mình phỏng thôi. Còn chúng sinh ở cõi vô hình mà lửa sân của mình mà nó nằm trong câu A-di-đà là chúng sinh nó cháy tan xác luôn đó quý Phật tử. Cho nên mình niệm Phật, có đôi khi đó, mình phạm cái giới sát ở cõi vô hình mà một chúng ta chẳng bao giờ chúng ta biết hết. Không, mình niệm Phật mà mình sân bất tử, chúng sinh ở cõi vô hình người ta nghiêng ngã. Mình niệm Phật mà lòng sân của mình như vậy đó, chúng sinh ở cõi vô hình người ta không thể nào sống nổi đâu. Mình tải lửa vào trong câu A-di-đà đó, phải không? Mình niệm Phật mà tự nhiên mình sân bất tử lên, làm sao cõi vô hình người ta trở tay cho kịp, biết không? Cho nên niệm Phật như thế, tức là chúng ta đã vô tình làm cho chúng sinh ở cõi vô hình nó chết nhiều lắm. Cũng giống như bây giờ quý Phật tử nè, mình là người con của Phật, lòng từ bi của mình phải có. Nhưng mà buổi tối mình ăn cơm, mình đi xuống nhà bếp, mình ngồi mình rửa chén. Cái giờ buổi tối là giờ của ngạ quỷ, sáng là giờ của chư thiên ăn, trưa là giờ của Phật ngồi thọ trai. Trưa, chiều là giờ của súc sinh, tối là giờ của ngạ quỷ. Cho nên buổi chiều tối ăn cơm xong mà xuống mình rửa chén là giờ của ngạ quỷ đó. Phải không? Thì vô lượng chúng sinh ở cõi ngạ quỷ, họ ngóc đầu lên để họ nghe cái tiếng mà rửa chén của mình, họ đói quá đi quý Phật tử à. Cái cổ như ống, cái ngón tay, cái bụng như là cái trống gì đó. Cho nên họ đói quá, họ nghe mình rửa chén, họ thèm quá đi. Họ ngóc. Ngóng đầu lên như thế là vô tình mình làm cho họ chết. Mỗi lần họ gướng cổ là đứt cổ, gướng cổ là đứt cổ chết à. Mà mình rửa chén tức là vô tình mình kêu người ta đến để cho người ta ăn. Cái nghiệp của ngạ quỷ là nghiệp tham lam bỏng sẻn, cho nên chỉ ăn được những hạt cơm đổ mà thôi. Cho nên buổi tối đó Đức Phật dạy chúng ta không nên rửa chén, tức là không nên khua chén bát. Ngạ quỷ nó ngước nó ngước đầu lên là nó đứt cổ nó chết hà, phải không? Cho nên đó mình vô tình mình ngồi mình rửa chén là mình lại giết chúng sinh ở cõi ngạ quỷ nữa rồi, thấy không? Cho nên đó người con Phật chúng ta làm tất cả mọi việc mà mình không hiểu đó thì chúng ta sẽ mất đi công đức của mình. Mình phải làm sao cho tâm của mình nó cặn kẽ, nó cởi mở, nó thông thoáng. Chứ còn nếu không đó, mình không hiểu tất cả những cái mà công đức lành của câu A-di-đà thì mình làm cho câu A-di-đà của mình đó nó bế tắc chính bản thân mình luôn, cứ bế tắc hoài luôn. Cho nên mình niệm Phật mà mình không chịu trả tiền, niệm Phật mà không chịu trả nợ thì làm sao niệm Phật được đây, phải không? A-di-đà vô lượng công đức là để cho mình tâm được bình yên, để mà mình trả những cái món nợ ngày xưa của cuộc đời.
A-di-đà vô lượng thọ, để cho tâm của mình kiên định, không chao đảo, không nghiêng ngã, để tâm của mình mãi mãi kiên định ở một chỗ, không sợ hãi, không lui sụp, không buồn chán, không bao giờ mà bỏ đạo tràng. Mình tu mà mình còn bỏ đạo tràng vui mình mới tu, đạo tràng buồn mình không thèm tu nữa, tức là không có A-di-đà vô lượng thọ rồi. Chữ thọ ở đây là cái tâm kiên định của mình mãi mãi không lui sụp. Phải không? Đạo tràng ở chùa Giác Huệ này có khi nào bỏ đạo tràng không tu không? Có không? Có phải không? Trời mưa lớn quá cho nên không có thể đi đến chùa được. Nội con cái đó không là mình không có A-di-đà vô lượng thọ rồi. Phải không? Bữa nay con của tôi ở nước ngoài về cho nên phải ra sân bay đón nó, cho nên không có đi đến đạo tràng chùa Giác Huệ được. Phải không? Vậy thì là không có A-di-đà vô lượng thọ rồi. Phải không? Hoặc là khi mà mình ngủ thức dậy, sáng hôm nay là cái ngày tu ở trong chùa Giác Huệ. Nhưng mà vừa mới mở mền ra thì mình cảm thấy mình bị nhức đầu, mình chóng mặt quá. Thôi bữa nay bệnh trong người quá, thôi không đi. Chuyến sau hả, đi chuyến này bệnh quá. Là mình không có A-di-đà vô lượng thọ đó quý Phật tử. Phải không? Mình tu mà mình còn giận người ta, tức là không có A-di-đà vô lượng công đức. Mình tu mà mình không có kiên định, tâm của mình chao đảo, tâm của mình nghiêng ngã, tâm của mình chưa có bao giờ vững mạnh đó, là không có A-di-đà vô lượng thọ. Còn mình tu mà mình không hiểu gì cả, mình tu mình không biết lý do gì đốt giấy tiền vàng bạc, mình niệm Phật mà tại sao mà mình niệm Phật không có công đức, tức là trong tâm của mình thiếu A-di-đà vô lượng quang. Không có ánh sáng thì làm sao đi đấy, phải không? Cho nên đó quý Phật tử phải nhớ như thế này. Khi ông bà người thân của mình chết rồi, quý Phật tử phải làm sao niệm danh hiệu của Phật A-di-đà. Mình niệm Nam Mô A-di-đà Phật buổi tối đó. Buổi tối mình niệm đó, tức là A-di-đà vô lượng công đức. Buổi tối mình niệm là mình hồi hướng vô lượng công đức cho hương linh của mình. Còn mình niệm buổi trưa là A-di-đà vô lượng thọ, giúp cho hương linh của mình không bị gió nghiệp thổi đi. Chứ cái thân trung ấm, cái linh hồn của mình nó phất phơ vậy nè, gió nghiệp cứ thổi bạc đi hoài. Cho nên buổi trưa mình niệm để cho cái hương linh nhận được A-di-đà vô lượng thọ, tâm của họ không có chao đảo. Còn niệm Phật buổi sáng là A-di-đà vô lượng quang. Mình niệm Phật buổi sáng tức là mình mang ánh sáng đến cho hương linh. Hương linh ở cõi vô hình không bị mù mờ, không bị tối tăm, mà nhờ ánh sáng đó mà thấy con đường về Phật. Cái con đường về Phật nó chỉ có một con đường thôi. Phải không? Cái con đường đó là một cái con đường mà có dấu chân của Phật. Còn ngoài ra nó là một cái bùng binh mà có muôn ngàn lối rẽ trong đó. Mình muốn rẽ lối nào cũng được hết đó. Phải không? Cho nên nếu không có vô lượng quang đó thì quý Phật tử ơi, người thân của mình sẽ lạc vào trong những cái lối rẽ của bùng binh ở trong thế giới vô hình đó. Phải không? Cho nên niệm Phật buổi sáng tức là cúng dường A-di-đà vô lượng quang cho người thân của mình có được cái sáng suốt mà đi, có được cái ánh sáng ở cõi vô hình. Niệm Phật buổi trưa là A-di-đà vô lượng thọ, giúp cho hương linh của mình bình yên, không lay động, không có bị gió nghiệp nó thổi đi. Còn niệm Phật buổi tối tức là cúng dường A-di-đà vô lượng công đức để cho hương linh của mình có đủ đầy đủ phước báo, đầy đủ tất cả những cái mà cái tâm kiên định. Không có A-di-đà vô lượng công đức đó, lòng kiên định không có và không có tiếp nhận được ánh sáng của A-di-đà. Cho nên mình là người con của Phật, quý Phật tử phải hiểu mình niệm Phật như thế nào để cho hương linh của mình được đầy đủ phước báo. Không phải đương không mà tất cả các vị tổ sư bảo rằng là quý Phật tử ơi, chúng ta phải niệm Phật để hồi hướng cho hương linh. Ở đây mình hiểu một cách mơ hồ, mình hiểu là niệm Phật để hồi hướng hương linh mà mình không biết hiểu như thế nào, hồi hướng như thế nào, hương linh nhận như thế nào, là mình tu như thế, tức là mình không biết cái con đường đi về Phật rồi. Phải không? Còn mù mờ lắm, trong tâm của mình chưa có thông suốt được. Sở dĩ niệm A-di-đà cho hương linh là mình cúng dường công đức đó để cho hương linh của mình có nhà ở, có áo ấm, có cơm được no bụng. Xong rồi đó mình niệm A-di-đà để cho hương linh được bình tĩnh, hương linh được an lạc, hương linh không chao đảo. Tiếp tục nữa mình cúng dường A-di-đà vô lượng quang để cho hương linh có cây đèn, để cây đèn đó soi đường cho hương linh đi theo dấu chân Phật. Nếu không đó,
không có A-di-đà, vô lượng quang là hương linh lạc qua tất cả những lối rẽ của cõi vô hình. Lối rẽ của cõi vô hình là gì? Là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sinh đâu quý Phật tử. Cõi ngạ quỷ có 5-6 cõi lận, phải không? 5-6 cõi ngạ quỷ lận đó. Cõi ngạ quỷ thứ nhất là nằm ở trong hầm xí, tức là nhà cầu. Cõi ngạ quỷ thứ hai là ngồi ngay ngạch cửa để đội giày dép của người ta. Cõi ngạ quỷ thứ ba là ăn cơm đồ cúng ở ngoài đường. Ví dụ như mà mình cúng ở ngoài góc đường, góc phố, góc hè của mình đó, là cái cõi ngạ quỷ thứ ba. Cõi ngạ quỷ thứ tư là lụm cơm đổ. Cõi ngạ quỷ thứ năm là chỉ liếm máu mủ trong cục bú của mình mà ăn thôi. Cho nên chỉ có cõi ngạ quỷ thôi nó có 5 con đường đi đó quý Phật tử. Cho nên đó mình thấy rằng là cuộc sống của mình cũng giống như cuộc sống ở cõi vô hình. Nếu mà chúng ta không có con đường để mà mình đi, không có địa chỉ để mà mình nắm trong tay, không có cái dấu chân của Phật, không có người hướng dẫn mình đó, quý Phật tử sẽ đi lạc thôi. Thế giới vô hình cũng vậy. Không có cái dấu chân của Phật, không có câu A-di-đà của mình gửi qua, không có tất cả công đức lành của mình gửi qua, thì hương linh sẽ lạc lối đó quý Phật tử à. Cái điều mà đáng sợ nhất là từ cái thế giới sống và cái thế giới chết. Cái điều đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta sợ hãi. Mình đang sống ở cõi này, tự nhiên chết qua cái cõi kia, mình sợ dữ lắm luôn. Hai cái thế giới nó hoàn toàn khác nhau. Mình sợ hãi và cái tâm ban đầu đó là cái tâm quyết định cho mình đó. Cho nên có nhiều người chết, tại sao tay chân người ta cứ quinh lên, người ta hả miệng ra, người ta trợn con mắt, người ta sợ lắm quý Phật tử à. Đối đầu với cái thế giới bên kia của cửa tử, thế giới vô hình nó khác thế giới mình. Người ta sợ lắm, người ta run mình mẩy lắm, người ta muốn thét thật to, nhưng mà tại vì sao vậy? Chết rồi, hét đâu có được, hả miệng ra là nó chết rồi. Mắt vừa trợn lên là đã chết rồi, tay chân quinh lên đã chết rồi, sợ lắm. Cho nên mình phải hiểu, trong lòng của mình phải làm sao tập trung, mình niệm Phật, để rồi bước qua cái thế giới vô hình, mình bình yên trong câu niệm Phật. Qua thế giới đó cứ A-di-đà, A-di-đà đi, còn xung quanh nó có nổ, nó có lửa cháy, nó có gió thổi, nó có mà kêu bằng là mưa lửa xuống, hay là tiếng những con thú dữ nó ở ngoài sau, nó gầm gừ đó. Quý Phật tử cứ đi niệm trong câu A-di-đà là được. Nếu còn sợ hãi là thất bại đó. Cho nên đó, mình đi trợ niệm là như vậy đó. Có đôi khi người thân của mình đang nằm như vậy đó, đối đầu với cái cảnh giới phía bên kia. Cho nên mình ở bên đây mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để nhắc cho cái hương linh, cho cái thân trung ấm của mình nhớ câu A Di Đà, để người ta đừng có sợ, phải không? Chứ nếu không là sợ dữ lắm đó. Cho nên mình là người con Phật nè quý Phật tử đó, nếu mình ráng mình không đến mình tu mà không có tới cái chỗ là mình biết trước được ngày giờ đó, quý Phật tử mình chưa chắc ăn đâu. Con đường về Phật của mình cũng chưa chắc chắn lắm đâu, phải không? Trong đạo tràng của chúng ta nè, chừng nào mà quý Phật tử thấy rằng là khi mà mình niệm Phật rồi, cái tâm của mình bình yên, tâm của mình không còn hơn thua nữa, là quý Phật tử đã bớt được 30% của cõi vô, của cái nỗi đau khổ của cõi vô hình rồi đó. Không còn hơn thua nữa, phải không? Mình niệm Phật tâm của mình không hơn thua với ai hết, ai nói sao thôi kệ đi, không có quan tâm nữa. Là mình bớt được 30% nỗi khổ. Mình niệm Phật mà tâm của mình không còn nóng lên nữa, là mình bớt được 50% của nỗi khổ. Còn mình niệm Phật mà mình còn thấy, còn thương bản thân mình, mà còn nghĩ tới gia đình mình, tức là mình còn chất chứa nỗi khổ. Cái mà đáng sợ nhất là khi mình trút hơi thở sau cùng đó, người nào mà mang bệnh đó quý Phật tử, mình còn khỏe như thế này nè, mình đau bụng, đau 10 thôi, mà mình có thể gượng được, chịu đựng được, cho nên cái đau 10 còn có 1 thôi. Còn ở cõi vô hình, hoặc là cái lúc mà chúng ta sắp mất đó, mình đau bụng đó, đau 10, đau 1 mà nó như là đau 10 vậy đó. Cho nên khi mà cái lúc mình sắp lâm chung rồi đó, cơ thể mình đau đớn đó, cái tâm của mình chịu không nổi đâu quý Phật tử. Không nhớ được câu A-di-đà mà nhớ nổi, nhớ cái đau không à. Phải không? Rồi nhớ cái đau rồi bắt đầu trách móc, rồi kêu trời, kêu bọng tùm lum hết, tức là cái khẩu của mình không còn niệm Phật được nữa. Và khi mình đau như vậy rồi, cái bắt đầu mình nhìn thấy vợ, thấy chồng, thấy con của mình, quý Phật tử, cái nỗi đau này biến thành cái nỗi tham ái, luyến ái của mình. Mình bệnh như vậy rồi mình sẽ chết, sợ chết bắt đầu.
cái niệm đau nè, rồi cái niệm sợ chết nè, rồi bắt đầu tới cái niệm luyến ái. Mình chết như thế này con mình ai nuôi, chết như thế này chồng của mình, vợ của mình ở đây nè, họ có chung thủy chung tình với mình nữa hay không. Đó là tất cả những cái niệm mà nó dẫn chúng ta đi về cái thế giới khổ đau đó quý Phật tử. Cho nên mình niệm Phật mà không khéo thì lúc mình chết mình sẽ bị bế tắc trong cái con đường đi về Phật của mình, phải không? Cho nên nó đạo tràng chùa Giác Huệ thầy đã từng nhắc rồi, hai cái chữ giác huệ của chúng ta đó luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ trong đầu. Giác là gì? Là vô lượng giác, là phải biết hiểu rõ. Huệ là vô lượng quang, mình phải làm sao sáng suốt trong cuộc sống của mình, hiểu rõ và sáng suốt, đó chính là hành trang của mình đi về Phật. Là đệ tử là đạo tràng chùa Giác Huệ rồi, quý Phật tử phải nhớ Nam Mô A Di Đà vô lượng giác, tức là chữ giác là hiểu biết một cách thông suốt, hiểu biết và trong tâm của mình không còn gút mắt, không còn bế tắc nữa. Đó là chính là chữ giác của A Di Đà vô lượng giác đó. Còn chữ huệ là A Di Đà vô lượng quang, mọi việc hiểu biết của mình, mọi hành động của mình, lời nói của mình phải có thanh tra của trí tuệ. Hành động của mình phải có sự thanh tra của trí tuệ, suy nghĩ của mình cũng phải có sự thanh tra của trí tuệ. Tức là trước khi nói, suy nghĩ coi, lời nói này có hại gì cho mình hay không, có hại gì cho bạn đạo của mình hay không. Hành động này có làm lợi ích cho mình hay không, có làm lợi ích cho mọi người hay không, đều phải có sự thanh tra của trí tuệ, phải không? Cho nên đó, thầy cầu nguyện cho đạo tràng chùa Giác Huệ luôn luôn lúc nào cũng sống trong hào quang oai hùng của Đức Phật A Di Đà vô lượng giác, Vi Di Đà vô lượng quang. Cầu nguyện cho đạo tràng chùa Giác Huệ của chúng ta mãi mãi tinh tấn trên con đường đạo, tâm hồn phải cởi mở, trái tim phải mở cửa thật rộng lớn để đón nhận tất cả những tấm tình của chư Phật, để rồi chúng ta luôn tắm mình trong ánh sáng của Phật A Di Đà. Một lần nữa thì cầu nguyện cho đạo tràng chùa Giác Huệ sau này và sau nữa và cuối cuộc đời của mình mãi mãi được hào quang của Phật A Di Đà che chở. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đôi khi con người của mình cứ nghĩ rằng là mình đem cái thân của mình rồi mình cứ tưởng tượng như là cái thân vô hình bên kia người ta cũng giống như mình, phải không? Mình cứ nghĩ rằng là hồi xưa ông nhà tôi ổng ăn mặn không ha, cho nên bây giờ cúng mặn thôi chứ tôi không có cúng chay. Tức là mình đem cái hữu hình mình ví dụ cho cái vô hình là sai rồi. Cái hữu hình có nghĩa là mình còn thân thể, mình còn bao tử, còn ruột, còn gan, còn tim, cho nên mình còn ăn. Rồi trong cuộc sống đời thường của mình, cái tư tưởng của mình chạy theo tất cả những cái món ăn, mình thích ăn thịt con này, mình thích ăn thịt con kia. Nhưng mà khi đã chết rồi, cái thân trung ấm của mình nó không có bao tử, nó không có xương sóc, nó không có hình hài gì cả, thì ra nó đâu có đòi ăn cái gì đâu quý Phật tử, phải không? Cho nên mình cứ nghĩ cái của mình, rồi mình tưởng tượng qua cái bên kia của cõi vô hình. Ông nhà tôi ăn mặn không, cho nên bây giờ tôi phải cúng mặn. Má tôi ngày xưa đó bả thèm bún riêu cua, bây giờ mỗi lần đám là cúng bún riêu cua cho bả. Sai rồi. Cho nên đó chính là những cái mà mình, cái nhỏ thật sự nhưng mà mình không hiểu, mình không giải tỏa được, thì quý Phật tử chúng ta lầm lẫn lắm. Rồi mình cứ cúng tất cả những cái gì mà người thân mình thích là sai rồi. Cái thân trung ấm bên kia họ không cần ăn. Họ không cần ăn đâu quý Phật tử. Mà khi mình cúng đồ mặn lên trên đó, mình đọc cái tên, cái tâm tâm tương cảm, cái tâm của mình suy nghĩ đến cái người thân bên kia vô hình người ta mất đó, mình cúng cái gì thì người ta ngửi cái mùi đó, gọi là thức thực. Mình ở đây gọi là đoạn thực, tức là ăn từ đoạn, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, gọi là đoạn thực, ăn từng giai đoạn. Còn ở cái thế giới vô hình gọi là thức thực, có nghĩa là người ta ăn bằng cái ý thức người ta thôi. Cho nên khi mà mình nói mình cúng gà cho cha mẹ tôi, thì cái hương linh, cái thân trung ấm đó ngửi cái mùi gà. Tức là ngửi cái mùi tanh của máu, ngửi cái mùi tanh của thịt, thì thân trung ấm của mình, cái đầu nó trút xuống như thế này, nó nặng nề lắm. Nó tưởng ra cái mùi đó bằng thức thực. Cho nên khi thân trung ấm mà tưởng ra cái món ăn mặn đó quý Phật tử, có mùi máu nè, có mùi xương thịt của chúng sinh nè, là cái thân trung ấm của mình nó nặng nề, nó cắm đầu xuống như vậy. Nó đi lên không được mà cắm đầu xuống, phải không? Mà ăn đâu có được bằng cái thức thực thôi. Còn mình nói rằng là
cúng dường cho hương linh cha mẹ tôi là hoa trái, thì thân trung ấm mình nó nhẹ nhàng, cái đầu đi lên như thế này. Cho nên ở bên kia thế giới vô hình người ta chỉ dùng thức thực chứ không phải dùng đoạn thực như mình đó. Thành ra quý Phật tử thấy rằng nếu mình không hiểu được sự tương quan hay là cái vấn đề mà nó cái nghiệp báo của hai cái thế giới vô hình và hữu hình, mình sẽ làm sai lầm hết, làm tội cho hương linh. Thầy nói ví dụ như bây giờ cha mẹ của mình đã mất đi rồi đi, ngày mà còn sống cha mẹ mình đã làm tất cả những cái điều mà dường như là tội lỗi để mà nuôi lớn mình, tính sao có lợi thì làm, phải không? Trong kinh Du Lan, thành ra rồi đã làm hết những cái chuyện tội để nuôi cho mình khôn lớn, tới chừng chết rồi mình tiếp tục mình chồng cho cha mẹ mình tất cả vô số tội nữa. Tôi mần 3-4 con gà này để làm đám cho má tôi giết một con heo, tôi mần một con heo làm đám cho ba tôi. Cho nên đó, khi chết rồi mình lại tiếp tục mình chồng vào đó những cái tội mà hương linh ăn không được. Mà hương linh chỉ hưởng cái lời nói của mình thôi, bằng thức thực của mình. Thì mần con gà này để làm gì? Trong ý thức của mình, cúng cho cha mẹ tôi. Ông bà ăn đâu có được, mà cuối cùng rồi phải mang cái tội là do ý thức của mình gửi về bên đó. Thấy không? Cho nên khi còn sống, nuôi mình, tạo tội, đến chết rồi, mình lại ăn được những cái món đó. Mình ăn gà, mình ăn heo, mình nhậu nhẹt, mình say sưa, sướng cái miệng của mình, mà mình trồng cái tội thêm cho hương linh. Thành ra rồi đó, sống mình cũng nuôi mình mà cha mẹ tạo tội, chết mình cũng tạo tội tiếp cho cha mẹ mình nữa. Cho nên ở bên kia thế giới vô hình, họ không cần ăn, họ chỉ cần cái công đức thôi. Tại sao mà quý Phật tử thấy rằng đó, thế giới vô hình bên đó người ta chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật. Sau này đó, những đứa con họ không có tập trung cái đầu của họ được. Người ta nói rằng là đó, bổn phận làm con, cha mẹ còn sống không thể báo hiếu được. Nuôi con tới lớn như thế mà lúc mà nó đầy đủ sức khỏe để nó nuôi lại mình đó, thì bắt đầu nó nuôi con nó rồi. Thì làm sao nó trả hiếu cho cha mẹ được đây? Phải không? Hồi nó còn nhỏ, nó chưa làm ra tiền, thì mình nuôi nó. Tới chừng nó lớn mà nó làm ra tiền, cái bắt đầu nó nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con nó rồi. Thành ra rồi không có báo hiếu lúc cha mẹ còn sống. Cho nên, cái cơ hội lần hai là cơ hội cha mẹ mình qua đời 49 ngày để cho mình hoàn tất cái chữ hiếu. Thì trong 49 ngày đó đòi hỏi, người con muốn trả hiếu cho cha mẹ mình đó là niệm Phật 49 ngày, ăn chay 49 ngày để hoàn tất chữ hiếu, xóa đi bớt một phần nào cái tội mà cha mẹ mình nuôi mình đó. Phải không? Vì con nè, cho nên cha mẹ mình làm những cái điều tội. Vì con mà cha mẹ mình đi cắm câu nè, vì con mà cha mẹ mình đi giăng lưới nè, vì con mà cha mẹ mình phải giết con này, giết con kia để cho con mình ăn. Làm con mình ăn không à, mà cha mẹ mình chịu. Cho nên bây giờ khi cha mẹ mình qua đời rồi, 49 ngày này mình góp một phần công đức để giảm nhẹ cái tội của cha mẹ khi còn sống. Đó là báo hiếu đó. Vậy mà có những người con kêu 49 ngày ăn chay đi, cái nó tôi ăn không nổi. Kêu ngồi niệm Phật 49 ngày đi, thôi tôi không có làm được cái chuyện đó đâu. Thành ra rồi quý Phật tử thấy rằng cái cơ hội để cho chúng ta hoàn tất cái chữ hiếu mình làm không xong. Cho nên nó đâu có ai ngồi suốt 49 ngày để niệm Phật, để mà cầu nguyện cho cha mẹ mình đâu. Mà thầy ví dụ cho quý Phật tử hiểu nè. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật nó cũng giống như vàng vậy đó quý Phật tử. Mình có vàng, mình xài ở Việt Nam được, mình xài ở nước ngoài được, mình xài ở bên kia được. Nước nào mình xài cái vàng cũng được cả. Cần thiết là mình đem vàng ra mình đổ tiền của nước đó mình xài. Phải không? Thì câu A-di-đà nó cũng giống như vàng vậy đó. Xài ở cõi này được, xài ở cõi địa ngục được, xài ở cõi Tây Phương được, xài ở cõi trời được. Cho nên mới gọi là vô lượng công đức. Hiểu không? Cho nên mình không gửi tiền của cõi này xuống cho cõi kia được. Hai cái cõi đó xài tiền khác nhau, làm sao mình gửi được? Phải không? Rồi cứ tưởng tượng ra cái tiền giảng sanh, rồi cái giấy tiền vàng bạc, rồi đốt. Súng nhau mà đốt, bụi bay mịt trời hết. Đâu có hưởng được đâu. Phải không? Cho nên chúng ta chỉ gửi được cái A-di-đà vô lượng công đức cũng giống như mình gửi vàng vậy thôi. Rồi tùy thuận theo cái hương linh ở phía vô hình đó, cái vàng đó nó sẽ đổi ra bằng công đức nơi đó.
Thành ra rồi các vị mới nói rằng là quý Phật tử nên niệm A Di Đà gửi về cho hương linh là như vậy. Rồi sau này đó, các vị tổ của mình á, thấy những đứa con của mình nó không có thể nào tập trung để niệm Phật được, cho nên các vị tổ mới dùng phương tiện là in ra cái tiền vãng sanh. Trong cái tờ tiền vãng sanh đó nó có đệ chữ là Nam Mô A Di Đà Phật vào một cái bài chú vãng sanh luôn, và khuyên mình mỗi lần đốt là niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho mình nhớ thôi. Nhưng mà quý Phật tử ơi, đợi đến cái lúc mà mình đốt, mình niệm có 3-4 câu A-di-đà đó thì làm sao đủ cho hương linh ở bên kia để mà xài được quý Phật tử. Giống như bây giờ đó, cha mẹ mình đi học đi, cha mẹ gửi tiền về cho mình ăn học mà gửi không đủ thì làm sao mình học nổi đây. Phải không? Như vậy đó, cũng giống cha mẹ qua bên kia rồi, mình gửi cái A-di-đà vô lượng công đức cho cha mẹ mình, phải gửi cho nhiều. Trong vòng 49 ngày cha mẹ mình chưa có đi đâu hết, cho nên chúng ta gửi cho cha mẹ mình để cho cha mẹ mình đầy đủ công đức, để rồi tùy theo cái công đức mà cha mẹ mình đi vào cái chỗ mà nó sung sướng hay là cái chỗ mà nó đọa lạc. Ở bên cái thế giới vô hình suốt 49 ngày như vậy hoài luôn mà chờ đợi con cái của mình. Nếu mà quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật suốt 49 ngày, ăn chay suốt 49 ngày, hồi hướng công đức cho hương linh cha tôi, mẹ tôi, vợ tôi, chồng tôi, hồi hướng công đức này cho ông bà tôi, cho người thân của tôi, thì 49 ngày đó cha mẹ ông bà hương linh đều nhận hết công đức đó. Nếu quý Phật tử niệm cái câu A Di Đà thiệt là nhiều thì hương linh thế giới vô hình ở cái nhà thiệt là cao. Nếu mà mình niệm A-di-đà thật là nhiều thì hương linh được ấm. Niệm A-di-đà thật là nhiều thì hương linh được no. Còn niệm ít thì nhà nhỏ. Còn không niệm nữa thì lang thang rách rưới rồi đối khác lạnh lùng. Không có một cái vốn liếng công đức nào hết. Ở bên kia thế giới vô hình, quý Phật tử thấy rằng có nhiều ông cụ đó, cõng bà cụ đi, áo quần rách rưới lang thang như vậy đó mà không có một công đức lành nào để mà hưởng hết. Cái thế giới hữu hình của mình, cái người này có cơm mà dư được một chén cho cái người này đói ăn được. Còn cái thế giới vô hình không được. Có những ông cụ ngồi ăn cơm, ông cụ bà cụ này đói mà cho hưởng không được quý Phật tử. Cái chén cơm nằm trong tay người này thì là cơm, mà đưa qua cho cái vợ chồng ông cụ này thì nó không phải là cơm nữa. Cho nên ở thế giới vô hình nó khó như vậy đó. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải cho cha mẹ ông bà mình công đức. Nếu không thì cha mẹ mình lang thang rách rưới lắm quý Phật tử ơi. Cõng nhau mà đi thôi. Áo quần rách rưới, đói khát, rồi không có nhà cửa che thân, che mưa, che nắng gì ở bên thế giới đó. Thế giới của mình mưa ra mưa, nắng ra nắng. Còn thế giới vô hình, mưa và lửa nó cùng một lúc như vậy. Đáng lẽ ra khi mà có lửa mưa xuống thì tắt lửa. Còn đằng này không, mưa lửa nó cùng một lúc luôn. Vừa rớt nước xuống mà vừa rớt lửa xuống luôn. Mà không có nhà cửa thì chịu thôi. Phải không? Cho nên quý Phật tử nhớ, cái niệm A-di-đà không phải rằng là nói rằng là tôi niệm A-di-đà để hồi hướng công đức cho cha mẹ của tôi, mà mình hiểu một cách mơ hồ. Người con Phật phải hiểu một cách cụ thể. Vì sao câu A-di-đà nó giúp cho hương linh được như vậy? Bởi vì câu A-di-đà là vô lượng công đức. Mình niệm nhiều chừng nào thì công đức bên kia nó nhiều chừng nấy. Quý Phật tử muốn cho cha mẹ mình qua bên kia đó được bình yên, được khỏe và được an lạc thì mình ở bên đây nên niệm A-di-đà cho thật nhiều. Câu A-di-đà nó chính là cái công đức lành cho thế giới vô hình đó. Còn đốt cái tiền vãng sanh chẳng qua là cái phương tiện, vì con cái nó không có bao giờ mà nó niệm suốt 49 ngày được đâu. Cho nên buộc lòng phải in ra cái giấy vãng sanh để rồi mình ngồi mình đốt, mình niệm từ chữ như vậy đó. Chứ thật sự ra cái vãng sanh này đó nó không phải là xấu, vì chúng ta xấu nè. Chúng ta không tập trung cái tinh thần của mình cho cha mẹ ông bà mình đi. Cho nên rồi các vị phải chế ra cái tờ giấy tiền vàng bạc vãng sanh đó để cho mình nhớ. Mỗi lần mình cầm cái tờ đó mình đốt là mình niệm A-di-đà. Đúng lý ra nó không cần cầm, mà lúc nào cũng niệm A-di-đà để gửi hết đó quý Phật tử.
Còn đằng này đợi có cái hình ảnh đó, có giấy tiền vàng bạc, cái tiền giảng sanh đó mình mới niệm thôi. Cho nên quý Phật tử đốt cái đó không có lợi ích gì hết, phải không? Nhưng mà tại mình mà các vị tổ sư tiền bối mới chế ra cái giấy tiền giảng sanh để cho mình niệm Phật. Còn nếu mình là người con Phật mà mình tập trung được, mình niệm Phật A-di-đà được rồi thì đâu có cần đốt giấy tiền làm cái gì đâu. Đâu có cần mà chiếc xe tang chạy ở ngoài đường rồi rải giấy tiền vàng bạc tùm lum tùm la đâu. Phải không? Cho nên người con Phật chúng ta phải giải tỏa đi cái gút mắc trong đầu của mình. Vì sao phải niệm A-di-đà cho người thân mình qua cố? Mình phải biết cái câu đó. Tại vì sao A-di-đà nó mang đến cho cái hương linh đầy đủ công đức lành như vậy? Đó, còn cái thứ hai nữa, khi mà mình niệm Phật, mình niệm Phật mà mình nằm mơ mình thấy Phật xuống, mình niệm Phật mà mình thấy Phật rước mình nằm mơ mà mình thấy Phật xoa đầu mình nằm mơ mà mình thấy mình ở trên trời không? Quý Phật tử ơi, nếu mà chúng ta niệm Phật mà chúng ta thấy Phật thì nó có ba vấn đề. Một là mình niệm Phật, tất cả những ác nghiệp của mình nó sẽ hóa thân thành A-di-đà. Ác nghiệp nó hóa thân thành thánh chúng, ác nghiệp nó hóa thân thành người thân của mình. Trong kinh Địa Tạng nói đó, khi mà mình mà niệm Phật hoặc là mình tụng kinh đó, thì do cái tâm của mình, cái ác nghiệp trong tâm của mình nó sẽ hóa hiện ra những cái gì mình thích, để rồi nó sẽ dẫn mình đi về thế giới ác. Cho nên đó, nếu mà mình niệm Phật mà mình thấy Phật đến đó thì coi chừng, nó là cái ác nghiệp của mình, nó sẽ hóa thân theo cái sở thích của mình. Nếu mà mình ngồi mình niệm Phật mà mình nhớ cha mẹ mình quá thì ác nghiệp nó sẽ biến hình thành cha mẹ ông bà của mình. Đó, rồi nó dẫn mình đi mà mình không hay. Có nhiều người đó là ông bà mình dẫn đi xa lắm đó, nhưng mà nhờ cái phúc duyên tự nhiên rồi gặp một cái bà cụ nào đó dẫn đi về, còn nếu không là đi luôn rồi. Cho nên đó, khi mà mình niệm Phật mình thấy Phật dẫn mình đi thì không phải là Phật thật. Bởi vì nếu mà chúng ta được Phật tiếp dẫn đó, quý Phật tử nhớ một điều là khi nào mình biết được cái ngày mình đi, đó là Phật thật. Còn ngoài ra trong cái lúc bình thường của mình ngủ mà mình thấy Phật, toàn là ma cảnh, toàn là cái ác nghiệp của mình nó biến hóa ra mà thôi. Điều thứ hai nữa đó là do tất cả những cái mà tư tưởng của mình. Hằng ngày mình ngồi mình niệm Phật, mình cứ tưởng tượng hoài, tưởng tượng ông Phật A-di-đà, tưởng tượng cảnh giới Tây Phương trong hình vẽ đó. Rồi tối mình ngủ mình nằm mơ, mình thấy cái cảnh vẽ đó hiện trong tâm của mình. Thì đó là cái do cái tư tưởng của mình, gọi là ảo ảnh, phải không? Cái điều thứ ba nữa đó là do cái bệnh quan tưởng của mình. Có nhiều người đó là cứ bị cái bệnh đó nó đè nặng trong tâm của mình. Niệm danh hiệu Quan Âm rồi mà cứ nghĩ rằng đó là Quan Âm luôn luôn lúc nào cũng che chở cho mình, Quan Âm lúc nào cũng là đế kế bên mình. Cái bệnh càng ngày càng lâu rồi cứ tự xưng mình là Quan Âm. Mẹ Quan Âm nhập vô cho tôi, rồi tự xưng là mẹ Quan Âm. Ở Vĩnh Long có một sư cô đó, tu pháp môn là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Một thời gian rồi cứ tưởng tượng là Quan Âm gia hộ, rồi nằm mơ cái tư tưởng đó nó xuất ra, nó tạo nên cái ảo ảnh là thấy Bồ Tát Quan Âm mượn cái thân của sư cô để mà cứu nhân độ thế. Rồi lần lần cái cô bị bệnh quan tưởng, sư cô mai nguyên cái áo màu trắng giống như hình Bồ Tát Quan Âm gì đó rồi mặc vô, đầu đội khăn trắng, rồi kêu Phật tử đi mua cái bình làm sao giống cái tịnh bình trên tay Quan Âm. Rồi cầm cái tịnh bình đó, rồi cầm cái nhành dương đứng trên cái bông sen. Bông sen mà Phật tử kết thành giải đó, cái bông sen như vậy. Rồi cứ đứng và ngồi trên bông sen đó thôi, ăn cũng ngồi ở đó, đứng cũng ngồi ở đó, rồi ngủ cũng ở tại chỗ đó. Rồi tự xưng mình là mẹ Quan Âm, bị bệnh luôn, bị bệnh quan tưởng như vậy. Thì quý Phật tử thấy rằng nếu mà tư tưởng của chúng ta không cởi mở, mình là người con Phật mà mình cứ suy nghĩ hoặc là mình bị cái tư tưởng của mình nó làm cho mình hoang mang sợ hãi, rồi mình bị cái tư tưởng nó khống chế mình hoài đó, lâu ngày mình bị bệnh, phải không? Mình niệm Phật mà mình cứ thấy ma hoài, cứ sợ ma, niệm Phật mà cứ sợ ma thì lúc bấy giờ mình sẽ thấy ma nó ở bên mình hoài. Tối mình ngủ mình cũng thấy ma,
thấy ma nó đè mình, thấy ma nó đứng ngay cửa sổ, thấy ma nó đi qua đi lại, lúc mà mình ngồi ngay đạo tràng mình niệm Phật thì bàn chân của ma nó nhịp bịch 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 sau lưng mình. Đó là mình bị bệnh quan tưởng, chứ thật sự không có con ma nào cả, phải không? Cho nên tất cả những cái đó chúng ta cần phải giải tỏa trong tư tưởng của mình. Nếu không mà quý Phật tử niệm Phật hoài đó, thì công đức lành của mình không có tích tụ được bao nhiêu hết. Mà tất cả những cái bóng dáng của ảo giác nè, bóng dáng của ác nghiệp nè, bóng dáng của bệnh tật nè, nó sẽ khống chế cái tư tưởng của mình. Nó làm cho bước đường và cái con đường đi về Phật của mình đó, nó giống như rằng là người ta cản lối hết. Không có thấy đường đi mà cũng không có cái chỗ nào cho mình bước qua hết. Cỏ nó mọc đầy hết, con đường ngày xưa sao mà nó thông thoáng, con đường bây giờ mà sao nó gai gai góc không à, không biết đường đi luôn, rồi lạc bước. Phải không? Cho nên đó, cái người con Phật của chúng ta, khi mà niệm Phật rồi, mình phải hiểu thế nào là câu A-di-đà, thế nào là niệm Phật cho một cách chân chính. Mình niệm Phật A-di-đà là mình niệm làm sao? Không phải là mình niệm để cho mình. Quý Phật tử cứ niệm cho mình không à. Nam mô A Di Đà Phật, con cầu nguyện này đem hết công đức này con được giảng sanh Tây Phương là một. Con niệm Phật như thế này đó là để cho gia đình con được bình yên. Con niệm Phật cho con cái của con nó nghe lời con, nó đừng có bao giờ quậy quạng nữa. Con niệm Phật như thế này cho công ăn việc làm của con nó thuận buồm xuôi gió. Con niệm Phật làm sao mà người ta thiếu nợ con người ta trả cho con. Con niệm Phật làm sao mà cho con bán được cái nhà này cho sớm sớm. Mình niệm Phật như thế thì tất cả những câu niệm Phật của mình làm sao về Tây Phương được đây? Phải không quý Phật tử? Cho nên niệm Phật làm sao để cho chúng ta được về Phật kìa. Đó, còn mình niệm Phật mà mình cầu những cái đó, tức là rõ ràng trong tâm của mình bị bế tắc, trong tâm của mình làm sao thông thoáng. Cái cửa tâm hồn của mình không mở rộng thì làm sao mình đi về thế giới Phật được? Trong đạo tràng của chúng ta có ai niệm Phật để bán nhà không? Có không? Không có, phải không? Đừng có bán nhà nghe. Tại vì sao vậy? Tại vì thiếu nợ nhiều quá, bây giờ bán nhà để giải quyết nợ nần. Thành ra rồi câu niệm Phật của mình không có bao giờ bán nhà được đâu. Tại vì Phật A-di-đà đâu có làm cho chúng sinh phải bán nhà, bán cửa. Phật A-di-đà cũng không có cái quyền năng gì đó để mà xóa đi tất cả những cái món nợ của mình. Mình bệnh vì sao? Mình thiếu nợ chúng sinh. Cho nên bây giờ mình bệnh, tay chân mình nhức quá, nhất là mấy cái cổ tay, cườm tay, cổ chân, ngón tay của mình nó nhức hoài à, là mình đã dây nợ chúng sinh, bây giờ mình phải trả. Ngày xưa, quá khứ của mình, hay là nói cái kiếp vừa rồi thôi, không có cần nói kiếp này nha. Mình đã từng cột chân của chúng sinh, mình treo toàn ten, mình đem bán mà. Phải không? Quý Phật tử thấy biết bao nhiêu người ta ở ngoài đời đó, người ta cột một chùm 5-6 con gà gì đó, cột mà cõng đầu xuống dưới gì nè, máng cái chân nó lên. Mình tưởng tượng cái tay cái chân của mình mà cột rồi máng mình lên toàn ten xuống vậy mình đau không? Đau lắm, cổ tay cổ chân của con vật nó đau lắm luôn đó. Con heo nó bốn cái chân nó chụm lại rồi thọ cái cây ngang qua ghinh đi. Đau lắm quý Phật tử à, nó đau nó mới la, nó la để nó gian sinh nhưng mà mình đâu có chịu đâu. Thì bây giờ chúng ta dây mượn nó. Mình dây mượn sự đau đớn của những cái chúng sinh đó, thì bây giờ nè, mình phải trả lại sự đau đớn đó thôi. Mượn cái gì thì phải trả cái đó chứ, phải không quý Phật tử? Cho nên bây giờ chúng ta mà có đau nhất cái khớp tay, đau nhất cái khớp chân đó, thì quý Phật tử ơi, chúng ta đang trả đó. Vậy đó mà cứ niệm Phật A-di-đà cho con đừng có nhức, niệm Phật A-di-đà cho con đừng có bệnh. Không lẽ Phật A-di-đà xúi mình giật nợ, phải không? Phật A-di-đà chỉ giúp cho mình bình yên trong tâm của mình, sẵn sàng đối đầu với con nợ để trả nợ một cách sòng phẳng thôi. Chứ không phải để cho mình giật đâu. Quý Phật tử có bệnh, mình cứ niệm A-di-đà đi. Phải không? Bạch Đức Thế Tôn A-di-đà từ phụ từ quá khứ, con đã dây mượn sự đau đớn của vô lượng chúng sinh vô tội. Cho nên hôm nay con đã biết đạo, con quy y Phật, con làm con của Phật. Bây giờ Bạch Đức A-di-đà vô lượng thọ, con xin được trả tất cả những món nợ ngày xưa. Thì như vậy đó mình niệm Phật mới đi đúng đường được, thiếu nợ là dám trả thôi. Phải không? Ở đây quý Phật tử thiếu nợ mà được trả nợ có ai buồn không?
mình thiếu bà kia 50 ngàn mà bữa nay có tiền 50 ngàn trả cho người ta là buồn hay là vui? Vui phải không? Vậy thì mình bệnh là mình đã trả được nợ rồi đó quý Phật tử. Mà ngày xưa đó, mình bệnh, mình đau mà mình chưa có vô lượng công đức. Mình bệnh đâu có ai dạy mình niệm Phật. Mình bệnh mà tâm của mình nó rối rắm, bệnh tâm của mình nó phập phồng, bệnh tâm của mình nó hoang mang, bệnh tâm của mình nó lo sợ. Cho nên mình trả nợ mà trả nợ không có vốn, không có công đức. Còn bây giờ mình quy y rồi, mình có A-di-đà vô lượng công đức rồi, thì mình trả nợ một cách bình yên quý Phật tử à. Có A-di-đà rồi mình đâu có sợ gì nữa. Cho nên tâm của mình bình yên, tâm của mình an lạc để mà mình trả nợ đi. Có đôi khi mình vừa trả nợ mà mình vừa mang nợ, nhức cái tai quá trời nhức luôn. Không biết ai kêu đó, về đó kiếm mấy con vịt ta đó, rửa chân cho nó xịt là sạch, bỏ 4-5 con vịt lên trên một cái chuồng ấy đó, lót dĩ inox sạch sẽ đàng hoàng, đốt lửa ở dưới, rồi cho mấy con vịt nó chạy qua chạy lại, chạy tới chừng nào mà nó chạy hết nổi, cắt mấy cái chân đó vô ăn hết nhức tay. Đã mang nợ ngày xưa rồi, treo người ta toàn ten lên tay chân nó nhức hết rồi, bây giờ không thèm trả nợ người ta mà còn vay thêm những cái món nợ đó nữa, thì làm sao mà nó hết nhức nổi quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta khi mà mình đi trên con đường của Phật rồi, mình phải sáng suốt một chút. Bệnh là gì? Là đang trả nợ. Bệnh là đang trả nợ đó. Ở trong đạo tràng chùa Giác Huệ có ai mà từ hồi nhỏ tới lớn không bị nhức đầu không? Có không? Không phải không? Tất cả chúng ta đều bị nhức đầu hết. Bởi vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta đều gieo cái nghiệp nhức đầu, đều mượn người ta hết. Một câu nói mà làm cho người ta nhức đầu cũng phải trả cái nghiệp nhức đầu. Một câu nói mà làm cho con người ta bối rối khó chịu cũng phải trả cái nghiệp nhức đầu. Một câu nói mà làm cho con người ta có thể tự giận đi nữa cũng phải trả cái nghiệp nhức đầu. Ở đây thầy chưa nói đến đập đầu, phải không? Đạo tràng của chúng ta có từng đập đầu không? Mô Phật, hồi đó thì con có đập đầu, bây giờ con sợ quá, ai đập sẵn con mua về không à? Phải không? Tất cả chúng ta đều mang cái nghiệp đó hết, dù cho mình trực tiếp đập đầu hay gián tiếp đều bị bệnh nhức đầu cả. Không có một người nào mà không bị nghe quý Phật tử. Tại vì trước khi mình ăn một con vật gì đó, một con heo cũng bị đập đầu, một con bò nó cũng đập đầu, một con trâu nó cũng đập đầu, một con cá lóc nó cũng đập đầu, con cá rô nhỏ xíu nó cũng đập đầu nữa. Vậy thì tất cả chúng ta, nếu mà người nào từ hồi nhỏ cho tới lớn mình chưa từng ăn thịt động vật thì mình mới không bị nhức đầu thôi. Ngày xưa đó, Đức Thế Tôn tự nhiên bị đau đầu 3 ngày. Tôn giả A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà ngài bị nhức đầu 3 ngày như vậy? Đức Phật nói: cái quá khứ đó, ngày xưa có một cái làng chài đó, chài rinh một con cá to lắm luôn. To mà có thể cân nặng gần cả 100 kg. Cả dân làng mới xẻ thịt cá đó ra ăn. Mà trong dân làng đó có một cái chú đó không ăn thịt con cá đó. Mà chú đó là thấy người ta ăn xong rồi, cái chú lấy cái xương đầu của con cá nó đẹp quá đi. Tại vì cái xương đầu con cá nó to lắm. Chú lấy cái xương đầu đó, chú làm đồ chơi. Tức là chú cầm, chú gõ lên cái xương sọ của con cá đó chú chơi thôi. Cho nên này A Nan, cái chú nhỏ ngày xưa không ăn thịt con cá đó mà gõ lên cái xương sọ của con cá thôi, chính là tiền thân của Như Lai đó. Không ăn mà chỉ gõ chơi thôi mà hôm nay Như Lai phải nhức đầu 3 ngày. Còn cái con cá bự đó đó là Thái tử Lưu Ly. Không biết là cái thời của Đức Phật, Thái tử Lưu Ly đó là đem quân qua giết hết trơn những người nào mà mang họ Thích Ca, giết hết. Trừ ra Đức Phật thì nó không giết thôi. Giết toàn bộ trong hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, giết sạch hết luôn. Mà khi kéo quân đến giết rồi đó là trong hoàng cung không còn ai đó. Thái tử Lưu Ly ngày xưa đó, vua Ba Tư Nạc đi qua bên dòng Thích Ca đi cưới công chúa, nhưng mà công chúa của Thích Ca không chịu, cho nên vua của dòng Thích Ca mình nè, mới đem tỳ nữ của công chúa gả cho vua Ba Tư Nạc. Tráo hôn, quý Phật tử hiểu không? Khi mà đem về bên nước của vua Ba Tư Nạc rồi, thì Ba Tư Nạc mới ở với cô tỳ nữ này, mà vua Ba Tư Nạc tưởng là công chúa của dòng Thích Ca, sanh ra Thái tử Lưu Ly.
Thái tử Lưu Ly mới đi về thăm ông ngoại của mình là dòng Thích Ca, thì mấy tỳ nữ mới nói: trời, mày tưởng mày là con của công chúa hả? Mày là con của tỳ nữ, phải không? Cho nên Thái tử Lưu Ly đi vào trong hoàng cung, đi tới đâu là tất cả cung phi mỹ nữ lấy sữa dê rửa sạch dấu chân của Thái tử Lưu Ly. Thái tử Lưu Ly buồn lắm, rồi căm giận cái dòng Thích Ca nói câu đó. Cho nên Thái tử nói: sau này mà ta mà lên ngai vàng rồi, ta sẽ dùng máu của ta rửa lại cái vết nhục này, dùng máu của dân Thích Ca đó rửa sạch cái vết nhục này. Thái tử Lưu Ly đi về. Sau khi vua Ba Tư Nặc qua đời, Thái tử lên làm vua kéo quân qua liền. Qua lần thứ nhất, Thái tử vừa tới cái ranh giới giữa nước của vua Ba Tư Nặc và nước của Ca Tỳ La Vệ đó, thì Đức Phật ngồi ngay đó. Đức Phật mới dùng tất cả những lời lẽ để mà trần tình với Thái tử Lưu Ly. Thái tử rút quân về. Lần thứ hai đem quân qua nữa thì Đức Phật cũng nói, rồi Thái tử cũng rút quân về. Nhưng mà tới lần thứ ba, Thái tử vẫn đem quân qua. Lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca nói: đây là lần thứ ba Như Lai không cản được cái nghiệp lực. Tôn giả Mục Kiền Liên mới nói rằng là: thôi bây giờ con sẽ đem tất cả dân của Thích Ca bỏ vào trong cái bát, phải không? Tất cả công chúa, hoàng thân, quốc thích, cung tần, phi nữ, quan quân gì đó bỏ vô trong cái bát hết. Rồi Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông đưa cái bát đó lên trên trời á. Thái tử Lưu Ly đem quân qua, hoàng cung Ca Tỳ La Vệ trống không, không có một người nào hết. Thái tử Lưu Ly cầm cái kiếm mà chém bừa ở trong hoàng cung hết, màn chiếu, gương, ghế gì ổng chém sạch sẽ hết, cho hả cái cơn giận, rồi rút binh về. Khi mà Thái tử Lưu Ly rút binh về vừa xong á, thì Tôn giả Mục Kiền Liên nói: như vậy thì con đã cứu được dòng Thích Ca rồi. Thì dùng thần thông đem cái bát xuống, thì trong bát còn là máu. Tất cả những người ở trong cái bát đó chết hết, còn một người hấp hối. Tôn giả Mục Kiền Liên mới hỏi cái người hấp hối đó: tại sao mà chết như vậy? Thì cái người đó nói là: Thái tử Lưu Ly vô trong cái bát này giết chết tôi hết rồi. Thì quý Phật tử thấy cái nghiệp trốn nổi không? Đó là cái nghiệp thôi, nó rút lên tới ở trên cái bát giữa hư không mà giết sạch luôn dòng Thích Ca đó. Thì lúc bấy giờ Mục Kiền Liên mới thắc mắc hỏi Phật: tại sao như thế? Thì Đức Phật mới nói: ngày xưa cái dân làng chài mà chài được con cá đó rồi xúm nhau ăn đó, thì con cá đó sau khi chết, lòng sân của nó biến thành kiếp sau là Thái tử Lưu Ly. Còn nguyên một cái nhóm dân chài lưới là dòng họ Thích Ca. Cho nên ngày xưa xúm nhau mần thịt nó quất, thì bây giờ chính nó sẽ giết hết toàn bộ dân của Thích Ca. Còn chú bé đó chính là Thái tử Sĩ Đạt Đa, là Thích Ca Mâu Ni. Ngày xưa không ăn nó cho nên nó không có nhân quả, nó không giết. Nhưng mà gõ trên cái đầu của nó, bị nhức đầu 3 ngày. Cho nên quý Phật tử thấy rằng chúng ta bị bệnh là chúng ta đã gieo không biết bao nhiêu nghiệp, từ kiếp này vô lượng kiếp gì trước chúng ta đã dây mượn rồi quý Phật tử. Thì bây giờ nè, quý Phật tử thấy nhan nhản trong cuộc sống hằng ngày của mình nè, mình đó muốn ăn một con gà là mình trói chân nó lại, trói tối ngày luôn. Đó, đi mua gà có ai mà để con gà nó được thong thả cái chân không? Trói quặp 2 cái chân lại. Mua chim cũng vậy, chim nó chéo cánh lại, rồi đó nó gắn nguyên cây tre ngang cái cánh chim mà cột trồng cái cánh lên vậy là cho đừng có bay. Đó, tất cả những cái hành động đó chỉ vì sao? Vì cái sự sống của mình. Cho nên mình đã dây mượn sự đau đớn, dây mượn xương thịt, dây mượn nước mắt máu của chúng sanh vô tội. Cho nên bây giờ chúng ta phải trả từ từ quý Phật tử à. Phải không? Mình cố gắng mình trả với cái tâm an lạc đi. Đừng có trả được phân nữa rồi dây lại nữa. Bị đau tim là vì sao vậy? Hồi xưa mình đã từng làm cho chúng sinh hồi hộp. Mỗi lần mình muốn giết một con gì đó, con ta sợ hãi vô cùng. Thà là giết nó liền, phải không? Còn đằng này đó, bỏ nó vô trong cái chuồng, rồi đó là cái sự mà sự sợ hãi của nó hằng ngày, hằng ngày, hằng ngày, rồi đem từ con ra giết, đem từ con ra giết như vậy. Tức là chúng ta làm cho chúng sanh sợ hãi, hồi hộp, bất an. Thì bây giờ cái nghiệp của mình là gì? Bị đau tim. Mình trả lại cái nghiệp bất an ngày xưa cho vô lượng chúng sinh, vậy mà bị đau tim không chịu niệm Phật để mà mình hóa giải. Câu A-di-đà là vô lượng công đức không chịu,
mà đi kiếm con rùa mai vàng chân với dây tơ hồng nữa. Đã cái nghiệp của mình chưa trả xong, mình lại dây thêm cái nghiệp mới nữa. Nợ chưa trả, mượn thêm xài. Tất cả chúng ta đều như thế thì làm sao mình giảng sanh đây quý Phật tử? Giảng sanh cũng giống như mình đi nước ngoài vậy đó. Đi tới sân bay rồi nó hỏi mình còn thiếu nợ gì ở Việt Nam không? Còn là ở lại, vậy thôi. Chừng nào giải quyết xong nợ nần thì nó cho đi. Mà còn thiếu nợ ở Việt Nam làm sao nó dám cho đi? Còn thiếu nợ ngân hàng không cho đi được. Vãng sanh cũng thế. Nếu mà mình còn cái món nợ của cuộc đời, món nợ của vô lượng chúng sinh, thì quý Phật tử không bao giờ vãng sinh được hết. Ở lại đây để trả. Còn nếu không nữa, phải đầy đủ sức mạnh của nội tâm để mà chúng ta dồn nghiệp. Quý Phật tử biết dồn nghiệp không? Phải trả một cách kêu bằng là dồn lại hết. Ví dụ như bây giờ mình thiếu cái món nợ đó thì mỗi một kiếp mình trả một chút. Kiếp này trả giống như mà trả kêu bằng trả góp đó. Thì kiếp này trả ngít, kiếp sau trả ngít nữa, kiếp sau trả ngít nữa thì mình sẽ sanh tử luân hồi vô lượng kiếp để trả cái món nợ đó. Còn muốn trả liền để đi đó thì dồn nghiệp trả liền tức khắc. Cho nên quý Phật tử thấy có nhiều vị hòa thượng đó, tại sao mà khi mà niệm Phật tu chơn chính lắm mà đến lúc chết rồi đó, té một cái bể cái đầu, gãy luôn cái tay, máu ra rồi khô cái mặt luôn như thế này. Rồi mới chết. Nhiều khi chúng ta không hiểu, chúng ta nói rằng là ông hòa thượng đó ông tu mà ông chết cái kiểu này, vậy là ông này không có tu hành gì hết. Sai lầm rồi đó quý Phật tử. Những cái bực đó người ta đầy đủ nghị lực và sức mạnh để người ta trả một lần người ta về Phật. Thay vì người ta thiếu 100.000, mỗi một kiếp trả 1.000 thì 100.000 kiếp như vậy thì chúng ta mới trả hết. Còn đằng này hòa thượng sẵn sàng trả luôn 100.000 cho một kiếp, tức là dồn nghiệp đó quý Phật tử, phải không? Cho nên các vị đó đầy đủ cái nghị lực và bản lĩnh để mà trả. Còn nếu không đó thì quý Phật tử cứ luân hồi sanh tử để trả hoài như vậy đó, phải không? Có nhiều người đó, tôi giết con gà, sau này tôi thành con gà nó thành tôi giết, thì bây giờ đó tôi ăn con gà, sau này tôi thành con gà năng tôi sẽ trở lại thành người. Rồi con gà thành con gà, gà thành người, tôi thành gà, rồi tôi thành người. Cứ như vậy hoài thì không còn lo gì hết. Phải không? Nhân quả mà. Mình là người ăn con gà, thì sau này con gà thành người, mình thành con gà. Rồi cái con người đó ăn con gà mình, thì mình sẽ trở thành con người và nó thành con gà. Như thế thì không có sao hết. Bất quá mất hết kiếp làm người thôi, rồi kiếp sau cũng trở thành người nữa. Chúng ta nghĩ như vậy cũng là sai luôn. Bây giờ mình mang thân người nó là thân con gà bởi vì ngày xưa nó ăn thịt mình. Nhưng mà nhờ cái công đức lành nào đó mình tu cho nên bây giờ mình được mang thân người nó mang thân gà. Sau này mình ăn nó, mình mất thân người đó quý Phật tử, mình thành con gà nhưng mà nó đâu có thành người lại được đâu. Mình thành con gà để mà mình trả, mà chưa chắc gì mình thành được con gà nữa, mình thành con dế, nó mang thân gà yên nguyên luôn. Thì con gà đó sẽ mổ con dế để ăn. Thấy không? Rồi kiếp sau không có tu nữa, cái bắt đầu mình thành con trùng, nó thành con trùng, mình thành con kiến, cái con kiến ăn con trùng. Nó đi xuống từ từ như thế, mất thân người rồi nó đi xuống đó quý Phật tử. Cho nên bây giờ quý Phật tử thấy tại sao đó, con cọp, con báo, con beo, nó săn những cái con vật, con nai, con hươu, mình thấy tội nghiệp quá. Sao mà con cọp này nó ác quá, con sư tử này nó ác quá, cái mặt của con hươu, con nai nó hiền, con thỏ nó hiền quá. Mà tại sao nó phải bị cái con này ăn như vậy? Ngày xưa cái con nai này nè, nó cũng đã từng ăn con cọp rồi. Nhưng mà khi nó chết, đó, cái lòng sân của nó, sân của nó ghê gớm lắm, cục sân của nó to mà để đi về thế giới sân hận là nó thành con cọp, con sư tử đó. Mình cũng vậy, cái lúc mình chết mà lòng sân của mình mà bao nhiêu đó thì mình biến thành những cái con vật mang cái tâm, mang cái sự sân hận như vậy. Phải không? Vua A Xà Thế, vua A Dục Dương đó, làm công đức lành không biết bao nhiêu nữa, xây 1.000 cái tháp, cúng dường không biết bao nhiêu là buổi lễ trai tăng, xuất của kho ra để mà xây dựng chùa chiền. Nhưng mà đến lúc bệnh đó, thằng lính hầu đứng nó quạt, nó lỡ nó buồn ngủ làm gớt cây quạt xuống mặt thôi.
lòng sân lúc đó khởi lên mà chết đi, biến thành con rắn, 500 kiếp mới hết được. Cho nên cái lòng sân của mình lớn cỡ nào thì mình đi về cái thế giới đó liền đó quý Phật tử. Cái đó gọi là cận tử nghiệp, hiểu không? Cái dồn nghiệp là khác, là đầy đủ bản lĩnh nghị lực của người con Phật để mà chấp nhận trả hết tất cả những nghiệp của quá khứ dồn về kiếp này một lần thôi, phải không? Còn cái cận tử nghiệp là cái lúc đó đó niệm Phật giữ luôn, mà lúc đó bắt đầu giận lên một cái là công đức lành của mình bị cái cận tử nghiệp này nó làm mờ đi hết, phải không? Rồi bắt đầu đi theo cái nghiệp cuối cùng là cái nghiệp gần chết. Cận tử nghiệp là cái nghiệp gần lúc chết đó. Thành ra rồi lúc chết mà mình sân lên là thành cọp nè, thành sư tử nè, thành rắn nè, thành bò cạp nè, thành tất cả những cái con vật mà nó mang tất cả những sự nguy hiểm. Ở đây quý Phật tử tu vậy đó mà thích thành bò cạp không? Thích không? Cố gắng đừng bao giờ thích. Tại vì con bò cạp có nghĩa là cái tâm của mình đó, mình giận người ta mà mình để trong bụng hoài luôn. Mình hận, mình thù người ta ở trong bụng hoài đó quý Phật tử. Rồi đến khi mà mình tắt thở, mình chết, tất cả những cái mình chất chứa trong lòng này nè, nó khởi lên trong cái lúc mà mình rút hơi thở sau cùng, mà mình không dám nói ra bằng miệng, mình không dám nói ra hành động bằng cái tay chân của mình, mà mình cứ để trong bụng của mình, mình để trong sâu thẳm của mình, hận cái bà đó dữ lắm, hận cái ông đó dữ lắm. Cuối cùng rồi, thân trung ấm của mình, tức là linh hồn của mình, nó đi theo cái hận sâu thẳm đó, đi về thế giới của ông nè, của bò cạp nè, đi về cái thế giới đó, nó mang tất cả những cái hận nó nằm ở ngoài sau đích của nó hết. Còn con rắn đó, tức là cái miệng của nó, thì cái nọc độc nó sẽ nằm trên trên đầu đầu môi của nó. Cho nên người nào mà hận người ta cái lúc chết mà chửi bới tùm lum đó ha, là coi chừng đi về thế giới của loài rắn. Giận thì giải tỏa liền, đừng có bao giờ để trong bụng của mình, để trong bụng cũng chết luôn. Đi về thế giới của ông nè, của bò cạp nè. Còn nếu không đó, đi về thế giới của rắn, rồi đi về thế giới của hùm, sói, sư tử, cá sấu. Tất cả những cái đó là những cái mà người con Phật cần phải tránh. Thấy không? Cho nên nó mình gieo cái nghiệp của chúng sinh, mình dây mượn nợ của chúng sinh thì trả đi quý Phật tử. Thân thể của chúng ta bệnh tật là do ngày xưa mình hành hạ, mình đánh đập chúng sinh. Mình hành hạ, mình đánh đập chúng sinh đó quý Phật tử à. Bây giờ mình bị bệnh nhiều thì mình trả được cái nợ đó. Ở Cần Thơ đó, có cái ông này giải phóng vô rồi, ông bị bệnh tâm thần. Ông đi ngoài đường mà ông gặp cái mấy cái cây, cây to ở ngoài đường, hoặc là mấy cái trụ đèn đó quý Phật tử. Ổng mà đi ngang đó là ổng cung tay đến gì nè, ổng lợi ngay gốc cái cây đó, ổng giọng vô hoài luôn. Ổng vừa giọng vô mà ổng nói khai không, ổng giọng gì nè. Cuối cùng rồi con trai cũng phải đi theo ổng, mỗi lần mà ổng giọng vô như vậy thì nó nói khai, thì ổng ngưng lại. Ở mà ổng đi hoài mà đem về nhà không được quý Phật tử, ổng bị suốt như vậy tới ngày chết luôn. Thì cuối cùng mới hỏi ra hồi chế độ cũ đó thì ổng làm cảnh sát, ổng đánh người ta quá nhiều. Ổng đánh người ta dữ lắm luôn, ổng hỏi khai không vậy đó. Rồi bây giờ đó cái nghiệp của nó phải trả, cho nên bây giờ phải đi ổng giọng vô cái cột hoài như vậy. Tay chân gì đó nó gãy rồi nó sưng tấy lên hết máu rồi tùm lum hết. Mà cứ hễ khai không, chừng nào nói khai thì ổng ngưng lại. Chừng 5-7 phút sau vậy đó ổng giọng tiếp, rồi con ổng nó khai thì ổng ngưng lại. Mà cứ như vậy hoài cho tới ngày ổng chết luôn thôi. Chết rồi chưa chắc gì đã hết, mang cái thân sau tiếp tục phải trả những cái nghiệp ngày xưa nữa. Đó quý Phật tử thấy rằng chúng ta là người con của Phật rồi. Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh mới sợ quả. Mình là con của Phật, mình đi theo dấu chân của Bồ Tát thì sợ cái nhân. Đừng bao giờ tạo nên một cái nhân nào hết. Chúng sanh sợ quả, làm cái nhân cho đã rồi cái bắt đầu sợ cái hậu quả, phải không? Đánh người ta đã rồi sợ người ta trả thù. Chúng sinh là như vậy, sợ cái quả không à. Còn người con của Phật là sợ nhân. Đừng gieo nhân ác, đừng suy nghĩ ác, và đừng nói lời ác. Thì lúc bấy giờ mình mới đủ cái tư lương của mình đi về Phật.
Còn ở đây á, mình cứ làm tất cả những cái điều ác, mình nói làm sao cho nó hả cơn giận của mình thôi. Quý Phật tử, mình ăn chay rồi, cái tay của mình chưa đánh người ta được, tại vì mình ăn chay trường. Cái miệng của mình có thể rằng là mình không nói lời ác vì mình ăn chay trường, nhưng mà quý Phật tử ơi, suy nghĩ của mình vẫn còn ác đó. Cái suy nghĩ của mình vẫn còn ác, khi mình ăn chay trường rồi, cái miệng của mình nó thì ăn toàn là tàu hũ, là rau, không còn ăn những vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh, cái miệng của mình không có lời ác. Phải không? Nhưng mà quý Phật tử nhớ coi chừng, lời nói của mình đó, nó có vị mặn của nước mắt đó quý Phật tử. Mình nói một câu mà người ta khóc, tức là cái miệng của mình nói chưa có chay rồi, ăn thì chay mà nói chưa có chay trường. Phải không? Còn suy nghĩ của mình cũng vậy. Có thể mình nói một câu mà người ta không khóc, nhưng mà cái suy nghĩ của mình ác độc lắm đó quý Phật tử. Phải không? Ở đây đó có một cô gì nè, ngồi niệm Phật ở trên đạo tràng, nửa đêm nửa hôm ngồi tu cho thanh tịnh trong hẻm như vậy nè. Đang ngồi niệm Phật, không biết thằng nhỏ con nhà ai gì đó, nó chạy xe ngang qua, nó hú ra một cái giật mình. Bà nín thinh thôi, bà niệm Phật tiếp. Chừng mới có 10 phút à, nó chạy qua nó hú thêm lần nữa, bà giật mình. Thì cái thằng đó khôn hồn thôi nghe, hú 2 lần thôi. Hú lần thứ 3 là thằng đó tiêu đó. Xui làm sao không biết nữa, lần thứ 3 chạy ngang nó hú thêm một lần nữa, bà bỏ sao chổi xuống liền, bà nói: "Mày chạy xe kiểu này mày đâm đầu vô con lươn thế nào mày cũng chết hả?" Ngồi niệm Phật rồi tự nhiên cái miệng ăn chay, lời nói của mình vững vàng lắm, 2 lần rồi đè nén xuống được, 2 lần rồi đã nhẫn được rồi đó, lần thứ 3 thốt lên một câu tiêu vô lượng công đức hết. Thấy không? Cái miệng của mình có đôi khi đó mình ăn chay mà cái miệng của mình chưa ăn chay, lời nói của mình chưa ăn chay đó quý Phật tử. Ở đây nói cái miệng thôi, còn cái tâm của mình nữa. Cái tâm của mình nhiều khi đó mình không nói ra, mình giận người ta giận no luôn đó, mà cái miệng của mình nói không có giận chị ơi, nhưng mà trong đầu vẫn giận. Như vậy là cái đầu của mình chưa có chay. Mình ăn chay, thân phải ăn chay, khẩu phải ăn chay, và ý của mình phải ăn chay luôn nữa. Thân khẩu ý phải trường chay, chứ ăn chay cái miệng không hỏng được. Phải không? Ăn chay bằng cái miệng ăn trường trai dữ lắm, ngồi niệm Phật cái bắt đầu giật mình vỗ vô bắp dế một cái chát, dở ra con mũi nó nằm trong tay nè. Rồi làm sao cái tay của mình trường chay được với Phật tử? Mình ăn chay cái miệng mà cái tay của mình không có trường chay miếng nào hết. Ở đây có không? Đạo tràng của mình có không vậy? Mô Phật có. Con tỉnh thì con nhớ, mà con nhiều khi con giật mình con quên, con vỗ một cái chát thôi là không còn hình thù con mũi nữa thầy ơi. Phải không? Đâu còn đâu, giật mình là dỗ mạnh lắm đó, con mũi nó tan xương nát thịt liền chứ không phải chơi đâu. Vậy thì cái tay của mình, hành động của mình nó thiếu đi chữ trường trai rồi. Thành ra tất cả những cái đó nó là sự bế tắc ở trong con đường về Phật của mình. Mà người con Phật cần phải cởi mở hết. Quý Phật tử nhớ một điều như thế này, tất cả những cái gì mà mình có hiện tại bây giờ, cái quả của mình đang nhận là do cái nhân quá khứ của mình nó đã từng gieo. Cho nên đó, bây giờ mình gặp tất cả những cái điều chướng duyên là ngày xưa mình gieo chướng duyên cho bạn đạo, bây giờ mình tu thì mình gặp chướng duyên hoài thôi. Thế mà gặp chướng duyên thì mình cứ nói A Di Đà Phật, Bạch Đức Thế Tôn, bữa nay con trả được mớ nợ nữa rồi, bình yên và nở một nụ cười hoan hỷ, hiểu không? Mình đang tu vậy đó, cái bà đó bả lợi bả nói: "Trời ơi, cái thằng này mà nó tu hành cái gì, nhìn cái mặt của nó giống như là con nhà lành, chứ thằng này nó vô trong chùa coi chừng nó đợi người ta vắng vắng rồi nó ginh chuông chùa nó bán đó." Mình nghe mình tự ái, chứ mình đi vô trong đây mình tu thiệt mà người ta xúm nhau người ta nói mình như vậy. Thì quý Phật tử ơi, A Di Đà Phật, Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con trả được một món nợ ngày xưa. Mình trả được rồi đó quý Phật tử, đừng có giận. Mình giận là mình mượn nữa đó, vừa trả xong là mượn liền, vừa trả xong cứ mượn hoài luôn. Thấy không? Người ta chửi mình, tức là mình đã trả món nợ ngày xưa. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình chửi lại người ta là mình mượn nữa. Thành ra rồi cái món nợ này nó cứ liên tục hoài. Nó làm cho mình luân hồi sanh tử hoài mà mình không bao giờ giải thoát được. Cho nên người con Phật, Đức Phật dạy đó, nhẫn nhục ba la mật để chi vậy? Để cho mình đừng mượn nữa. Phải không? Trả được bao nhiêu thì mừng rồi, cứ mượn chi hoài vậy? Vay ngân hàng xong rồi, bây giờ có vốn rồi làm ăn,
Làm ăn là gì? Là niệm Phật. Làm ăn có nghĩa là gì? Là đi vô đạo tràng, là mình đã làm ăn rồi đó. Mình niệm Phật bao nhiêu, tức là vốn liếng của mình có bấy nhiêu. Mình niệm Phật bao nhiêu là công đức của mình có. Mà công đức của mình có là mình mới có thể trả được cái món nợ ngày xưa. Mà khi trả rồi thì nên nhẫn ba la mật, trả xong rồi đừng mượn nữa quý Phật tử à. Mượn hoài chịu sao nổi, trả hoài sao. Bây giờ kiếp này đầu thai lên, mang cái thân người đẹp như thế này, kiếp sau chắc chắn rằng mình còn mang thân người như thế này nữa hay không? Phải không? Mà nó mất thân người rồi thì làm sao niệm Phật đây? Bây giờ thầy nói ví dụ như là bây giờ mình đi vô trong một cơ sở mình làm, mình đang làm vậy đó, công việc của mình đang suôn sẻ, mình làm ăn lương tháng của mình đầy đủ, tự nhiên nghe lời người ta, rồi bắt đầu mình dây nợ ngân hàng, mình phung phí tiền bạc tới nỗi mà cơ sở nó đuổi mình luôn. Thì quý Phật tử ơi, thất nghiệp mà còn thiếu nợ nữa, phải không? Cũng như vậy đó, mình tu trong đạo tràng này là mình đang làm việc đó quý Phật tử. Mình đang làm trong một cái cơ sở của Tây Phương Cực Lạc, mà người giám đốc cơ sở Tây Phương Cực Lạc là A-di-đà, phải không? Và chúng ta là những người công nhân niệm Phật. Quý Phật tử cứ làm tốt thì lương tốt, làm nhiều thì lương nhiều, niệm Phật nhiều thì công đức nhiều. Nhưng mà nên nhớ, khi mình đã công đức nhiều, đừng dây mượn ở ngoài đời nữa. Ở ngoài đời là cái ngân hàng của cuộc đời mình, mượn người ta làm chi vậy? Phải không? Cái miệng của mình để mình niệm Phật, đó là công việc của mình. Còn mình lấy cái miệng của mình mà mình nói những lời lẽ ở ngoài đời, lời lẽ ác khẩu, lời lẽ mà làm người ta khóc, lời lẽ làm cho người ta mất lòng tin, mình nói những lời mà người ta bỏ đạo tràng, người ta không tu nữa, là quý Phật tử đang dây mượn. Mình dây mượn nhiều quá, cuối cùng rồi cái cơ sở mà niệm Phật của mình sẽ đuổi mình đi ra khỏi luôn. Phải không quý Phật tử? Mà đuổi mình đi ra khỏi là mất thân người. Không còn là công nhân trong cơ sở niệm Phật là mất thân người. Đã mất thân người rồi mà còn thiếu nợ cuộc đời nữa. Vậy thì mất thân người làm thành con gì đây? Con thằng lằn. Nó nằm ở trong chùa Giác Huệ, nó tiếc dữ lắm luôn. Nó nhớ đạo tràng, nó nhớ bạn đạo, nó nhớ sư cô nhiều lắm. Cho nên nó đầu thai làm con thằng lằn gì mất thân người. Cho nên nó không ở ai, không ở đâu hết đó. Nó bò vô chùa Giác Huệ, nó ngồi ở đây nè. Nó đeo lên trên vách để mà nó nhìn thấy bạn đạo của nó ngồi tu, mà bây giờ chàng ơi đánh mất thân người chỉ có một lần dụng dại, mà bây giờ mang thân con thằng lằn nằm trên vách vậy thôi. Quý Phật tử thích làm con thằng lằn trên vách không? Phải không? Vậy thì đừng có mượn nợ nữa. Phải không? Niệm Phật thôi, đừng có nói tất cả những lời gì gọi là của trần gian nữa hết. Miệng này là phải nói những lời của hoa sen, đừng nói tất cả những lời gì của trần gian tục lụy nữa. Tục lụy là gì? Tức là làm cho người ta khóc nhiều. Tục là liên tục, lụy là nước mắt rơi. Lụy là lệ đó, lệ là nước mắt thôi. Mà nước mắt nó rơi xuống người ta gọi là lụy. Nước mắt nó vừa chảy đó người ta gọi là lụy. Tục lụy có nghĩa là nước mắt chảy liên tục. Tức là mình nói một câu mà làm người ta đau khổ hoài. Mình nói một câu mà làm cho người ta khóc nhiều đêm, nhiều tháng, nhiều năm. Vậy thì chúng ta, cái miệng của mình dây nợ. Mình mượn người ta nỗi đau khổ nè, mình mượn người ta sự bất an, mình mượn người ta tất cả những cái mà giọt nước mắt. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ trả từ từ đó. Có nhiều khi đó quý Phật tử nói rằng là con niệm Phật nhiều lắm mà tại sao con cứ thiếu đủ điều hết. Hồi nhỏ con nghe má con nói con sinh ra con bị thiếu tháng. Rồi lớn lên đó cái con thiếu tình thương của gia đình, sống trong gia đình anh em không có thương con mà cha mẹ cũng chẳng có thương con. Rồi con đi ra ngoài đời con lại thiếu may mắn, con gặp toàn là những chuyện đau đau không à. Phải không? Và suốt cuộc đời của con chỉ biết thiếu nợ thôi. Từ đầu cho tới cuối là thiếu hết. Phải không? Vì sao vậy quý Phật tử? Mình mượn của cuộc đời cái chữ thiếu đó đó. Mình dây mượn cuộc đời cái chữ thiếu đó. Người nào ở kiếp này nè, trong buôn bán, trong làm ăn thôi. Quý Phật tử chỉ cần con cái là mình cân thiếu thôi. Mình cân thiếu, hoặc là mình thiếu nợ người ta mình giật nè, hoặc là cân thiếu nè, rồi mình đông thiếu nè, rồi mình đó là làm cái gì cũng thiếu hết. Quý Phật tử ơi, mình đang mượn cái chữ thiếu đó, thì kiếp sau mình sẽ trả cái chữ thiếu đó hoài luôn đó quý Phật tử. Mình trả cái chữ thiếu đó hoài.
phải không? Thí dụ như một ký mà mình còn có 800 cà ram thì thiếu tháng thôi, làm sao đủ được, phải không? Còn mình chỉ đường cho người ta mà mình chỉ không cụ thể, mình làm cái gì cũng vậy hết. Người ta nói chị ơi làm bánh sao chị, chỉ người ta cũng chỉ thiếu nữa, thì kiếp sau mình thiếu tình thương trong gia đình, mình thiếu may mắn trong cuộc sống, phải không? Cho nên tất cả chúng ta là người con Phật, cái chữ đủ là quan trọng nhất. Đừng dây mượn cái chữ thiếu nữa quý Phật tử à, phải không? Là người con Phật rồi nhớ một điều, tại sao bây giờ mình thiếu? Bởi vì ngày xưa mình mượn cái chữ thiếu đó nhiều quá, mình vay cái chữ thiếu đó nhiều quá, bây giờ mình phải chịu thiếu thôi. Bây giờ tại sao mình cơ bơ vơ, mình lạnh lùng, mình lạnh lẽo, mình cô quạnh, không có đứa con nào nó dòm ngó mình. Mình thiếu sự sưởi ấm của những đứa con. Vì sao vậy? Quý Phật tử đã dây mượn của hiện tại này hoặc của quá khứ về trước. Phải không? Tại sao bây giờ mình ngồi ở đây, con của mình sanh ra đông lắm, 5-7 đứa, gái có, trai có, cháu nội có, cháu ngoại có, mà bệnh trong bệnh viện đó, phải mướn người ta nuôi, đau khổ không? Sanh nó quá nhiều mà tại sao bây giờ bệnh mà phải mướn người nuôi nữa chứ? Đâu phải hổng con đâu, nhưng mà quý Phật tử ơi, mình phải xét lại, vì sao vậy? Mình đã mượn cuộc đời cái chỗ này nè, mình mượn, vay mượn cuộc đời cái chỗ là hiu quạnh đó quý Phật tử. Cho nên đó, khi mà mình sống mà con của mình nó không quan tâm tới mình phải nhớ mình đã vay mượn cha mẹ của mình sự không quan tâm. Ngày xưa đó mình mượn cha mẹ của mình là mình không quan tâm tới cha mẹ mình, để cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình cô đơn, thì bây giờ mình phải trả lại tất cả những sự cô đơn đó. Rồi con cái nó cũng chẳng thèm quan tâm tới mình luôn. Cho nên mình muốn trồng một cái cây xoài để ăn trái xoài, mình muốn có một trái xoài thiệt là ngon mà mình đốn cây xoài, quý Phật tử à. Mình muốn con của mình nó gọi mình bằng một tiếng mẹ thân thương, mà mình chưa từng gọi mẹ mình một tiếng thân thương thì làm sao con của mình nó gọi được đây. Mình muốn con của mình nó nhớ mình muốn con của mình nó quan tâm mình, mà bản thân mình lại quên cha mẹ của mình. Muốn ăn trái xài mà đốn cây xài rồi. Muốn con của mình nó nhớ mình mà mình đi đốn đi tất cả những sự hiếu hạnh của mình đối với cha mẹ. Thì như vậy mình đã dây mượn quá nhiều. Phải không? Cho nên bây giờ mình phải trả thôi. Đừng có buồn nữa. Ở đây mà Phật tử lớn tuổi nào mà con cái nó không quan tâm đó thì nói A-di-đà Phật, bạch Đức Thế Tôn, con xin sám hối. Từ ngày xưa con đã từng không quan tâm tới cha mẹ của con. Kiếp này con không quan tâm, những kiếp trước con cũng đã từng quên lãng, con không quan tâm. Cho nên bây giờ con cái của con nó không quan tâm tới con. Đây là cái món nợ ngày xưa mà con đang trả. Bạch Đức Thế Tôn, con đã trả được một món nợ của ngày xưa. Vui vẻ đi, đừng có buồn nữa, phải không? Mình buồn có nghĩa là mình chưa có trả xong mình mượn nữa rồi. Mỗi lần mà mình buồn là quý Phật tử làm sao? Chửi nó chứ sao giờ, phải không? Con của mình nó không thăm mình, nó không quan tâm tới mình, nằm buồn một hồi là bắt đầu lôi từ đứa ra chửi liền. Phải không? Còn không thôi đó, thằng Út nó lợi thăm là bắt đầu chửi từ cái thằng thứ hai cho tới thằng thứ chín luôn. Có một mình thằng Út lợi thăm cho nên chửi 8 thằng kia luôn. Thằng 2, thằng 3, con 4, con 5, thằng 6, thằng 7, thằng 8 vậy đó, chửi sạch sẽ hết luôn. Vậy thì chưa trả xong cái nghiệp ngày xưa là mình đã dây cái món nợ bây giờ nữa rồi. Cho nên cái miệng của mình đừng có ác khẩu. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen phải thơm lừng nghe quý Phật tử. Niệm Phật làm cho cái chữ A-di-đà của mình nó thơm. Niệm Phật làm sao cho câu A-di-đà của mình nó sạch. Niệm Phật làm sao cho câu A-di-đà của mình nó tròn trịa. Ở đây quý Phật tử niệm Phật mà có đôi khi mình làm cho cái câu niệm Phật của mình nó loang lổ. Đang niệm Phật vậy đó, muốn cháy chừng nào cháy hả? Quý Phật tử ngồi niệm Phật như thế này nè, vô lượng chúng sinh ở cõi vô hình, người ta đang ngồi niệm Phật chung với mình đó, phải không? Người ta nương cái câu niệm Phật với mình, người ta có những cái nhân duyên với mình. Ngày xưa người ta, quá khứ nào đó người ta cũng đang tu với mình đó. Nhưng mà bây giờ người ta chết, người ta mất cái thân này đi, người ta không còn có cái thân để ngồi niệm Phật nữa. Thì bây giờ người ta có cái thân vô hình, người ta mới nương gá với mình để cho mình cho người ta câu A-di-đà vô lượng công đức.
mình đang ngồi mình niệm, tức là mình đang gót cái chữ A Di Đà giống như cái tâm này gót vào trong cái tâm kia vậy đó, phải không? Để người ta nương câu A Di Đà mà người ta tu. Mình đang cho người ta Nam Mô A Di Đà Phật mát mẻ dịu hiền lắm, Nam Mô A Di Đà Phật mát mẻ dịu im lắm, Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên giận cái thằng nào hú ra dịch giật con nhà ai giờ này mà hú ra, mày đâm đầu vô con lương thế nào mày chạy kiểu này cũng chết. Tức là trong câu A Di Đà chúng ta đang gót như thế này, phật lửa lên trong đó, chúng sinh ở cõi vô hình họ bất ngờ quá đi, họ đâu có ngờ mình phật lửa trong lúc nào đâu. Thành ra khi mình gót câu A Di Đà vô trong tâm người ta, cõi vô hình tự nhiên lửa trong câu A Di Đà của mình tải vào trong tâm của chúng sinh vô hình, cháy người ta tan xác hết đó quý Phật tử. Mình có hình, cái ngọn lửa này nó làm cho mình phỏng thôi, còn chúng sinh ở cõi vô hình mà lửa sân của mình mà nó nằm trong câu A Di Đà là chúng sinh nó cháy tan xác luôn đó quý Phật tử. Cho nên mình niệm Phật, có đôi khi đó mình phạm cái giới sát ở cõi vô hình mà một chúng ta chẳng bao giờ chúng ta biết hết. Không, mình niệm Phật mà mình sân bất tử, chúng sinh ở cõi vô hình người ta nghiêng ngã. Mình niệm Phật mà lòng sân của mình như vậy đó, chúng sinh ở cõi vô hình người ta không thể nào sống nổi đâu. Mình tải lửa vào trong câu A Di Đà đó, phải không? Mình niệm Phật mà tự nhiên mình sân bất tử lên, làm sao cõi vô hình người ta trở tay cho kịp, biết không? Cho nên niệm Phật như thế, tức là chúng ta đã vô tình làm cho chúng sinh ở cõi vô hình nó chết nhiều lắm. Cũng giống như bây giờ quý Phật tử nè, mình là người con của Phật, lòng từ bi của mình phải có. Nhưng mà buổi tối mình ăn cơm, mình đi xuống nhà bếp, mình ngồi mình rửa chén, cái giờ buổi tối là giờ của ngạ quỷ, sáng là giờ của chư thiên ăn, trưa là giờ của Phật ngồi thọ trai, trưa chiều là giờ của súc sinh, tối là giờ của ngạ quỷ. Cho nên buổi chiều tối ăn cơm xong mà xuống mình rửa chén là giờ của ngạ quỷ đó, phải không? Thì vô lượng chúng sinh ở cõi ngạ quỷ họ ngóc đầu lên để họ nghe cái tiếng mà rửa chén của mình, họ đói quá đi quý Phật tử à, cái cổ như ống, cái ngón tay, cái bụng như là cái trống vậy đó. Cho nên họ đói quá, họ nghe mình rửa chén, họ thèm quá đi. Họ ngóng đầu lên như thế là vô tình mình làm cho họ chết. Mỗi lần họ gướng cổ là đứt cổ, gướng cổ là đứt cổ chết à. Mà mình rửa chén tức là vô tình mình kêu người ta đến để cho người ta ăn. Cái nghiệp của ngạ quỷ là nghiệp tham lam bỏng sẻn, cho nên chỉ ăn được những hạt cơm đổ mà thôi. Cho nên buổi tối đó, Đức Phật dạy, chúng ta không nên rửa chén, tức là không nên khua chén bát. Ngạ quỷ nó ngước đầu lên là nó đứt cổ nó chết hà, phải không? Cho nên đó mình vô tình mình ngồi mình rửa chén là mình lại giết chúng sinh ở cõi ngạ quỷ nữa rồi, thấy không? Cho nên đó người con Phật, chúng ta làm tất cả mọi việc mà mình không hiểu đó thì chúng ta sẽ mất đi công đức của mình. Mình phải làm sao cho tâm của mình nó cặn kẽ, nó cởi mở, nó thông thoáng. Chứ còn nếu không đó, mình không hiểu tất cả những cái mà công đức lành của câu A-di-đà thì mình làm cho câu A-di-đà của mình đó nó bế tắc chính bản thân mình luôn, cứ bế tắc hoài luôn. Cho nên mình niệm Phật mà mình không chịu trả tiền, niệm Phật mà không chịu trả nợ thì làm sao niệm Phật được đây, phải không? A-di-đà vô lượng công đức là để cho mình tâm được bình yên, để mà mình trả những cái món nợ ngày xưa của cuộc đời. A-di-đà vô lượng thọ để cho tâm của mình kiên định, không chao đảo, không nghiêng ngã, để tâm của mình mãi mãi kiên định ở một chỗ, không sợ hãi, không lui sụt, không buồn chán, không bao giờ mà bỏ đạo tràng. Mình tu mà mình còn bỏ đạo tràng vui mình mới tu, đạo tràng buồn mình không thèm tu nữa, tức là không có A-di-đà vô lượng thọ rồi. Chữ thọ ở đây là cái tâm kiên định của mình mãi mãi không lui sụt, phải không? Đạo tràng ở chùa Giác Huệ nè, có khi nào bỏ đạo tràng không tu không? Có không? Có, phải không? Trời mưa lớn quá cho nên không có thể đi đến chùa được. Nội con cái đó không là mình không có A-di-đà vô lượng thọ rồi, phải không? Bữa nay con của tôi ở nước ngoài về cho nên phải ra sân bay đón nó, cho nên không có đi đến đạo tràng chùa Giác Huệ được, phải không? Vậy thì là không có A-di-đà vô lượng thọ rồi, phải không? Hoặc là khi mà mình ngủ thức dậy, sáng hôm nay là cái ngày tu ở trong chùa Giác Huệ, nhưng mà vừa mới mở mền ra thì mình cảm thấy mình bị nhức đầu, mình chóng mặt quá, thôi bữa nay bệnh trong người quá, thôi không đi. Chuyến sau hả? Đi chuyến này bệnh quá.
là mình không có A-di-đà vô lượng thọ đó quý Phật tử. Phải không? Mình tu mà mình còn giận người ta, tức là không có A-di-đà vô lượng công đức. Mình tu mà mình không có kiên định, tâm của mình chao đảo, tâm của mình nghiêng ngã, tâm của mình chưa có bao giờ vững mạnh đó, là không có A-di-đà vô lượng thọ. Còn mình tu mà mình không hiểu gì cả, mình tu mình không biết lý do gì đốt giấy tiền vàng bạc, mình niệm Phật mà tại sao mà mình niệm Phật không có công đức, tức là trong tâm của mình thiếu A-di-đà vô lượng quang. Không có ánh sáng thì làm sao đi đấy, phải không? Cho nên đó quý Phật tử phải nhớ như thế này. Khi ông bà người thân của mình chết rồi, quý Phật tử phải làm sao niệm danh hiệu của Phật A-di-đà. Mình niệm Nam Mô A-di-đà Phật buổi tối đó. Buổi tối mình niệm đó, tức là A-di-đà vô lượng công đức. Buổi tối mình niệm là mình hồi hướng vô lượng công đức cho hương linh của mình. Còn mình niệm buổi trưa là A-di-đà vô lượng thọ, giúp cho hương linh của mình không bị gió nghiệp thổi đi. Chứ cái thân trung ấm, cái linh hồn của mình nó phất phơ vậy nè, gió nghiệp cứ thổi bạc đi hoài. Cho nên buổi trưa mình niệm để cho cái hương linh nhận được A-di-đà vô lượng thọ, tâm của họ không có chao đảo. Còn niệm Phật buổi sáng là A-di-đà vô lượng quang. Mình niệm Phật buổi sáng tức là mình mang ánh sáng đến cho hương linh. Hương linh ở cõi vô hình không bị mù mờ, không bị tối tâm, mà nhờ ánh sáng đó mà thấy con đường về Phật. Cái con đường về Phật nó chỉ có một con đường thôi, phải không? Cái con đường đó là một cái con đường mà có dấu chân của Phật. Còn ngoài ra nó là một cái bùng binh mà có muôn ngàn lối rẽ trong đó. Mình muốn rẽ lối nào cũng được hết đó, phải không? Cho nên nếu không có vô lượng quang đó thì quý Phật tử ơi, người thân của mình sẽ lạc vào trong những cái lối rẽ của bùng binh ở trong thế giới vô hình đó, phải không? Cho nên niệm Phật buổi sáng tức là cúng dường A-di-đà vô lượng quang cho người thân của mình có được cái sáng suốt mà đi, có được cái ánh sáng ở cõi vô hình. Niệm Phật buổi trưa là A-di-đà vô lượng thọ, giúp cho hương linh của mình bình yên, không lay động, không có bị gió nghiệp nó thổi đi. Còn niệm Phật buổi tối tức là cúng dường A-di-đà vô lượng công đức để cho hương linh của mình có đủ đầy đủ phước báo, đầy đủ tất cả những cái mà cái tâm kiên định. Không có A-di-đà vô lượng công đức đó, lòng kiên định không có và không có tiếp nhận được ánh sáng của A-di-đà. Cho nên mình là người con của Phật, quý Phật tử phải hiểu mình niệm Phật như thế nào để cho hương linh của mình được đầy đủ phước báo. Không phải đương không mà tất cả các vị tổ sư bảo rằng là quý Phật tử ơi, chúng ta phải niệm Phật để hồi hướng cho hương linh. Ở đây mình hiểu một cách mơ hồ, mình hiểu là niệm Phật để hồi hướng hương linh mà mình không biết hiểu như thế nào, hồi hướng như thế nào, hương linh nhận như thế nào, là mình tu như thế, tức là mình không biết cái con đường đi về Phật rồi, phải không? Còn mù mờ lắm, trong tâm của mình chưa có thông suốt được. Sở dĩ niệm A-di-đà cho hương linh là mình cúng dường công đức đó để cho hương linh của mình có nhà ở, có áo ấm, có cơm được no bụng. Xong rồi đó mình niệm A-di-đà để cho hương linh được bình tĩnh, hương linh được an lạc, hương linh không chao đảo. Tiếp tục nữa mình cúng dường A-di-đà vô lượng quang để cho hương linh có cây đèn, để cây đèn đó soi đường cho hương linh đi theo dấu chân Phật. Nếu không đó, không có A-di-đà vô lượng quang là hương linh lạc qua tất cả những lối rẽ của cõi vô hình. Lối rẽ của cõi vô hình là gì? Là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sinh đó quý Phật tử. Cõi ngạ quỷ có 5-6 cõi lần, phải không? 5-6 cõi ngạ quỷ lần đó. Cõi ngạ quỷ thứ nhất là nằm ở trong hầm xí, tức là nhà cầu. Cõi ngạ quỷ thứ hai là ngồi ngay ngạch cửa để đội giày dép của người ta. Cõi ngạ quỷ thứ ba là ăn cơm đồ cúng ở ngoài đường. Ví dụ như mà mình cúng ở ngoài góc đường, góc phố, góc hè của mình đó, là cái cõi ngạ quỷ thứ ba. Cõi ngạ quỷ thứ tư là lụm cơm đổ. Cõi ngạ quỷ thứ năm là chỉ liếm máu mủ trong cục bú của mình mà ăn thôi. Cho nên chỉ có cõi ngạ quỷ thôi, nó có 5 con đường đi đó quý Phật tử. Cho nên đó mình thấy rằng là cuộc sống của mình cũng giống như cuộc sống ở cõi vô hình. Nếu mà chúng ta không có con đường để mà mình đi, không có địa chỉ để mà mình nắm trong tay, không có cái dấu chân của Phật, không có người hướng dẫn mình đó, quý Phật tử sẽ đi lạc thôi. Thế giới vô hình cũng vậy. Không có cái dấu chân của Phật, không có câu A-di-đà của mình gửi qua, không có tất cả công đức lành của mình gửi qua, thì hương linh sẽ lạc lối đó quý Phật tử à.
cái điều mà đáng sợ nhất là từ cái thế giới sống và cái thế giới chết. Cái điều đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta sợ hãi. Mình đang sống ở cõi này, tự nhiên chết qua cái cõi kia, mình sợ dữ lắm luôn. Hai cái thế giới nó hoàn toàn khác nhau, mình sợ hãi và cái tâm ban đầu đó là cái tâm quyết định cho mình đó. Cho nên có nhiều người chết, tại sao tai chân người ta cứ quinh lên, người ta hả miệng ra, người ta trợn con mắt, người ta sợ lắm quý Phật tử à. Đối đầu với cái thế giới bên kia của cửa tử, thế giới vô hình nó khác thế giới mình. Người ta sợ lắm, người ta run mình mẩy lắm, người ta muốn thét thật to, nhưng mà tại vì sao vậy? Chết rồi, hét đâu có được, hả miệng ra là nó chết rồi. Mắt vừa trợn lên là đã chết rồi, tay chân quinh lên đã chết rồi, sợ lắm. Cho nên mình phải hiểu, trong lòng của mình phải làm sao tập trung, mình niệm Phật, để rồi bước qua cái thế giới vô hình, mình bình yên trong câu niệm Phật. Qua thế giới đó cứ A-di-đà, A-di-đà đi, còn xung quanh nó có nổ, nó có lửa cháy, nó có gió thổi, nó có mà kêu bằng là mưa lửa xuống, hay là tiếng những con thú dữ nó ở ngoài sau, nó gầm gừ đó. Quý Phật tử cứ đi niệm trong câu A-di-đà là được. Nếu còn sợ hãi là thất bại đó. Cho nên mình đi trợ niệm là như vậy đó. Có đôi khi người thân của mình đang nằm như vậy đó, đối đầu với cái cảnh giới phía bên kia. Cho nên mình ở bên đây mình niệm Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật để nhắc. Nhắc cho cái hương linh, cho cái thân trung ấm của mình nhớ câu A-di-đà. Để người ta đừng có sợ, phải không? Chứ nếu không là sợ dữ lắm đó. Cho nên mình là người con Phật nè, quý Phật tử đó, nếu mình ráng, mình không đến, mình tu mà không có tới cái chỗ là mình biết trước được ngày giờ đó, quý Phật tử, mình chưa chắc ăn đâu. Con đường về Phật của mình cũng chưa chắc chắn lắm đâu, phải không? Trong đạo tràng của chúng ta nè, chừng nào mà quý Phật tử thấy rằng là khi mà mình niệm Phật rồi, cái tâm của mình bình yên, tâm của mình không còn hơn thua nữa, là quý Phật tử đã bớt được 30% của cõi vô, của cái nỗi đau khổ của cõi vô hình rồi đó. Không còn hơn thua nữa. Phải không? Mình niệm Phật tâm của mình không hơn thua với ai hết. Ai nói sao thôi kệ đi. Không có quan tâm nữa. Là mình bớt được 30% nỗi khổ. Mình niệm Phật mà tâm của mình không còn nóng lên nữa. Là mình bớt được 50% của nỗi khổ. Còn mình niệm Phật mà mình còn thấy, còn thương bản thân mình, mà còn nghĩ tới gia đình mình, tức là mình còn chất chứa nỗi khổ. Cái mà đáng sợ nhất là khi mình trút hơi thở sau cùng đó, người nào mà mang bệnh đó quý Phật tử, mình còn khỏe như thế này nè, mình đau bụng, đau 10 thôi, mà mình có thể gượng được, chịu đựng được, cho nên cái đau 10 còn có 1 thôi. Còn ở cõi vô hình, hoặc là cái lúc mà chúng ta sắp mất đó, mình đau bụng đó, đau 10, đau 1 mà nó như là đau 10 vậy đó. Cho nên khi mà cái lúc mình sắp lâm chung rồi đó, cơ thể mình đau đớn đó, cái tâm của mình chịu không nổi đâu quý Phật tử. Không nhớ được câu A-di-đà mà nhớ nổi, nhớ cái đau không à. Phải không? Rồi nhớ cái đau rồi bắt đầu trách móc, rồi kêu trời, kêu bọng tùm lum hết. Tức là cái khẩu của mình không còn niệm Phật được nữa. Rồi khi mình đau như vậy rồi, cái bắt đầu mình nhìn thấy vợ, thấy chồng, thấy con của mình. Quý Phật tử, cái nỗi đau này biến thành cái nỗi tham ái, luyến ái của mình. Mình bệnh như vậy rồi mình sẽ chết, sợ chết bắt đầu. Cái niệm đau nè, rồi cái niệm sợ chết nè, rồi bắt đầu tới cái niệm luyến ái. Mình chết như thế này con mình ai nuôi, chết như thế này chồng của mình, vợ của mình ở đây nè, họ có chung thủy, chung tình với mình nữa hay không? Đó là tất cả những cái niệm mà nó dẫn chúng ta đi về cái thế giới khổ đau đó quý Phật tử. Cho nên mình niệm Phật mà không khéo thì lúc mình chết mình sẽ bị bế tắc trong cái con đường đi về Phật của mình. Phải không? Cho nên nó đạo tràng chùa Giác Huệ thầy đã từng nhắc rồi. Hai cái chữ Giác Huệ của chúng ta đó luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ trong đầu. Giác là gì? Là vô lượng giác. Là phải biết hiểu rõ. Huệ là vô lượng quang. Mình phải làm sao sáng suốt trong cuộc sống của mình. Hiểu rõ và sáng suốt. Đó chính là hành trang của mình đi về Phật. Là đệ tử, là đạo tràng chùa Giác Huệ rồi, quý Phật tử phải nhớ Nam Mô A Di Đà vô lượng giác, tức là chữ giác là hiểu biết một cách thông suốt, hiểu biết mà trong tâm của mình không còn hút mắc, không còn bế tắc nữa. Đó là chính là chữ giác của A Di Đà vô lượng giác đó. Còn chữ Huệ là A Di Đà vô lượng quang, mọi việc hiểu biết của mình, mọi hành động của mình, lời nói của mình phải có thanh tra của trí tuệ.
Hành động của mình phải có sự thanh tra của trí tuệ, suy nghĩ của mình cũng phải có sự thanh tra của trí tuệ. Tức là trước khi nói, suy nghĩ coi lời nói này có hại gì cho mình hay không, có hại gì cho bạn đạo của mình hay không. Hành động này có làm lợi ích cho mình hay không, có làm lợi ích cho mọi người hay không, đều phải có sự thanh tra của trí tuệ, phải không? Cho nên đó, thầy cầu nguyện cho đạo tràng chùa Giác Huệ luôn luôn lúc nào cũng sống trong hào quang oai hùng của Đức Phật A Di Đà vô lượng giác, Vi Di Đà vô lượng quang. Cầu nguyện cho đạo tràng chùa Giác Huệ của chúng ta mãi mãi tinh tấn trên con đường đạo, tâm hồn phải cởi mở, trái tim phải mở cửa thật rộng lớn để đón nhận tất cả những tấm tình của chư Phật, để rồi chúng ta luôn tắm mình trong ánh sáng của Phật A Di Đà. Một lần nữa thì cầu nguyện cho đạo tràng chùa Giác Huệ sau này và sau nữa và cuối cuộc đời của mình mãi mãi được hào quang của Phật A Di Đà che chở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đôi khi con người của mình cứ nghĩ rằng là mình đem cái thân của mình rồi mình cứ tưởng tượng như là cái thân vô hình bên kia người ta cũng giống như mình, phải không? Mình cứ nghĩ rằng là hồi xưa ông nhà tôi ông ăn mặn không ha, cho nên bây giờ cúng mặn thôi chứ tôi không có cúng chay. Tức là mình đem cái hữu hình mình ví dụ cho cái vô hình là sai rồi. Cái hữu hình có nghĩa là mình còn thân thể, mình còn bao tử, còn ruột, còn gan, còn tim, cho nên mình còn ăn. Rồi trong cuộc sống đời thường của mình nè, cái tư tưởng của mình chạy theo tất cả những cái món ăn, mình thích ăn thịt con này, mình thích ăn thịt con kia. Nhưng mà khi đã chết rồi, cái thân trung ấm của mình nó không có bao tử, nó không có xương sóc, nó không có hình hài gì cả, thì ra nó đâu có đòi ăn cái gì đâu quý Phật tử. Phải không? Cho nên mình cứ nghĩ cái của mình, rồi mình tưởng tượng qua cái bên kia của cõi vô hình. Ông nhà tôi ăn mặn không, cho nên bây giờ tôi phải cúng mặn. Má tôi ngày xưa đó bả thèm bún riêu cua, bây giờ mỗi lần đám là cúng bún riêu cua cho bả. Sai rồi. Cho nên đó chính là những cái mà mình, cái nhỏ thật sự nhưng mà mình không hiểu, mình không giải tỏa được, thì quý Phật tử chúng ta lầm lẫn lắm. Rồi mình cứ cúng tất cả những cái gì mà người thân mình thích là sai rồi. Cái thân trung ấm bên kia họ không cần ăn. Họ không cần ăn đâu quý Phật tử. Mà khi mình cúng đồ mạng lên trên đó, mình đọc cái tên, cái tâm tâm tương cảm, cái tâm của mình suy nghĩ đến cái người thân bên kia vô hình người ta mất đó, mình cúng cái gì thì người ta ngửi cái mùi đó, gọi là thức thực. Mình ở đây gọi là đoạn thực, tức là ăn từ đoạn, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, gọi là đoạn thực, ăn từng giai đoạn. Còn ở cái thế giới vô hình gọi là thức thực, có nghĩa là người ta ăn bằng cái ý thức người ta thôi. Cho nên khi mà mình nói mình cúng gà cho cha mẹ tôi, thì cái hương linh, cái thân trung ấm đó ngửi cái mùi gà. Tức là ngửi cái mùi tanh của máu, ngửi cái mùi tanh của thịt, thì thân trung ấm của mình, cái đầu nó trút xuống như thế này, nó nặng nề lắm. Nó tưởng ra cái mùi đó bằng thức thực. Cho nên khi thân trung ấm mà tưởng ra cái món ăn mặn đó quý Phật tử, có mùi máu nè, có mùi xương thịt của chúng sinh nè, là cái thân trung ấm của mình nó nặng nề, nó cắm đầu xuống như vậy. Nó đi lên không được mà cắm đầu xuống, phải không? Mà ăn đâu có được bằng cái thức thực thôi. Còn mình nói rằng là cúng dường cho hương linh cha mẹ tôi là hoa trái, thì thân trung ấm mình nó nhẹ nhàng, cái đầu đi lên như thế này. Cho nên ở bên kia thế giới vô hình người ta chỉ dùng thức thực chứ không phải dùng đoạn thực như mình đó. Thành ra quý Phật tử thấy rằng nếu mình không hiểu được sự tương quan hay là cái vấn đề mà nó cái nghiệp báo của hai cái thế giới vô hình và hữu hình, mình sẽ làm sai lầm hết, làm tội cho hương linh. Thầy nói ví dụ như bây giờ cha mẹ của mình đã mất đi rồi đi, ngày mà còn sống cha mẹ mình đã làm tất cả những cái điều mà dường như là tội lỗi để mà nuôi lớn mình, tính sao có lợi thì làm, phải không? Trong kinh Du Lan, thành ra rồi đã làm hết những cái chuyện tội để nuôi cho mình khôn lớn, tới chừng chết rồi mình tiếp tục mình chồng cho cha mẹ mình tất cả vô số tội nữa. Tôi mần 3-4 con gà này để làm đám cho má tôi giết một con heo, tôi mần một con heo làm đám cho ba tôi. Cho nên đó, khi chết rồi mình lại tiếp tục mình chồng vào đó những cái tội mà hương linh ăn không được. Mà hương linh chỉ hưởng cái lời nói của mình thôi, bằng thức thực của mình.
thì mần con gà này để làm gì? Trong ý thức của mình là cúng cho cha mẹ tôi, ông bà ăn đâu có được, mà cuối cùng rồi phải mang cái tội là do ý thức của mình gửi về bên đó. Thấy không? Cho nên khi còn sống, nuôi mình tạo tội, đến chết rồi mình lại ăn được những cái món đó. Mình ăn gà, mình ăn heo, mình nhậu nhẹt, mình say sưa, sướng cái miệng của mình, mà mình trồng cái tội thêm cho hương linh. Thành ra rồi đó, sống mình cũng nuôi mình mà cha mẹ tạo tội, chết mình cũng tạo tội tiếp cho cha mẹ mình nữa. Cho nên ở bên kia thế giới vô hình, họ không cần ăn, họ chỉ cần cái công đức thôi. Tại sao mà quý Phật tử thấy rằng đó, thế giới vô hình bên đó người ta chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật. Sau này đó, những đứa con họ không có tập trung cái đầu của họ được. Người ta nói rằng là đó, bổn phận làm con, cha mẹ còn sống không thể báo hiếu được. Nuôi con tới lớn như thế mà lúc mà nó đầy đủ sức khỏe để nó nuôi lại mình đó, thì bắt đầu nó nuôi con nó rồi. Thì làm sao nó trả hiếu cho cha mẹ được đây? Phải không? Hồi nó còn nhỏ, nó chưa làm ra tiền, thì mình nuôi nó. Tới chừng nó lớn mà nó làm ra tiền, cái bắt đầu nó nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con nó rồi. Thành ra rồi không có báo hiếu lúc cha mẹ còn sống. Cho nên cái cơ hội lần hai là cơ hội cha mẹ mình qua đời 49 ngày để cho mình hoàn tất cái chữ hiếu. Thì trong 49 ngày đó đòi hỏi người con muốn trả hiếu cho cha mẹ mình đó là niệm Phật 49 ngày, ăn chay 49 ngày để hoàn tất chữ hiếu, xóa đi bớt một phần nào cái tội mà cha mẹ mình nuôi mình đó. Phải không? Vì con nè, cho nên cha mẹ mình làm những cái điều tội. Vì con mà cha mẹ mình đi cắm câu nè, vì con mà cha mẹ mình đi giăng lưới nè, vì con mà cha mẹ mình phải giết con này, giết con kia để cho con mình ăn. Làm con mình ăn không à, mà cha mẹ mình chịu. Cho nên bây giờ khi cha mẹ mình qua đời rồi, 49 ngày này mình góp một phần công đức để giảm nhẹ cái tội của cha mẹ khi còn sống. Đó là báo hiếu đó. Vậy mà có những người con kêu 49 ngày ăn chay đi, cái nó tôi ăn không nổi. Kêu ngồi niệm Phật 49 ngày đi, thôi tôi không có làm được cái chuyện đó đâu. Thành ra rồi quý Phật tử thấy rằng cái cơ hội để cho chúng ta hoàn tất cái chữ hiếu mình làm không xong. Cho nên nó đâu có ai ngồi suốt 49 ngày để niệm Phật, để mà cầu nguyện cho cha mẹ mình đâu. Mà thầy ví dụ cho quý Phật tử hiểu nè. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật nó cũng giống như vàng vậy đó quý Phật tử. Mình có vàng, mình xài ở Việt Nam được, mình xài ở nước ngoài được, mình xài ở bên kia được, nước nào mình xài cái vàng cũng được cả. Cần thiết là mình đem vàng ra mình đổi tiền của nước đó mình xài, phải không? Thì câu A Di Đà nó cũng giống như vàng vậy đó, xài ở cõi này được, xài ở cõi địa ngục được, xài ở cõi Tây Phương được, xài ở cõi trời được. Cho nên mới gọi là vô lượng công đức. Hiểu không? Cho nên mình không gửi tiền của cõi này xuống cho cõi kia được. Hai cái cõi đó xài tiền khác nhau, làm sao mình gửi được? Phải không? Rồi cứ tưởng tượng ra cái tiền giảng sanh, rồi cái giấy tiền vàng bạc, rồi đốt. Súng nhau mà đốt. Bụi bay mịt trời hết. Đâu có hưởng được đâu. Phải không? Cho nên chúng ta chỉ gửi được cái A-di-đà vô lượng công đức, cũng giống như mình gửi vàng vậy thôi. Rồi tùy thuận theo cái hương linh ở phía vô hình đó, cái vàng đó nó sẽ đổi ra bằng công đức nơi đó. Thành ra rồi các vị mới nói rằng là quý Phật tử nên niệm A-di-đà gửi về cho hương linh là như vậy. Rồi sau này đó, các vị tổ của mình á, thấy những đứa con của mình nó không có thể nào tập trung để niệm Phật được. Cho nên các vị tổ mới dùng phương tiện là in ra cái tiền vãng sanh. Trong cái tờ tiền vãng sanh đó nó có đệ chữ là Nam Mô A-di-đà Phật và một cái bài chú vãng sanh luôn. Và khuyên mình mỗi lần đốt là niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho mình nhớ thôi. Nhưng mà quý Phật tử ơi, đợi đến cái lúc mà mình đốt mình niệm có 3-4 câu A Di Đà đó thì làm sao đủ cho hương linh ở bên kia để mà xài được quý Phật tử. Giống như bây giờ đó, cha mẹ mình đi học đi, cha mẹ gửi tiền về cho mình ăn học, mà gửi không đủ thì làm sao mình học nổi đây, phải không? Như vậy đó, cũng giống cha mẹ qua bên kia rồi, mình gửi cái A-di-đà vô lượng công đức cho cha mẹ mình, phải gửi cho nhiều. Trong vòng 49 ngày, cha mẹ mình chưa có đi đâu hết. Cho nên, chúng ta gửi cho cha mẹ mình để cho cha mẹ mình đầy đủ công đức
để rồi tùy theo cái công đức mà cha mẹ mình đi vào cái chỗ mà nó sung sướng hay là cái chỗ mà nó đọa lạc. Ở bên cái thế giới vô hình suốt 49 ngày như vậy hoài luôn mà chờ đợi con cái của mình. Nếu mà quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật suốt 49 ngày, ăn chay suốt 49 ngày, hồi hướng công đức cho hương linh cha tôi, mẹ tôi, vợ tôi, chồng tôi, hồi hướng công đức này cho ông bà tôi, cho người thân của tôi, thì 49 ngày đó cha mẹ ông bà hương linh đều nhận hết công đức đó. Nếu quý Phật tử niệm cái câu A Di Đà thiệt là nhiều, thì hương linh thế giới vô hình ở cái nhà thiệt là cao. Nếu mà mình niệm A-di-đà thật là nhiều thì hương linh được ấm. Niệm A-di-đà thật là nhiều thì hương linh được no. Còn niệm ít thì nhà nhỏ. Còn không niệm nữa thì lang thang rách rưới rồi đối khác lạnh lùng. Không có một cái vốn liếng công đức nào hết. Ở bên kia thế giới vô hình, quý Phật tử thấy rằng có nhiều ông cụ đó, cõng bà cụ đi, áo quần rách rưới lang thang như vậy đó, mà không có một công đức lành nào để mà hưởng hết. Cái thế giới hữu hình của mình, cái người này có cơm mà dư được một chén, cho cái người này đói ăn được. Còn cái thế giới vô hình không được. Có những ông cụ ngồi ăn cơm, ông cụ bà cụ này đói mà cho hưởng không được. Quý Phật tử, cái chén cơm nằm trong tay người này thì là cơm, mà đưa qua cho cái vợ chồng ông cụ này thì nó không phải là cơm nữa. Cho nên ở thế giới vô hình nó khó như vậy đó. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải cho cha mẹ ông bà mình công đức. Nếu không thì cha mẹ mình lang thang rách rưới lắm quý Phật tử ơi. Cõng nhau mà đi thôi. Áo quần rách rưới, đói khát, rồi không có nhà cửa che thân, che mưa, che nắng gì ở bên thế giới đó. Thế giới của mình mưa ra mưa, nắng ra nắng. Còn thế giới vô hình, mưa và lửa nó cùng một lúc như vậy. Đáng lẽ ra khi mà có lửa mưa xuống thì tắt lửa. Còn đằng này không, mưa lửa nó cùng một lúc luôn. Vừa rớt nước xuống mà vừa rớt lửa xuống luôn. Mà không có nhà cửa thì chịu thôi. Phải không? Cho nên quý Phật tử nhớ, cái niệm A-di-đà không phải rằng là nói rằng là tôi niệm A Di Đà để hồi hướng công đức cho cha mẹ của tôi, mà mình hiểu một cách mơ hồ. Người con Phật phải hiểu một cách cụ thể, vì sao câu A Di Đà nó giúp cho hương linh được như vậy? Bởi vì câu A Di Đà là vô lượng công đức, mình niệm nhiều chừng nào thì công đức bên kia nó nhiều chừng nấy. Quý Phật tử muốn cho cha mẹ mình qua bên kia đó được bình yên, được khỏe và được an lạc, thì mình ở bên đây nên niệm A-di-đà cho thật nhiều. Câu A-di-đà nó chính là cái công đức lành cho thế giới vô hình đó. Còn đốt cái tiền giảng sanh chẳng qua là cái phương tiện, vì con cái nó không có bao giờ mà nó niệm suốt 49 ngày được đâu. Cho nên buộc lòng phải in ra cái giấy giảng sanh, để rồi mình ngồi mình đốt, mình niệm từ chữ như vậy đó. Chứ thật sự ra cái giảng sanh này đó nó không phải là xấu, vì chúng ta xấu nè. Chúng ta không tập trung cái tinh thần của mình cho cha mẹ ông bà mình đi. Cho nên rồi các vị phải chế ra cái tờ giấy tiền vàng bạc giảng sanh đó để cho mình nhớ. Mỗi lần mình cầm cái tờ đó mình đốt là mình niệm A-di-đà. Đúng lý ra nó không cần cầm, mà lúc nào cũng niệm A-di-đà để gửi hết đó quý Phật tử. Còn đằng này đợi có cái hình ảnh đó, có giấy tiền vàng bạc, cái tiền giảng sanh đó mình mới niệm thôi. Cho nên quý Phật tử đốt cái đó không có lợi ích gì hết. Phải không? Nhưng mà tại mình mà các vị tổ sư tiền bối mới chế ra cái giấy tiền giảng sanh để cho mình niệm Phật. Còn nếu mình là người con Phật mà mình tập trung được, mình niệm Phật A-di-đà được rồi thì đâu có cần đốt giấy tiền làm cái gì đâu. Đâu có cần mà chiếc xe tang chạy ở ngoài đường rồi rải giấy tiền vàng bạc tùm lum tùm lá đâu. Phải không? Cho nên người con Phật chúng ta phải giải tỏa đi cái gút mắc trong đầu của mình. Vì sao phải niệm A-di-đà cho người thân mình quá cố? Mình phải biết cái câu đó. Tại vì sao A-di-đà nó mang đến cho cái hương linh đầy đủ công đức lành như vậy đó. Còn cái thứ hai nữa, khi mà mình niệm Phật, mình niệm Phật mà mình nằm mơ mình thấy Phật xuống, mình niệm Phật mà mình thấy Phật rước mình nằm mơ mà mình thấy Phật xoa đầu mình nằm mơ mà mình thấy mình ở trên trời không,
Quý Phật tử ơi, nếu mà chúng ta niệm Phật mà chúng ta thấy Phật thì nó có ba vấn đề. Một là mình niệm Phật, tất cả những ác nghiệp của mình nó sẽ hóa thân thành A-di-đà. Ác nghiệp nó hóa thân thành thánh chúng, ác nghiệp nó hóa thân thành người thân của mình. Trong kinh Địa Tạng nói đó, khi mà mình mà niệm Phật hoặc là mình tụng kinh đó, thì do cái tâm của mình, cái ác nghiệp trong tâm của mình nó sẽ hóa hiện ra những cái gì mình thích, để rồi nó sẽ dẫn mình đi về thế giới ác. Cho nên đó, nếu mà mình niệm Phật mà mình thấy Phật đến đó thì coi chừng, nó là cái ác nghiệp của mình, nó sẽ hóa thân theo cái sở thích của mình. Nếu mà mình ngồi mình niệm Phật mà mình nhớ cha mẹ mình quá thì ác nghiệp nó sẽ biến hình thành cha mẹ ông bà của mình.